Chương 276, Trần Tài Anh xảy ra chuyện. Lâm Thanh Diện nghe thấy câu trả lời của Trần Tài Anh, trực tiếp phun trà trong miệng ra, điều này khác hoàn toàn với những gì anh nghĩ. Anh vốn tưởng Trần Tài Anh sau khi nghe thấy lời này của anh, sau khi kinh ngạc chắc chắn sẽ hoàn hồn lại, chắc chắn sẽ nói sớm đã muốn báo mối thù này. Tuy nhiên phản ứng của anh ta lại nhanh như vậy, hơn nữa trực tiếp từ chối Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không hiểu được, bị thủ hạ phản bội rõ ràng là huyết hải thâm thù, Trần Tài Anh lại không muốn trả thù, điều này khiến anh không hiểu nổi Trần Tài Anh đang nghĩ cái gì. Không cần phải từ chối nhanh như vậy, anh không muốn trả thù, không phải là vì cô gái đó chứ. Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Mắt của Trần Tài Anh hơi trợn lên, nói cậu làm sao biết. Audio điện tử võ tấn bền. Lâm Thanh Diện bật cười, nói suy đoán của tôi không phải là thật chứ, phản ứng của anh vậy mà lớn như vậy thật không ngờ, anh vậy mà lại đụng phải chuyện máu chó như này. Chuyện máu chó gì, cậu đang nói cái gì đấy? Trần Tài Anh mặt mày tràn ngập nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta vừa rồi kinh ngạc, là vì Lâm Thanh Diện vậy mà biết anh ta vì một cô gái mới không muốn trả thù, chỉ có điều anh ta không biết chuyện máu chó mà Lâm Thanh Diện nói là gì. Anh không muốn trả thù, là vì người phản bội anh, là cô gái trước kia anh đã từng yêu, năm đó anh rõ ràng có cơ hội phản kích, nhưng anh lại từ bỏ, chỉ vì anh yêu cô gái này quá sâu đậm cho dù cô ta tổn thương anh anh cũng không muốn báo thù cô ta chuyện này lẽ nào không máu chó sao lâm thanh diện mở miệng nói trần tài anh lập tức trợn mắt nhìn anh mở miệng nói chuyện mà cậu nói quả thật khá máu chó nhưng không phải là chuyện của tôi cậu làm sao biết trong chuyện của tôi có một cô gái tôi trước giờ chưa từng nói với cậu thế lực mà chính anh gây dựng trước đây bây giờ bị một cô gái tiếp quản suy nghĩ một chút thì có thể biết là chuyện gì xảy ra nếu như tôi nói không đúng, vậy tại sao người tiếp quản thế lực của anh lại là một cô gái mà anh còn không muốn báo thù?" Lâm Thanh Diện nghi hoặc. Sắc mặt của Trần Tài Anh lập tức thay đổi, lớn tiếng nói: "Cậu nói gì? Người tiếp quản thế lực của tôi là một cô gái." Lâm Thanh Diện gật đầu, mở miệng hỏi: "Anh không biết chuyện này sao?" Trần Tài Anh hít sâu một hơi, cố gắng khống chế tâm trạng của mình, Lâm Thanh Diện vẫn là lần đầu nhìn thấy anh ta kích động như vậy. Nhà họ Phó đáng chết. Vậy mà để cẩm tú ra làm con dối, bọn họ ở sau lượng tận hưởng tiện nghị, thật là đủ thâm, tôi còn tưởng, chỉ cần tôi từ bỏ, nhà họ phó sẽ đối xử tốt với cẩm tú, xem ra vẫn là tôi nghĩ nhiều rồi, Trần Tài Anh lấm bẩm tự nói. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của Trần Tài Anh, sau đó mở miệng hỏi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh giấu ở trong lòng, sẽ chỉ khiến bản thân khó chịu, không bảng nói ra, có vấn đề gì, tôi giúp anh giải quyết. Trần Tài Anh thở dài sau đó lấy ra một điếu thuốc, sau khi châm lửa thì mở miệng nói, nếu cậu muốn nghe, vậy tôi nói cho cậu nghe, chuyện này thật sự giấu trong lòng tôi rất lâu rồi. Sau đó Trần Tài Anh kể lại chi tiết một lượt chuyện khi đó của mình cho Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện sau khi nghe xong, mặt mày cũng rất kinh ngạc, không ngờ Trần Tài Anh lại trải qua những chuyện đó. Thì ra Trần Tài Anh trước kia ở thành phố Thanh Vân, thật sự là một người bán bánh trứng, anh ta tốt nghiệp cấp 3 thì bỏ học, bởi vì không biết làm gì, từ trong tay ba của anh ta học được tay nghề. Trần Tài Anh lúc đó tưởng cả đời này của mình cũng sẽ như thế, hàng ngày bán bánh trứng, qua vài năm thì lấy vợ, sinh con, cuộc đời này đã được sắp xếp xong cả rồi. Cuộc đời của anh ta lại xảy ra thay đổi, là vào một buổi chiều mưa phùn, hôm đó anh ta thu dọn hàng chuẩn bị trở về, khi đi qua một con hẻm, nhìn thấy hai tên thanh niên đang giật túi của một cô gái. Anh ta lập tức xông vào con hẻm, đuổi theo hai tên lưu manh trẻ trần tài anh từ nhỏ thể chất cường tráng cơ thể khỏe mạnh lại đang tuổi tràn đầy sức sống lập tức đuổi theo hai tên đó hai người thấy trần tài anh đuổi theo không buông nghĩ bọn họ có hai người cho nên dừng lại đánh nhau với trần tài anh trần tài anh ỉ tố chất cơ thể của mình mạnh mẽ đánh cho hai tên đó một trận đương nhiên anh ta cũng bị đấm tím mũi may mà cuối cùng anh ta lấy lại được cái túi trả lại cho cô gái đó theo trần tài anh nói anh ta giúp hứa Bích Hoài đuổi theo giật lại chiếc túi chính là vì nhớ đến chuyện năm đó. Cô gái cực kỳ cảm kích chân tài anh, hơn nữa mũi của anh ta bị đánh tím bầm, có chút áy náy, kiên trì muốn giúp chân tài anh bôi thuốc. Lúc bôi thuốc, chân tài anh phát hiện cô gái này dịu dàng xinh đẹp, anh ta đã bị mê hoặc bởi sự thanh thuần của cô gái này. Cô gái có cảm tình rất nhiều với chân tài anh, sau hôm đó thì thường xuyên ở chỗ Trần Tài anh mua bánh trứng. Trần Tài Anh vì muốn để cô gái ăn được bánh trứng ngon, khổ luyện kỹ thuật, cuối cùng đem chiếc bánh trứng mình làm làm thành món ăn ngon nhất ở thành phố Thanh Vân. Thời qua cứ thế trôi qua, Trần Tài Anh tỏ tình với cô gái, cô gái đồng ý, hai người yêu thương nhau, hẹn ước cả đời này đều sẽ ở bên nhau. Tuy nhiên cảnh đẹp không dài, một lâu sau, Trần Tài Anh phát hiện cô gái là cô chủ của một gia tộc nhị lưu của thành phố Thanh Vân, tên là Phó Cẩm Tú. Nhà họ Phó của Phó Cẩm Tú, ở thành phố Thanh Vân cũng coi như có chút địa vị, tương đương với địa vị của nhà họ thẩm ở Hồng Thanh. Bà cụ nắm quyền nhà họ phó là người trọng nam khinh nữ, cho rằng sinh con gái thì làm người phục vụ trong nhà, cho nên địa vị của phó cẩm tú ở nhà họ phó không cao, thường bị em trai của cô ấy là phó lâm ôn bắt nạt. Lúc đó chuyện tình cảm của Trần Tài Anh và Phó Cẩm Tú bị bà cụ Phó phát hiện, Phó Cẩm Tú trực tiếp bị đánh một trận, hơn nữa yêu cầu Phó Cẩm Tú sau này không được gặp mặt Trần Tài Anh nữa. Trần Tài Anh chẳng qua chỉ là tên bán bánh trứng, nhà họ Phó đương nhiên xem thường, hơn nữa bà cụ Phó còn muốn Phó Cẩm Tú liên hôn với gia tộc lớn khác, như thế mới có thể củng cố địa vị của nhà họ Phó. Hai người Trần Tài Anh và Phó Cẩm Tú đương nhiên không cam tâm bị bà cụ Phó chia cắt như thế, Trần Tài Anh giúp Phó Cẩm Tú từ trong nhà trốn ra, còn lấy hộ khẩu, hai người đi đăng ký kết hôn. Bà cụ Phó biết Phó Cẩm Tú vậy mà lén đi đăng ký kết hôn với Trần Tài Anh thì nổi giận trực tiếp cho người bắt hai người lại, đánh đến nửa sống nửa chết. Trong lòng Trần Tài Anh thấy bất công, anh ta không hiểu bà cụ phó tại sao lại hà khắc với phó cẩm tú như thế, nói bản thân nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho phó cẩm tú. Tuy nhiên quyết tâm của anh ta lại bị cả nhà họ phó cười nhạo, ở trong mắt của người nhà họ phó, anh ta chẳng qua chỉ là một tên bán bánh trứng. Hôm đó anh ta bị vứt ra khỏi cửa lớn của nhà họ phó, giấy đăng ký kết hôn của anh ta và phó cẩm tú bị người ta dẫm chân lên, bà cụ phó nói với anh, đợi khi nào anh có tư cách ngồi ngang hàng với nhà họ phó mới để phó cẩm tú đi theo anh ta. Từ hôm đó, Trần Tài Anh đau đớn hạ quyết tâm, thề nhất định phải đón phó cấm tú từ nhà họ phó ra. Một người đàn ông vì cô gái mình thích có thể làm ra chiếc bánh trứng ngon nhất thành phố, kiên trì biết mấy, suy nghĩ thì biết. Ngắn ngủi mấy năm, Trần Tài Anh dựa vào sự cố gắng của bản thân, vươn lên trong thế giới ngâm của thành phố Thanh Vân, từ một thanh niên bán bánh trứng năm xưa, trở thành đại ca được mọi người cung kính. Ngày anh ta thống nhất thế giới ngâm của thành phố Thanh Vân, anh ta dẫn một đám đàn em của mình đến nhà họ phó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả người nhà họ phó, đón phó cẩm tú ra. Trần tài anh khí đó đã trở thành hoàng đế của tổ chức ngầm ở thành phố Thanh Vân, thế lực hiện có không kém một số gia tộc hàng đầu, nhà họ phó ở trước mặt Trần tài anh đã không tính là cái gì nữa rồi. Anh ta vốn tưởng bản thân đã đạt đến loại độ cao này, nhà họ phó sẽ tôn trọng anh ta, để phó cẩm tú phong phong quang quang gả cho anh ta, tuy nhiên anh ta vẫn đánh giá thấp sự vô sỉ của nhà đó. Bề ngoài nhà họ phó đồng ý chuyện hôn sự của Trần Tài Anh và phó cẩm tú, nhưng bà cụ phó lại lấy phó cẩm tú ép Trần Tài Anh, kêu Trần Tài Anh nhất định phải sắp xếp phó lâm ôn ở bên cạnh, hơn nữa địa vị của phó lâm ôn ở chỗ của Trần Tài Anh nhất định phải ngang hàng với Trần Tài Anh. Ở trong mắt bà cụ phó, phó lâm ôn mới là hy vọng của nhà họ phó, Trần Tài Anh có lợi hại hơn nữa, chẳng qua chỉ là người ngoài, nếu Trần Tài Anh bây giờ đã cướp phó Cẩm Tú, vậy thì bà ta nhất định sẽ lợi dụng mối quan hệ này để phó Lâm Ôn nhận được sự phát triển tốt hơn. Trần Tài Anh vì phó Cẩm Tú, nhịn chuyện này, sắp xếp cho phó Lâm Ôn ở bên cạnh mình, anh ta cho rằng có thế nào mình cũng coi như là anh rể của phó Lâm Ôn, cho phó Lâm Ôn ít quyền của mình cũng không có gì. Nhưng khiến anh ta không ngờ, phó Lâm Ôn trong khoảng thời gian ở bên cạnh mình bà cụ phó bèn dạy cậu ta nuôi dưỡng tâm phúc của mình, nghĩ cách ly gián mối quan hệ giữa Trần Tài Anh và những thủ hạ đó của mình, chuẩn bị có một ngày có thể đoạt quyền của Trần Tài Anh. Trải qua mấy năm bình yên, sự chuẩn bị của bà cụ phó và phó Lâm Ôn đã đầy đủ, ngày Trần Tài Anh dẫn người diệt đến người cuối cùng đối đầu với anh ta ở thành phố Thanh Vân, bà cụ phó cho người bắt phó Cẩm Tú, sau đó phái người truy sát Trần Tài Anh. Lúc này Phó Lâm Ôn đã mua cho quá nửa thủ hạ của Trần Tài Anh, cậu ta lừa tất cả mọi người nói Trần Tài Anh căn bản không có xem bọn họ là anh em một khi Trần Tài Anh có cơ hội trở thành người của xã hội thượng lưu thì sẽ đá nhưng anh em của anh ta gây dựng thiên hạ đi. Mọi người bị phó lâm ôn mê hoặc, cho dù biết Trần Tài Anh bị truy sát, cũng không có ý ra tay cứu anh ta. Phó lâm ôn dẫn theo tâm phúc của mình truy sát Trần Tài Anh, lúc đó Trần Tài Anh có cơ hội nói rõ vấn đề với thủ hạ của mình, khiến bọn họ giúp mình phản kích. Tuy nhiên Phó Cẩm Tú nằm trong tay bà cụ Phó, chỉ cần trần tài anh dám làm gì, cụ phó sẽ giết phó cẩm tú. ở trong mắt bà cụ phó, phó cẩm tý căn bản không tính là cháu gái của bà ta, chỉ có phó cẩm ôn mới là huyết mạch thật sự nhà họ phó. phó lâm ôn cũng nói với trần tài anh, chỉ cần anh ta không phản kháng thì có thể giữ lại mạng của phó cẩm tú để cô yên ổn sống cửa đời còn lại. trần tài anh bị ép đến bất lực, chỉ có thể lựa chọn trốn đi. phó lâm ôn cho rằng trần tài anh chết chắc, chỉ phái thủ hạ của mình đi truy sát trần tài anh. Được, chỉ chờ câu nói này của anh, tôi sẽ giúp anh giết hết người nhà họ Phó, lấy lại mọi thứ vốn mỹ nên thuộc về anh." Lâm Thanh Diện hào sảng nói. Chương 277: Tiến về thành phố Thanh Vân. Công ty Địa ốc Vân Hải, trong văn phòng Kim Văn Ngạo. Lúc này Hứa Bích Hoài đang cau mày ngồi ở trước mặt Kim Văn Ngạo. "Tổng giám đốc Kim, không phải hôm qua chúng ta đã nói là hôm nay tới ký hợp đồng rồi sao, sao bây giờ ông lại đổi ý thế?" Hứa Bích Hoài mở miệng nói. Kim Văn Ngạo lạnh lùng nhìn Hứa Bích Hoài một chút, mở miệng nói, hôm qua tôi uống quá nhiều nên nói nhầm thôi, sao vậy, chẳng lẽ nếu tôi không ký hợp đồng này thì cô sẽ bắt ép tôi phải ký à? Hứa Bích Hoài lập tức siết chặt nắm đấm của mình, cô vốn còn tưởng rằng Kim Văn Ngạo sẽ hiểu chuyện hơn Kim Tôn nhưng sự thật đã chứng minh là cô đã suy nghĩ nhiều rồi. Tổng giám đốc Kim, thành tích của công ty của chúng tôi như thế nào có lẽ ông cũng đã thấy rồi bên ông chọn chúng tôi để hợp tác làm dự án này chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu bây giờ ông từ bỏ hợp tác với chúng tôi thì sẽ là một tổn thất rất lớn đối với công ty địa ốc Vân Hải các ông, hứa Bích Hoài mở miệng. Kim Văn Ngạo cười nhạo một tiếng, mở miệng nói, đừng tâng bốc mình quá lên như vậy, thứ mà công ty địa ốc Vân Hải chúng tôi không thiếu nhất chính là đối tác để hợp tác. Nhà họ hứa các cô chẳng qua cũng chỉ là một gia tộc hạng hai mà thôi, không có các cô thì dự án này của chúng tôi vẫn có những người khác muốn đoạt lấy như thường ngược lại là cô mới là người không biết tốt xấu đấy con trai tôi thích cô là phúc phận của cô rồi chẳng lẽ nó lại không sánh được với người chồng bỏ đi kia của cô à chỉ cần bây giờ cô chịu để cho con trai tôi chơi đùa một chút thì tôi sẽ ký hợp đồng với cô còn nếu như cô không đồng ý thì tôi không những không cho cô dự án này mà tôi còn cam đoan rằng từ nay về sau nhà họ hứa các cô sẽ không bao giờ nhận được bất kỳ một dự án nào nữa đừng cho rằng lời này của tôi chỉ là nói suông kim văn ngạo lạnh lùng nói mặt hứa bích hoài biến sắc, không ngờ Kim Văn Ngạo vậy mà lại ác như vậy, vì Kim Tôn ông ta lại sẵn sàng nhầm vào công ty của nhà họ hứa. Tổng giám đốc Kim, thật sự không ngờ ông lại là người như vậy đấy, cho dù có bị mất dự án này thì tôi cũng sẽ không đồng ý với yêu cầu vô lý này của ông đâu. Hứa Bích Hoài trực tiếp đứng lên. Kim Văn Ngạo không sốt ruột chút nào, ông ta thấy chẳng qua bây giờ hứa Bích Hoài chỉ đang mạnh miệng mà thôi, chờ tới lúc công ty nhà họ hứa thật sự không nhận được dự án nào nữa thì hứa Bích Hoài sẽ phải chạy tới bỏ lên người con trai ông ta mà thôi, nói không chừng đến lúc đó ông ta cũng có thể được ké vào chơi đùa một chút. Xin cứ tự nhiên, Kim Văn Ngạo mở miệng. Hứa Bích Hoài cản răng, cầm lấy đồ của mình, đi ra khỏi văn phòng. Sau khi hứa Bích Hoài rời đi, Kim Văn Ngạo cầm điện thoại lên gọi cho thư ký của mình. Thông báo cho tất cả các công ty đang hợp tác với công ty Địa ốc Vân Hải là sau này ai dám hợp tác cùng với công ty nhà họ Hứa thì công ty Địa ốc Vân Hải chúng ta sẽ không hợp tác với bên đó. Người phụ nữ mà con trai tôi thích thì dù thế nào tôi cũng phải giúp nó đoạt được tới tay. Đúng rồi, giải đấu cờ vây chuẩn bị đến đâu rồi? Nói với Lý Ngôn Võ là lần thi đấu này cực kỳ quan trọng đối với công ty Địa ốc Vân Hải chúng ta, chỉ cần anh ta có thể giành được vị trí quán quân thì sau này vinh hoa phú quý anh ta cũng không bao giờ thiếu phần đâu thuận tiện đặt sẵn vé máy bay giúp tôi, đến lúc thi đấu tôi muốn đích thân tới xem, có thể mở ra cục diện mới cho thành phố Thanh Vân hay không thì phải xem vào trận đấu lần này rồi. Lúc hứa Bích Hoài về đến nhà vẻ mặt hơi uế oải, mặc dù hôm nay Kim Văn Ngạo không làm gì cô nhưng ông ta lại uy hiếp cô nếu như không chịu theo con của ông ta thì sau này sẽ không có ai dám hợp tác với công ty nhà họ hứa nữa. Chuyện này đối với công ty nhà họ hứa mà nói không thể nghi ngờ chính là một đả kích chí mạng, không có đối tác thì công ty nhà họ hứa căn bản sẽ không chống được bao lâu nữa mà bị phá sản. Cô nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được, vì sao mình đã cố gắng như vậy mà cuối cùng vẫn phải chịu người khác sắp đặt, chẳng lẽ lại bởi vì mình xinh đẹp nên mới bị những người này uy hiếp ư? Trên đường về cô vô cùng xa sút ảm ức trong lòng cũng không biết nên nói với ai, cô muốn nhờ Lâm Thanh Diện giúp đỡ, nếu như Lâm Thanh Diện ra mặt thì chuyện này sẽ được giải quyết một cách rất dễ dàng. Nhưng sáng nay cô vừa mới quyết tâm là sẽ tự mình phát triển công ty, cho nên cô lại bỏ đi ý nghĩ này. Sau khi vào cửa, hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang ngồi ở trên ghế sofa lập tức hít sâu một hơi, cô thu lại vẻ không vui trên mặt để cho gương mặt mình nhìn qua tự nhiên một chút. Lâm Thanh Diện thấy hứa Bích Hoài trở về liên nhanh chóng cười kéo cô ngồi xuống chỗ bên cạnh trên ghế sofa, mở miệng nói, đêm nay anh phải tới thành phố Thanh Vân một chuyến, lát nữa sẽ phải đi ngay, trong mấy ngày anh không có ở đây em phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt đấy. Sau khi quyết định sẽ trả thù, Trần Tài Anh liền muốn nhanh chóng đuổi tới thành phố Thanh Vân, lúc trước anh ta không biết Phó Cẩm Tú bị người nhà họ Phó coi như một con rối để lợi dụng, bây giờ biết rồi nên đương nhiên muốn cứu anh ta ra một cách nhanh nhất có thể. Hứa Bích Hoài hơi kinh ngạc, mở miệng hỏi, phải đi luôn hôm nay à? Việc gấp như vậy sao? Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, mở miệng nói, lâu nhất cũng chỉ khoảng một tuần thôi, làm xong việc anh sẽ trở về ngay, em không cần lo lắng cho anh đâu." Hứa Bích Hoài hơi gật đầu, ánh mắt có chút thất lạc, cô cũng không muốn để Lâm Thanh Diện đi, chỉ cần có Lâm Thanh Diện ở đây thì cho dù cô có gặp phải vấn đề lớn như thế nào thì cô cũng sẽ có cảm giác an toàn. Lâm Thanh Diện đi rồi trong lòng cô liên cảm thấy trống rỗng. Nhưng cô lại không biểu hiện ra ngoài mà chỉ mở miệng nói, "Anh yên tâm đi làm việc đi, em không sao đâu." Lâm Thanh Diện cười cười, sau khi đem số điện thoại của hướng vấn thiên cho hứa bích hoài còn tiếp tục dặn dò nếu như công ty gặp phải vấn đề gì thì em cứ gọi đến số điện thoại này đây là số điện thoại của một người bạn rất thân của anh có vấn đề gì anh ấy sẽ giải quyết giúp em hứa bích hoài ghi lại số điện thoại nghĩ thầm công ty địa ốc vân hải đang muốn nhắm vào công ty nhà họ hứa cho dù là bạn của lâm thanh diện thì chỉ sợ cũng không thể giải quyết nổi sau khi dặn dò hứa bích hoài xong Lâm Thanh Diện chỉ gấp mấy bộ quần áo của mình sau đó khoác một cái ba lô ra khỏi nhà. Sân bay Hồng Thành Hai người Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh đi đến cửa soát vé. Trần Tài Anh có chút cổ quái nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi cậu chắc chắn là chỉ có hai người chúng ra tới thành phố Thanh Vân báo thù chứ. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, sao nào, chẳng lẽ hai người chúng ta vẫn không đủ à? Trần Tài Anh lập tức liếc mắt nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, tôi biết cậu biết đánh nhau, một người đánh 100 người cũng không có vấn đề gì nhưng mấu chốt là người mà chúng ta phải đối mặt là toàn bộ thế giới ngâm của thành phố Thanh Vân đấy, muốn báo thù cũng không chỉ vẻn vẹn đánh vài trận đơn giản như vậy. Đùa với anh thôi, bên phía thành phố Thanh Vân tôi đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, chờ máy bay của chúng ta hạ cánh sẽ có người tới đón. Lâm Thanh Diện mở miệng. Trần Tài Anh sững sờ, mở miệng hỏi, ai tới đón chúng ta thế? Người của nhà họ Tần, chắc anh cũng biết đấy, Lâm Thanh Diện trả lời sắc mặt Trần Tài Anh biến đổi, mặt mũi anh ta tràn đầy khiếp sợ nhìn Lâm Thanh Diện, hoảng sợ nói, nhà họ Tân. Vậy mà cậu lại nhờ được nhà họ Tần ở thành phố Thanh Vân hỗ trợ. Sao vậy? Rất kỳ quái à? Chẳng lẽ nhà họ Tần lại không đối phó được với thế lực kia à? Lâm Thanh Diện cười nói. Trần Tài Anh nghe ra Lâm Thanh Diện đang áp bức, không thế không nói, nhà họ Tần ở thành phố Thanh Vân có thể nói là một tay che trời, Mặc dù thế lực kia rất mạnh nhưng so với nhà họ Tần thì vẫn còn kém xa, nếu như nhà họ Tần thật sự chịu ra tay hỗ trợ vậy thì chuyện này chắc chắn sẽ dễ làm hơn nhiều rồi. Lâm Thanh Diện gật đầu, anh cũng biết nhà họ Tần rất lợi hại, cho dù nhà họ Phó có thế lực của chân tài anh hậu thuận nhưng ở trong mắt nhà họ Tần thì cũng vẫn chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân mà Lâm Thanh Diện lại dám đưa một mình chân tài anh đi tới thành phố Thanh Vân. Sau khi nghe Lâm Thanh Diện nói như vậy, rõ ràng chân tài anh đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, có nhà họ Tân hỗ trợ nên anh ta cũng không cần lo lắng quá mức nữa. Ngay lúc hai người đang xếp hàng thì có hai cô gái đứng ở phía sau Lâm Thanh Diện, một cô gái trong đó nhìn Lâm Thanh Diện một chút, sau đó hô to lên một tiếng, Lâm Thanh Diện, tại sao đổ bỏ đi như cậu lại ở đây? Lâm Thanh Diện quay đầu lại nhìn về phía sau lưng liền phát hiện ra người đang ở sau lưng mình lại là bạn học của hứa Bích Hoài, Hồ Vũ Tinh lần trước hồ vũ tinh gây rắc rối cho lâm thanh diện và hứa bích hoài đã bị vương mậu tát cho hai cái sau đó vương mậu còn lấy lại căn nhà mà anh ta mua cho hồ vũ tinh ở tại vịnh đằng long mặc dù hồ vũ tinh có hối hận nhưng lại không biết vì sao vương mậu lại đi giúp lâm thanh diện như thế oán hận trong lòng cô ta với lâm thanh diện vẫn không hề tiêu tán chỉ có điều Vương Mậu đã lấy lại căn nhà ở Vịnh Đằng Long của cô ta nên Hồ Vũ Tinh cũng không có cách nào tiếp tục ở lại Vịnh Đằng Long nữa nên cô ta cũng không có cơ hội gặp được Lâm Thanh Diện được, sau đó cũng không hề gặp qua. Em họ của Hồ Vũ Tinh là Vương San San đến nhà Hồ Vũ Tinh chơi hai ngày, em họ cô ta là người thành phố Thanh Vân nên lúc về có mời Hồ Vũ Tinh tới thành phố Thanh Vân chơi, cô ta nói mấy ngày nữa sẽ có giải thi đấu cờ vây, Hồ Vũ Tinh cũng không có từ chối liền cùng Vương San San mua vé máy bay tới thành phố Thanh Vân. Lâm Thanh Diện cũng không ngờ sẽ gặp được Hồ Vũ Tinh ở chỗ này, anh cũng không để ở trong lòng mà còn lễ phép lên tiếng chào hỏi với Hồ Vũ Tinh. Mặt mũi Hồ Vũ Tinh tràn đầy khinh bỉ nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó nói với Vương San San, chính là cái tên ngu xuẩn này đã khiến chị bị mất căn nhà ở Vịnh Đăng Long, Vương Mậu cũng không để ý chị nữa đều là do cái tên ngu xuẩn này đấy. Anh ta chính là đồ bỏ đi mà chị nói đấy à, thật sự là suối quấy mà, chúng ta cách xa anh ta một chút để tránh gặp phải chuyện xui xẻo hai người còn lui lại phía sau mấy bước, Vương San San cũng là người lắm mồm, sau khi biết người phía trước chính là Lâm Thanh Diện liên không ngừng nói với người xung quanh Lâm Thanh Diện là đồ bỏ đi, là đồ xui xẻo để tất cả mọi người tránh xa một chút. Trần Tài Anh cao mày nhìn hai người phụ nữ kia một chút rồi hỏi Lâm Thanh Diện, tôi có người quen ở sân bay, có cần dạy dỗ lại hai người bọn họ một chút không? Không cần đâu, tới thành phố Thanh Vân trước rồi lại nói, Lâm Thanh Diện mở miệng không bao lâu sau đã soát vé lên máy bay xong, sau khi bay khoảng hơn một giờ máy bay liền đi tới địa giới trên không của thành phố Thanh Vân. Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh đi ra khỏi sân bay đều có cảm nhận trình độ phát triển của thành phố Thanh Vân cũng ngang hàng với Hồng Thành thậm chí còn tốt hơn Hồng Thành một chút. Lúc này đã là trạng vạng tối nên Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi đói bụng, nhóm người nhà họ tân phái tới đón mình Vân chưa tới cho nên Lâm Thanh Diện định tìm một chỗ ăn cơm trước hai người cũng không để ý kể từ khi bọn họ ra khỏi sân bay thì hai người hồ vũ tinh và vương san san vẫn luôn đi theo sau lưng cái tên ngu ngốc đó đã hại chị thê thảm như vậy lần này khó khăn lắm mới gặp được anh ta nên chị nhất định không thể bỏ qua được hồ vũ tinh nghiến răng nghiến lợi nói vương san san nhìn hồ vũ tinh cười cười mở miệng nói chị yên tâm đi thành phố thanh vân này em biết loại phế vật này đã hại người khác lại còn không biết xấu hổ nên phải dạy dỗ lại một chút chờ lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách xử lý anh ta. Hồ Vũ Tinh khẽ gật đầu, sau đó bước nhanh đi theo sau Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh. Không lâu sau hai người đi tới một con phố thương mại, đi thêm một lát nữa Lâm Thanh Diện liên nhìn thấy một quán cơm trang trí rất phong cách tên là Hồng Vận Các, thấy cũng không tệ lắm nên cùng Trần Tài Anh đi vào trong. Hồ Vũ Tỉnh và Vương San San đi tới cửa Hồng Vận Các, trên mặt Vương San San lập tức lộ ra một nụ cười xấu xa hai người kia cũng rất biết chọn chỗ đấy, vậy mà lại chạy đến Hồng Vận Các, nếu như bọn họ tới chỗ khác em còn sợ còn không có cách xử lý bọn họ nhưng bây giờ tới Hồng Vận Các thì đơn giản rồi, Vương San San mở miệng. Vì sao lại nói như vậy? Hồ Vũ Tinh nghi ngờ hỏi. Ông chủ của Hồng Vận Các này là một ông lớn trong ngành dịch vụ ăn uống ở thành phố Thanh Vân. Tuy ông ta không phải xã hội đen nhưng nhiều năm như vậy mà có thể mở nhiều chỉ nhánh ở thành phố Thanh Vân như vậy nếu không có chút quan hệ chắc chắn là không thể nào. Ông chủ này tên là Chu Lâm Chiết nghe rất giống một con heo, trước kia luôn có người nói ông ta là một con heo, sau này ông ta mở tiệm cơm thành công rồi liền tìm một đám côn đồ để chuyên môn đi dạy dỗ những người gọi ông ta là một con heo. Cho tới bây giờ, trên trong Hồng Vận Các không thể xuất hiện một con heo nào hoặc là mấy chữ một con heo nếu không ông chủ của bọn họ sẽ cho người tới xử lý người nói lời này. Em có quen một nhân viên phục vụ làm ở đây, chờ lát nữa em sẽ bảo anh ta nói xấu hai người Lâm Thanh diện một chút. Đến lúc đó ông chủ Chu tới hai người bọn họ xong đời rồi. Nghe Vương San San nói xong, trên mặt Hồ Vũ Tinh cũng lộ ra một nụ cười xấu xa, cảm thấy cách này rất đáng tin cậy. Hai người cùng nhau đi vào trong tiệm, Vương San San tìm nhân viên phục vụ mà cô ta quen kia cho anh ta 600.000 sau đó ghé vào lỗ tai anh ta nói gì đó, còn đưa tay chỉ vào hai người Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh ở phía xa xa. Nhân viên phục vụ hiểu ý, sau khi đi tới bàn của Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh liền đưa tay chỉ vào Lâm Thanh Diện, kêu to một tiếng anh nói cái gì. Anh lại dám nói ông chủ của chúng tôi là một con heo, anh xong đời rồi, nếu hôm nay hai người các anh không giải thích rõ ràng thì đừng hòng có thể rời khỏi đây. chương 278, ông đây là Chu Lâm Chiết. Nhân viên phục vụ nói rất lớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang ăn cơm ở Hồng Vận Các. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn về phía Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh, trên mặt lộ ra ánh mắt đồng cảm. Không ngờ bây giờ vẫn còn có người dám cười nhạo ông chủ chu nữa đấy, hiện tại ông chủ chu đang là người đứng đầu trong ngành dịch vụ ăn uống ở thành phố Thanh Vân này, hai người kia thật sự là không biết sóng chết. Chật chật, lại dám chạy tới tận hông vận các nói mấy lời này, muốn chết rồi đúng không, ông chủ chu hận nhất chính là người dám gọi lái tên của ông ta đi. Hai người này chắc là từ nơi khác đến, có lẽ là sau khi nghe tên của ông chủ chu mới không nhịn được mới thảo luận một chút lại tình cờ bị nhân viên phục vụ nghe thấy, thật sự là không may rồi. Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh đều vô cùng kỳ quái nhìn nhân viên phục vụ kia, hai người không biết nhân viên phục vụ này đang nói cái gì. Anh nghe nhầm rồi, vừa rồi chúng tôi không hề nói ông chủ của anh là heo, Trần Tài Anh nhìn che ảm chăm vào người kia nói một câu. Anh đừng giảo biện nữa, vừa rồi tôi nghe thấy rất rõ ràng, hai người các anh đang chê cười ông chủ của chúng tôi là một con heo. Nhân viên phục vụ nghiêm túc nói. Vừa rồi Vương San San đã nói cho anh ta biết hai người này là người nơi khác đến nên chắc chắn không có quen biết gì ở thành phố Thanh Vân này. Anh ta chỉ cần khẳng định hai người này mắng ông chủ của bọn họ thì chắc chắn hai người này sẽ không thế nào giải thích nổi. Anh ta biết rất rõ tính cách của ông chủ mình, phàm là người không có lai lịch gì mặc kệ là có nói thật hay không thì chỉ cần có người nhắc tới chuyện này đều sẽ đánh cho người nói một trận trước. Trước kia anh ta cũng đã thấy đồng nghiệp của mình dùng cách này để trả thù người khác, cho nên cũng không lo lắng. Chu Lâm chiết truy đến cùng chuyện này. Lúc này quản lý của Hồng Vận Các đi tới, cao mày nhìn hai người Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi xảy ra chuyện gì vậy? Quản lý vừa rồi hai người kia nói ông chủ của chúng ta là một con heo bị tôi nghe được mà hai người bọn họ vẫn không chịu thừa nhận. Nhân viên phục vụ hung dữ mở miệng. Quản lý biến sắc mặt, quay đầu trừng mắt với Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh một cái lạnh lùng nói các anh không biết quy tắc của Hồng Vận Các à. Dám đem tên của ông chủ chúng tôi ra đùa cợt, không muốn sống nữa rồi đúng không? Chúng tôi không hề lấy tên của ông chủ các anh ra đùa cợt, thậm chí chúng tôi còn không biết ông chủ của các anh tên là gì luôn. Nhân viên phục vụ này của các anh đột nhiên phát điên cái gì không hề liên quan tới chúng tôi chân tải anh lạnh lùng nói. Mấy năm nay chu Lâm Chiết mới giàu, trần tài anh đã rời khỏi thành phố thanh vân khá lâu cho nên cũng không biết bây giờ thành phố thanh vân như thế nào đương nhiên cũng không biết chu lâm chiết anh đừng rảo biện nữa đương nhiên bây giờ anh sẽ không chịu thừa nhận rồi nhưng lúc ấy tôi nghe thấy rất rõ ràng là các anh đang cười cờ tên của ông chủ tôi nhân viên phục vụ cắn giang kiên chỉ nói lâm thanh diện nhìn chằm chầm vào nhân viên phục vụ sau đó lướt nhìn quanh bốn phía sau khi nhìn thấy hồ vũ tinh và vương san san đang ngồi ở trong góc giường như đã hiểu ra chuyện gì anh đưa tay chỉ vào hồ vũ tinh ở bên kia, mở miệng nói là hai cô ấy bảo anh nói như vậy đúng không? Anh đừng nói nhảm nữa, đừng hòng trốn tránh trách nhiệm, nhân viên phục vụ không ngờ Lâm Thanh Diện lại đoán được chuyện gì xảy ra, lập tức trở nên bối rối. Hồ Vũ Tình và Vương San San thấy Lâm Thanh Diện nhìn về phía mình liên vội vàng câm menu lên che khuất mặt mình. Đừng nói nhảm nữa, tiệm chúng tôi có quy định chế nhạo tên của ông chủ của chúng tôi thì mỗi người bị phạt 30 triệu, Nộp phạt rồi chúng tôi sẽ không thông báo chuyện này với ông chủ nữa, hai người các anh muốn nộp tiền hay là để ông chủ chúng tôi dẫn người tới? Quản lý mất kiên nhẫn nói. Chuyện không có thật, hơn nữa chỉ bằng một câu của các anh mà đòi lấy được tiền của bọn tôi à, các anh cũng quá đề cao bản thân mình rồi đấy, Trần Tài anh lạnh lùng nói. Cái gì? Các người không muốn nộp tiền đúng không? Quản lý lườm Trần Tài anh một cái. Muốn lấy tiền của tôi á, không có cửa đâu. Trần Tài anh mở miệng Hai người vẫn nên thành thật đưa tiền đi, không phải bọn họ đùa giỡn các anh đâu, nếu như ông chủ của bọn họ tới thật thì các anh sẽ gặp phiền toái lớn đó. Một người đang ăn cơm ở bên cạnh khuyên một câu. Ha ha, không ngờ chỉ có mấy năm không về mà thành phố Thanh Vân đã biến thành như thế này, ăn một bữa cơm cũng bị lừa tiền, không biết là ai đã cho các người cái lá gan này. Trần Tài anh mở miệng. Không đưa tiền đúng không, vậy hai người chờ ở đó cho tôi. Chờ ông chủ của chúng tôi tới đến lúc đó các người không chỉ mất tiền mà còn bị ông chủ của chúng tôi đánh nữa, đúng là thứ không biết tốt xấu, quản lý mắng một câu, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho ông chủ của bọn họ. Tất cả mọi người đều lắc đầu nhìn bọn họ, cảm thấy Trần Tài anh làm như vậy thật sự là quá ngu ngốc. Hai người Hồ Vũ Tinh và Vương San San thấy quản lý gọi điện thoại cho ông chủ, trên mặt đều lộ ra nụ cười lạnh. Chỉ cần gọi điện thoại cho ông chủ của Hồng Vận Các thì hai người bọn họ sẽ không chạy được nữa. Chúng ta đi thôi, kết cục của bọn họ như thế nào không cần nghĩ cũng biết rồi. Vương San San đứng dậy. Hồ Vũ Tinh Hà hê nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó cô ta liên đi cùng với Vương San San đi ra ngoài. Lâm Thanh Diện thấy thế định ngăn hai người kia lại thì lại bị nhân viên phục vụ kia lập tức cản lại. Làm gì vậy, định chạy à? Tôi nói cho anh biết đã gây chuyện ở Hồng Vận Các này rồi thì anh không thể nào chạy thoát được đâu nhân viên phục vụ quát lớn một câu. Những nhân viên phục vụ khác ở Hồng Vận Các lập tức vây tới trận đường của Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh, phòng ngừa hai người bọn họ chạy trốn. Lãm Thanh Diện thấy thế cũng không tiếp tục đuổi theo nữa, xem ra phiền toái này không tránh được rồi chỉ có điều cũng chả là cái gì cả. Mặc dù Hồ Vũ Tinh đáng ghét nhưng Lâm Thanh Diện cũng không nhàm chán đến mức đuổi theo cô ta không thả như vậy. Ngồi xuống ăn cơm trước đi, chờ ông chủ của bọn họ đến đây rồi nói tiếp. Lâm Thanh Diện ngồi xuống bàn tiếp tục ăn cơm. Trần Tài anh cũng ngồi xuống theo, tức giận trừng mắt với những người này một chút. Quản lý và những nhân viên phục vụ kia đều cười nhạo, không hiểu sao lúc này Lâm Thanh Diện còn có tâm tư để ăn cơm được nữa. Tốt nhất là hai người nên ăn nhiều một chút, ăn no rồi mới chịu đánh được, đừng để lát nữa ông chủ của chúng tôi dẫn người tới chưa đánh được mấy cái hai người đã ngã cục xuống rồi, quản lý hung ác nói không bao lâu sau bên ngoài hồng vận các liền vang lên một loạt tiếng bước chân ngay sau đó có một đám người liền vọt vào dẫn đầu là một người đàn ông đầu to nâng một cái bụng bia đi tới người này chính là ông chủ của hồng vận các chu lâm chiết con bà nó ai dám mắng ông đây là heo hả lăn ra đây cho ông xem hôm nay ông đây có đánh anh ta thành đầu heo không chu lâm chiết quát lớn một câu quản lý vội vàng vẫy tay với ông ta mở miệng nói ông chủ là hai người kia mấy người chu lâm chiết mang tới lập tức vây chặt bàn của lâm thanh diện và trần tài anh lại người xung quanh thấy thế cũng vội vàng chạy giạt vào một góc chu lâm chiết đi đến trước mặt lâm thanh diện và trần tài anh mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ mở miệng nói là hai người mắng ông đây là heo lâm thanh diện nhìn chằm chằm vào người này chỉ thấy bên ngoài của ông ta quả thực rất giống heo ông tên gì lâm thanh diện hỏi một câu ông đây là chu lâm chiết Chẳng lẽ cậu lại chưa từng nghe qua tên của ông đây à?" Chu Lâm Chiết mở miệng quát lên. Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh liếc nhìn nhau, không nhịn được cùng nở nụ cười. Khó trách ông chủ này lại nhạy cảm đối với chuyện người khác nói ông ta là heo như vậy, thì ra là có một cái tên mỹ miều như thế. Con mẹ nó, hai người cười cái gì, chẳng lẽ là cảm thấy tên của ông đây buôn cười à?" Mặt Chu Lâm Chiết âm trầm nhìn Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh. "Không phải, đó chỉ là hiểu Lâm chúng tôi không hề mắng ông lâm thanh diện nhàn nhạt mở miệng đừng ngụy biện nữa mấy tên ngu ngốc như các cậu dám mang nhưng lại không dám thừa nhận vừa hay hôm nay ông đây ngứa tay nên sẽ dùng hai người để luyện tập một chút chu lâm chiết quát lúc ấy bảo các người nộp tiền thì lại không chịu bây giờ hai người có hối hận thì cũng đã muộn rồi quản lý cười lạnh nhìn chằm chằm vào lâm thanh diện và trần tài anh lâm thanh diện nhíu mày lại mở miệng nói chúng tôi cũng không muốn làm âm chuyện này lên chúng tôi không hề mắng ông, chuyện này thì trong lòng của nhân viên phục vụ này là rõ ràng nhất, nếu như hôm nay các người thật sự muốn ra tay với chúng tôi thì tôi nghĩ các người sẽ hối hận đấy. Chính hai người chửi ông chủ của chúng tôi là heo nên đừng cố cái chảy cái cối nữa, ông chủ, ông mau dậy dỗ lại hai người bọn họ đi, quá phách lối rồi, vừa rồi còn luôn mồm gọi một con heo một con heo gọi đấy, nhân viên phục vụ hừ lạnh một tiếng. Mặt mũi chu lâm chiết tràn đầy lửa giận, lúc này liên muốn ra tay với lâm thanh diện nên trực tiếp đánh một quyền vào mặt lâm thanh diện lâm thanh diện đưa tay bóp lấy cổ tay của ông ta tay còn lại trực tiếp đấm vào bụng của ông ta khiến thân thể của ông ta phải lui về sau mấy bước chu lâm chiết không ngờ lâm thanh diện lại lợi hại như vậy ông ta quay đầu lại trừng mắt với mấy tên tay chân của mình quát lên con mẹ nó mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì đều lên hết cho tôi một đám người lập tức vọt về phía lâm thanh diện và trần tài anh Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh cũng lập tức bắt đầu chuyển động, nhanh gọn xông tới chỗ mấy người lao đến trước đánh ngã xuống mặt đất. Người phía sau thấy thế, trong lúc nhất thời cũng không ai dám lên trước. Người xem náo nhiệt ở xung quanh mặt mũi ai nấy cũng đều tràn đầy kinh ngạc, lúc đầu bọn họ cho rằng hôm nay Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh xong đời rồi nhưng bọn họ lại không ngờ rằng hai người kia lại giỏi võ như vậy, ngay cả dám đàn em của Chu Lâm Chiết cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn Chu Lâm Chiết, Mở miệng nói, tôi đã nói là bọn tôi không muốn làm lớn chuyện rồi, nếu như các người vẫn còn muốn tiếp tục dây dưa thì cũng đừng trách tôi không nhắc trước. Chu Lâm chiết nhìn mấy người ngã trên mặt đất trong lòng thầm mắng một tiếng nhưng ông ta cũng không hề lùi bước, tốt xấu gì thì ông ta cũng là người có máu mặt trong giới kinh doanh ăn uống ở thành phố Thanh Vân này, tình cảnh như vậy cũng không ngăn cản ông ta được. Con mẹ nó, bảo sao lại dám ở chỗ này phách lối như vậy. Thì ra là thật sự có tài đấy nhỉ, nhưng hai người cho rằng chỉ như vậy là tôi sẽ buông tha cho hai người à? Hai người nghe cho rõ đây, bạn bè của Chu Lâm Chiết tôi ở thành phố Thanh Vân này rất nhiều, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại là sẽ có một đám tới đây xử lý hai người ngay. Nếu các người cũng không muốn làm lớn chuyện lên vậy thì nói lời xin lỗi với ông đây ngay cộng thêm 60 triệu tiền bồi thường nữa thì tôi sẽ không truy cứu nữa, Chu Lâm Chiết mở miệng nói. Ông ta cũng biết Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh không dễ chọc nhưng hai người kia dám mắng ông ta nên hôm nay nhất định ông ta phải xử lý nếu không sau này ông ta còn lăn lộn ở đây như thế nào được nữa. Lâm Thanh Diện thấy Chu Lâm Chiết vẫn còn muốn lấy tiền của bọn họ thì sắc mặt liền trầm xuống, loại người không phân tốt xấu này đã có thể tùy tiện bị một nhân viên phục vụ mê hoặc thì có lẽ trí thông mình không hơn heo là bao đâu. Nếu Chu Lâm Chiết đã nhất định muốn tìm phiền toái vậy thì Lâm Thanh Diện cũng không ngại đánh gục hết tất cả mấy người kia. Ngay lúc anh đang định ra tay thì chuông điện thoại lại vang lên lâm thanh diện nhíu mày lại sau khi lấy điện thoại của mình ra xem thì lại là một số điện thoại lạ gọi tới ai vậy chào ngài lâm tôi là tiểu trương là lái xe của ông chủ nhà họ tân rất xin lỗi ngài vì vừa rồi có chút việc nên không thể tới đón ngài kịp thời được bây giờ ngài đang ở đâu tôi sẽ tới ngay đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói cung kính tôi đang ở hồng vận các gặp phải một chút phiên toái nhỏ lâm thanh diện mở miệng ngài lâm gặp phải phiên toái gì vậy có thể nói một chút được không? Tiểu Trương lập tức hơi hổ thẹn. Ông chủ của Hồng Vận các này cứ luôn mồm nói tôi mắng ông ta nên đang muốn xử lý bọn tôi, Lâm Thanh diện giải thích một chút. "Ông chủ, Chu Lâm Chiết à, đồ con heo này ngay cả ngài Lâm mà cũng dám gây sự sao, thật đúng là không muốn sống nữa rồi." "Ngài Lâm này, mặc dù tôi chỉ là lái xe của ông chủ nhà họ Tân nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt này tôi vẫn có thể giải quyết được." Ngài nói với Chu Lâm Chiết một câu bảo ông ta chờ tôi tới. Mười phút nữa tôi sẽ có mặt tiểu trương nói xong, liên cúp điện thoại. Lâm Thanh Diện cất điện thoại di động đi sau đó nhìn Chu Lâm Chiết một chút, xem ra lái xe của Tân Đốc Công có quen biết với Chu Lâm Chiết, anh vốn còn muốn tự mình giải quyết nhưng nếu Tiểu Trương muốn tới đây vậy thì cứ để anh ta giải quyết đi. Chu Lâm Chiết nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, cười lạnh nói, sao vậy, cậu còn muốn tìm người tới giúp đỡ à? Lâm Thanh Diện nhìn ông ta một cái, mở miệng nói, bạn tôi nói sẽ lập tức đến đây, Chuyện này chờ anh ta đến giải quyết." Chu Lâm chiết cười lên ha hả, mở miệng nói, "Mẹ kiếp, không ngờ cậu còn dám tìm người tới hỗ trợ đấy. Ở thành phố Thanh Vân này người dám đối nghịch với Chu Lâm chiết tôi cũng không có mấy người đâu. Trước kia tôi cũng chưa từng gặp hai người các cậu thì các cậu có thể tìm được ai chứ? Tôi thấy cậu cũng đừng nên phí sức nữa." Quản lý và đám nhân viên phục vụ cũng đều cười theo, hiển nhiên là bọn họ cũng cảm thấy Lâm Thanh Diện tìm người tới là một quyết định ngu xuẩn. Thật sự là quá ngu xuẩn mà quan hệ của ông chủ chúng ta ở thành phố Thanh Vân này mấy người tiểu bối vô danh như các anh làm sao có thể so sánh được, các anh có thể tìm được ai chứ, cho dù tới đây thì cũng chỉ có thể chịu chết cùng với các anh thôi. Các anh cũng thật sự không biết xấu hổ đấy, tự mình muốn chết lại còn muốn kéo theo cả người khác nữa, chỉ sợ người bạn kia có tới cũng sẽ hận chết hai người các anh đi. Người xem náo nhiệt xung quanh cũng đều không ngừng lắc đầu, hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy Lâm Thanh Diện tìm người tới không phải là một hành vi sáng suốt. Chu Lâm Chiết mở tiệm cơm nên đương nhiên sẽ quen biết rất nhiều bạn bè mà trong đó không ít người có quyền thế, sau so, quan hệ với Chu Lâm Chiết thì đúng là một con đường chết. Lâm Thanh Diện không nói gì mà chỉ ngồi xuống ghế, chân tài anh nhìn ông ta một cái, lạnh lùng nói, bảo ông chờ thì ông cứ chờ đi, chờ người đến rồi xem ông còn có thể nói ra những lời như vậy nữa hay không. Chu Lâm Chiết cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, vậy ông đây sẽ chờ thêm một chút xem xem các cậu có thể gọi tới hạng người gì mà lại dám lên mặt ở chỗ này của tôi. Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe Bentley đứng lại ở bên ngoài hồng vận các, một người đàn ông mặc tây trang đi vào trong hồng vận các. Anh ta liếc nhìn một vòng đại sảnh, sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện liền nhanh chóng đi về bên đó. Ngài Lâm không sao chứ? Tiểu Trương mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện lắc đầu. Lúc này Tiểu Trương mới thở dài một hơi, sau đó anh ta quay đầu nhìn về phía Chu Lâm Chiết, mặt mũi tràn đầy âm châm. Vừa rồi Chu Lâm Chiết nhìn thấy bên ngoài chỉ tới một người trong lòng còn có chút khinh thường, nhưng sau khi nhìn thấy rõ ràng người này là ai sắc mặt của ông ta lập tức liền thay đổi. Anh, anh Trương, sao anh lại tới đây? chương 279, cơn thịnh nộ của Trần Tài Anh. Tất cả mọi người đều tràn đầy kỳ quái nhìn Tiểu Trương vừa mới tới đây, không biết người này là ai mà lại dọa cho Chu Lâm chiết thành như vậy. Lúc này có người liên nhận ra chiếc xe đang dừng ở bên ngoài kia, kinh ngạc hô một tiếng, đây không phải là xe của ông chủ nhà họ Tân ư, anh ta là người của nhà họ Tân. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhà họ Tân có địa vị gì ở thành phố Thanh Vân này trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, cho dù Chu Lâm Chiết có lợi hại hơn nữa thì tuyệt đối cũng không thể nào so được với nhà họ Tân. Cho dù chỉ là lái xe của nhà họ Tân cũng không phải người mà Chu Lâm Chiết có thể tùy tiện trêu chọc vào. Nếu tôi không đến thì ông đã gây ra chuyện lớn rồi đấy, ông có biết hai vị này là ai hay không? Ngay cả bọn họ mà ông cũng dám trêu chọc, ông không muốn sống nữa rồi hả? Tiếu Trương phẫn nộ quát Chu Lâm Chiết. Trong lòng Chu Lâm Chiết đánh thoát một cái, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh, mở miệng hỏi, anh Trương, nhân viên phục vụ của tôi nói hai người bọn họ ở nơi khác tới, hơn nữa còn mắng tôi nên tôi chỉ muốn đòi lại công đạo mà thôi, chẳng lẽ hai người bọn họ còn có địa vị lớn gì? Tiểu Trương tức giận nhìn Chu Lâm Chiết một chút, mở miệng nói, hai người bọn họ là khách quý mà ông chủ mời tới, đừng nói là mang ông, cho dù bọn họ bảo ông phải nói chuyện bằng tiếng heo thì ông cũng phải học cho tôi. Mồ hôi lạnh trên người Chu Lâm Chiết lập tức chảy xuống, sao ông ta có thể ngờ được hai người kia lại là khách quý của ông chủ nhà họ tần chứ, nếu thật sự là như vậy thì mấy lời mà Tiểu Trương nói một chút cũng không sai. Ở thành phố Thanh Vân mà dám động vào khách quý của ông chủ nhà họ Tân, Vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết rồi. Đám nhân viên phục vụ kia cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh, sau khi mấy người đó biết người mình trêu chọc phải chính là khách quý của ông chủ nhà họ Tần thì hai chân cũng không nhịn được run rẩy. "Anh, anh Trương, tôi thật sự không biết hai người bọn họ lại có thân phận này, nếu không đánh chết tôi tôi cũng không dám đem người tới gây chuyện với bọn họ, anh xin giúp tôi để bọn họ đừng giận tôi có được hay không?" Sau khi ý thức được tình cảnh của mình, chu lâm chiết lập tức liền mềm nhũn ra tôi giúp ông câu tình làm sao được tự ông tới xin lỗi bọn họ đi tiểu trương âm thanh lạnh lùng nói chu lâm chiết vội vàng gật đầu sau đó ông ta đi đến trước mặt lâm thanh diện và chân tài anh xoay người cúi đầu nói hai vị đại ca là tôi có mắt mà không nhìn thấy thái sơn gây chuyện với hai người tôi xin lỗi hai người thật sự xin lỗi hai người mắng tôi là heo thì tôi chính là một con heo xin hai người tha thứ cho tôi Lâm Thanh Diện thấy Chu Lâm chết nhanh như vậy đã sợ trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Tiểu Trương cũng chỉ là một người lái xe của nhà họ Tần mà thôi không ngờ đã có thể khiến ông ta sợ như vậy rồi. Xem ra sức ảnh hưởng của nhà họ Tần ở thành phố Thanh Vân cũng không phải bình thường. Trong lòng Trần Tài Anh hơi xúc động, nếu như là năm đó thì anh ta cũng có thể khiến cho Chu Lâm chết sợ hãi như thường. Bây giờ chỉ là một người lái xe của nhà họ Tân ra mặt mà đã như vậy. Xem ra thế lực ngâm so với mấy gia tộc lớn như thế này vẫn còn chênh lệch quá nhiều. Ngài Lâm, con heo này đã mạo phạm tới ngài nên bây giờ ngài có thể tùy ý xử trí ông ta. Nếu như ông ta dám có nửa câu oán hận thì tôi sẽ xử lý ông ta giúp ngài. Tiểu Trương nói với Lâm Thanh Diện một câu. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói tôi cũng không muốn làm gì ông ta mà tôi chỉ muốn nói rõ ràng chuyện này mà thôi. Chúng tôi không hề mảng ông, trước khi tới đây chúng tôi cũng hoàn toàn không biết tên của ông. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào thì có lẽ ông phải hỏi nhân viên phục vụ này một chút rồi. Nói xong, lâm thanh diện đưa tay chỉ vào nhân viên phục vụ bị vương san san thua mua kia nhân viên phục vụ kia biến sắc mặt biết hôm nay mình gặp phải xui xẻo rồi hai người này lại là khách quý của ông chủ nhà họ tần nên dù thế nào thì chu lâm chiết cũng không thể nói giúp cho anh ta được nếu như lúc này anh ta còn sống chết không chịu thừa nhận thì có lẽ sẽ bị chu lâm chiết đánh chết nhưng nếu như nói ra thì chu lâm chiết cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta trong lòng của anh ta thầm mắng một tiếng đem tổ tông 18 đời của Vương San San đều hỏi thăm hết một lượt sau đó trực tiếp quay người chạy ra bên ngoài. Bắt cậu ta lại cho tôi. Chu Lâm Chiết thấy thế, lập tức hô một câu. Đám tay chân của ông ta lập tức xông lên bắt nhân viên phục vụ kia lại, mang trở về. Chu Lâm Chiết chừng mắt liếc anh ta một cái, quát lên, nói đi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nếu như cậu dám nói dối nửa câu thì tôi sẽ khiến cậu muốn sống cũng không nổi. Ông, ông chủ, chuyện này không liên quan đến tôi, có hai người phụ nữ bảo tôi nói như vậy, hai người đó cho tôi 600.000 và nói là hai người kia đắc tội với bọn họ nên muốn dạy dỗ hai người này một chút. Tôi cũng không biết thân phận của các anh ấy, nhân viên phục vụ mặt mũi tràn đầy sốt ruột nhìn về phía vương san san từng ngồi nhưng lại phát hiện ra hai người đó đã sớm rời đi. Hai người phụ nữ cái con mẹ gì, cậu nói hưu nói vượn cái gì vậy? Chu Lâm chiết tát một phát lên mặt nhân viên phục vụ. Hai người bọn họ chạy mất rồi, đây là 600.000 mà bọn họ cho tôi, tôi thật sự không hề nói hưu nói vượn mà, nhân viên phục vụ sắp khóc lên rồi. Mẹ nó, còn dám lừa cả ông đây, có phải là cậu muốn gây phiền phức cho bọn họ nên mới cố ý bịa ra lời như vậy đúng không? Chu Lâm chiết không nói hai lời liên đá hai cước vào trên người nhân viên phục vụ kia, sau đó lại cho anh ta mấy cái tát. Anh ta không nói giỏi đâu, có lẽ là người khác cho anh ta tiên rồi bảo anh ta làm như vậy thật lâm thanh diện thấy nhân viên phục vụ đã bị ăn đòn liền thay anh ta giải thích một câu chu lâm chiết thấy lâm thanh diện nói như vậy mới không tiếp tục xử lý nhân viên phục vụ kia nữa mà quay người nhìn về phía lâm thanh diện mở miệng nói thưa ngài thật sự là đã gây phiền phức cho ngài rồi nếu ngài có yêu cầu gì thì cứ việc nói tôi nhất định sẽ cố gắng làm vừa rồi đầu óc tôi cũng là bị hỏng mất rồi nên mới tin cậu ta lâm thanh diện nhìn ông ta một cái mở miệng nói nói rõ ràng chuyện này như vậy là được rồi nếu ông đã quen biết với Tiểu Trương vậy thì chuyện này coi như xong đi. Chu Lâm Chiết nghe thấy Lâm Thanh Diện gọi người lái xe kia là Tiểu Trương trong lòng lại vô cùng hâm mộ, ông ta gặp người lái xe kia cũng chỉ có thể gọi một tiếng anh Trương, người này chính là lái xe của ông chủ nhà họ Tân, người có thể gọi anh ta là Tiểu Trương cũng không có mấy người. Tiểu Trương thấy Lâm Thanh Diện không so đo cũng thở phào một hơi. Lúc này Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh đều đã ăn no rồi. Chuyện này cũng đã giải quyết xong nên bọn họ cũng không cần tiếp tục chờ đợi ở đây nữa. Chu Lâm Chiết trực tiếp miễn hóa đơn cho hai người bọn họ hơn nữa còn tặng cho mỗi người một tấm thẻ hội viên, nói là sau này chỉ cần hai người tới nhà hàng của ông ta thì đều không cần phải trả tiền. Trước khi đi, Trần Tài anh còn quay đầu nhìn Chu Lâm Chiết một chút, cười nói quả thực tên của ông rất có cá tính đấy. Mặt Chu Lâm Chiết đỏ ửng nhưng cũng không dám nói cái gì. Chờ ba người Lâm Thanh diện đi rồi, Chu Lâm chiếc quay đầu lại nhìn về phía nhân viên phục vụ kia, lạnh lùng nói: "Mau cút đi cho tôi, sau này còn để tôi gặp lại cậu nữa thì tôi sẽ đánh gãy chân của cậu." Ở trước mặt tiểu trương ông ta hiếm khi mới phải cúi đầu khom lưng đó là bởi vì anh ta là lái xe của ông chủ nhà họ Tân không thể trêu vào được, nhưng ở trước mặt người bình thường ông ta cũng là một nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh ăn uống của thành phố Thanh Vân này, cũng có khí phách của mình. Nhân viên phục vụ này dám coi ông ta như con khỉ để đùa nghịch cho dù Lâm Thanh Diện không so đo nhưng ông ta cũng không thể tùy tiện buông tha cho anh ta. Sau khi nhân viên phục vụ kia nghe thấy Chu Lâm Chiết nói như vậy, liền sợ hãi nhanh chóng chạy ra khỏi Hồng Vận Các. Anh ta biết Chu Lâm Chiết rất đáng sợ, có thể mở được nhà hàng lớn như vậy ở thành phố Thanh Vân này thì đương nhiên Chu Lâm Chiết cũng phải có thủ đoạn của riêng mình. Nếu như anh ta còn cầu xin tha thứ thì chỉ sợ Chu Lâm Chiết sẽ trực tiếp đánh gãy chân anh ta mất. Sau khi chạy ra khỏi Hồng Vận Các, nhân viên phục vụ kia liền siết chặt nắm đấm. Cần răng nghiến lợi mắng một câu, hai người phụ nữ ngu xuẩn đáng chết kia, tốt nhất sau này đừng để ông đây gặp lại hai người, các người đã khiến tôi mất việc, nếu gặp lại tôi nhất định sẽ không để cho các người sống tốt. Lúc này Vương San San và Hồ Vũ Tinh đã về đến nhà lại đồng thời hát hơi một cái, hai người đều có vẻ mặt kỳ quái. Trời cũng không lạnh mà sao chúng ta lại hát hơi nhỉ, không phải là có người đang nói xấu hai chúng ta chứ?" Vương San San mở miệng nói chắc chắn là tên ngu xuẩn lâm thanh diện kia bị dậy dỗ thảm rồi nên ở trong lòng đang mảng chúng ta thôi, đáng đời tên đó, ai bảo anh ta hại chị xui xẻo như vậy, tốt nhất là đánh chết anh ta thì chị mới hả giận. Hồ Vũ Tinh lầm bẩm một câu, đừng nghĩ tới tên ngu xuẩn kia nữa, em nói cho chị biết chuyện này này, giải thi đấu cờ vây lần này sẽ có rất nhiều đội tuyển mạnh ở các thành phố lân cận tới tham gia, nghe nói là có rất nhiều cao thủ tới, đến ngày đó chúng ta nhất định phải đi sớm một chút để chiếm được một vị trí tốt Phương San San nói một câu. Trên xe Bentley, vốn là Tiểu Trương dự định trực tiếp đưa hai người Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh tới nhà tổ của nhà họ Tân nhưng lại bị Trần Tài Anh ngăn lại. Rất lâu rồi tôi chưa trở lại nơi này, bây giờ tình hình của thế giới ngâm ở thành phố Thanh Vân này như thế nào rồi? Trần Tài Anh mở miệng hỏi một câu. Bây giờ nhìn bên ngoài thì thế giới ngầm ở thành phố Thanh Vân này vẫn có dáng vẻ giống như ngày xưa lúc anh hợp nhất lại nhưng thật ra sau khi anh đi trạng thái này đã có chút không duy trì được nữa. Mấy năm nay không ngừng có một số thế lực phản loạn tới gây chuyện với người của anh. Người tiếp nhận thế lực của anh lại là phụ nữ, tình hình này cũng không duy trì được lâu nữa đâu, Tiểu Trương giải thích nói. Trần Tài anh bất đắc dĩ thở dài, tình hình này ngay từ đầu anh ta cũng đã đoán ra được. Phó Cẩm Tú là con rối mà nhà họ Phó đẩy ra nhưng anh ta cũng không thể giao cho một người không có bản lĩnh như Lâm Ôn được. Sau khi Trần Tài anh rời đi nhà họ Phó đã ngang nhiên kiếm tiền nhờ thế giới ngầm mà hoàn toàn không quan tâm có người phản loạn hay không. Những phiền toái này Lâm Ôn đều ném hết lại cho Phó Cẩm Tú, tất cả những người tới gây chuyện Lâm Ôn đều giao cho Phó Cẩm Tú đi xử lý. Hai năm nay nhà họ Phó phát triển như thế nào rồi? Trần Tài anh lại mở miệng hỏi một câu. Hai năm nay nhà họ Phó phát triển cũng không tệ, người tiếp nhận thế lực của anh chính là Phó Cẩm Tú của nhà họ Phó, lúc trước còn nghe đồn cô ta ở bên cạnh anh chính là vì muốn lấy được thế lực của anh, sau khi anh rời đi rồi quả thực Phó Cẩm Tú cũng bảo vệ nhà họ Phó khắp nơi, tiền lời từ những sản nghiệp dưới tay thuộc hạ anh kia trên cơ bản tất cả đều chảy vào túi của nhà họ Phó, không thể không nói, Phó Cẩm Tú này thật sự là một người phụ nữ tâm ngận thủ lạt, lần này anh trở về chắc là vì tìm cô ta báo thù đúng không?" Tiểu Trương mở miệng nói sắc mặt Trần Tài Anh châm xuống, lạnh lùng nói Cẩm Tú không phải là người tâm ngoan thủ lạt, tất cả mọi chuyện đều là nhà họ phó ép cô ấy, tôi muốn tìm thì cũng phải tìm nhà họ phó, những gì mà nhà họ phó nợ tôi mấy năm nay, tôi muốn bọn họ phải trả lại hết tất cả. Tiểu Trương nhìn thấy Trần Tài Anh có phản ứng này trong lòng cũng giật mình, đoán được chắc chắn ở trong đó còn có ẩn tình gì đó mà anh ta không biết, liền nói một câu, rất xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu. Trần Tài Anh hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình của mình một chút, mở miệng nói, không sao đâu, vừa rồi tôi cũng có chút kích động. Tôi nghe nói ngày kia chính là tiệc mừng thọ của bà cụ nhà họ phó, bọn họ mời rất nhiều người tới tham gia, nghe nói bà cụ nhà họ phó còn muốn gả cẩm tú. Tìm một nhà mới gả cô ấy đi, Tiểu Trương hơi do dự nhìn Trần Tài Anh một chút. Sau khi Trần Tài Anh nghe Tiểu Trương nói như vậy, nằm đấm lập tức siết chặt lại, căn răng nói, bọn họ tìm nhà nào. Căn cứ theo tin tức mà tôi biết được thì hình như là tôn cảnh của nhà họ tôn. Nếu như tôi nhớ không lầm thì trước kia anh và tôn cảnh này là anh em tốt của nhau nhỉ. Bây giờ nhà họ tôn đã phát triển thành gia tộc hàng hai có thực lực mạnh nhất ở thành phố Thanh Vân này rồi. Nhà họ phó đem phó cẩm tú gả tới có lẽ là muốn nhận được sự ủng hộ của nhà họ tôn. Tiểu Trương mở miệng. Trần Tài Anh trực tiếp đánh một quyên vào cửa xe, bên kia lập tức lõm vào một hố. Đồ chết tiệt, lại là tôn cảnh, ha ha, Uổng công lúc đầu tôi còn coi anh ta là anh em tốt, không ngờ anh ta lại đối xử với tôi như vậy." Đôi mắt Trần Tài anh đỏ bừng lên. Nhà họ Tôn là một thế gia võ học, mặc dù ở thành phố Thanh Vân buôn bán kém hơn các gia tộc khác nhưng mọi người nhà họ Tôn đều biết đánh nhau, lúc trước Trần Tài anh phát triển được thế lực của mình chính là bởi vì có thể đánh tay ngang với Tôn Cảnh sau đó hai người mới thành anh em tốt. Sau này lúc Trần Tài anh phát triển sự nghiệp, Tôn Cảnh cũng giúp đỡ anh ta không ít nhưng mà tạo hóa trêu ngươi anh làm thế nào cũng không ngờ được người anh em tốt nhất của mình lúc trước bây giờ lại muốn cưới vợ của mình chuyện này khiến trần tài anh hận không thể đi giết tôn cảnh ngay lúc này cửa xe này tôi đền bây giờ có thể đưa tôi tới quán ba của cẩm tú được không trần tài anh nhìn tiểu trương một chút tiểu trương cười cười mở miệng nói một cái cửa xe thôi mà không cần đền nói xong anh ta liên tăng tốc ô tô đi về phía quán ba của cẩm tú Bây giờ anh muốn xuất hiện luôn rồi à? Nếu như bây giờ xuất hiện thì rất có khả năng sẽ khiến nhà họ phó cảnh giác hơn. Đến lúc đó muốn báo thù sợ rằng sẽ khó khăn hơn một chút đấy. Lâm Thanh Diện nhìn Trần Tài Anh một chút. Trần Tài Anh hít sâu một hơi, mở miệng nói: Đã mấy năm rồi tôi chưa được nhìn thấy Cẩm tú. Tôi muốn xem xem bây giờ cô ấy thế nào rồi. Tôi sẽ biết nặng nhẹ. Tôi chỉ đi qua xem một chút chứ không trực tiếp gặp mặt cô ấy đâu. Tôi đã quyết định rồi. Vào ngày mở tiệc mừng thọ của bà cụ phó kia tôi sẽ hành động tôi muốn để cho tất cả mọi người biết, Trần Tài Anh tôi đã trở về. Lãm thanh diện gật đầu, anh để ý thấy hốc mắt của Trần Tài Anh hơi ẩm ướt, có thể khiến cho người đàn ông đã từng trải qua tang thương này trở nên kích động như vậy, xem ra phó cẩm tú đối với anh ta mà nói thật sự là vô cùng quan trọng. Không bao lâu sau, Tiểu Trương ngừng xe lại, ba người từ trên xe bước xuống. Lâm Thanh Diện ngấn đầu nhìn lên bảng hiệu viết hai chữ cẩm tú ở trước cửa quán ba này. Nơi này là nơi mà Trần Tài Anh từng ở, Tên của quán ba cũng vì Phó Cẩm Tú nên mới lấy tên Cẩm Tú. Trần Tài Anh hít sâu một hơi, đi vào phía trong quán ba, Lâm Thanh Diện và Tiểu Trương cũng đi vào theo. Trong quán ba vô cùng huyên náo ồn ào, sau khi Trần Tài Anh đi vào, ánh mắt liền nhìn thẳng sang chỗ quầy ba bên kia. Trước đây mỗi tối anh ta sẽ cùng Phó Cẩm Tú ngồi trước quầy ba vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, ở đó cất giữ rất nhiều kỷ niệm của anh ta và Phó Cẩm Tú. Lúc này phía trước quầy ba có một người phụ nữ thâm tình yêu thương đang ngồi ở đó, trước mặt cô đặt một ly bia lớn đã uống hết hơn phân nửa. Trong nháy mắt Trần Tài Anh nhìn thấy người phụ nữ kia trái tim như bị siết chặt lại, hốc mắt lập tức không nhịn được ướt át. Người đó chính là Phó Cẩm Tú, người mà mỗi đêm Trần Tài Anh đều sẽ mơ thấy. Ngày xưa Phó Cẩm Tú là một cô gái hay cười, cho dù có phải chịu ấm ức như thế nào thì cô cũng sẽ cười đối mặt với nó mà bây giờ người phụ nữ ngồi trước quầy ba lại có thần sắc cô đơn mà yêu thương, bóng lưng kia ẩn chứa quá nhiều đau khổ và niềm thương nhớ. Cô sẽ trở lại vòng tay của anh, tôi cam đoan, Lâm Thanh Diện vỗ võ vai Trần Tài Anh. Trần Tài Anh quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện một chút, tràn đầy cảm kích. Ngay khi Trần Tài Anh định rời khỏi nơi này để tới nhà họ Tân chuẩn bị kế hoạch báo thù, trong quán ba lại đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn những người đang khiêu vũ trong sân đều chạy toán loạn ra bốn phía, tiếng thét chói tai lấn át cả tiếng âm nhạc. Ngay sau đó một đám đàn ông cao lớn thô cạch câm côn trong tay xuất hiện ở trong sân nhảy, dẫn đầu là một người đàn ông có thân hình giống như ngọn núi nhỏ, khuôn mặt dữ tợn. Phó Cấm Tú, bây giờ thiên hạ ở thành phố Thanh Vân này đã không phải là của quán ba Cẩm Tú các người nữa rồi, tôi nghe nói cô sắp gả cho tôn cảnh của nhà họ tôn rồi đúng không? Theo tôi thấy hay là cô lấy tôi đi, hai người chúng ta liên thủ lại thì tôi dám cam đoan sau này sẽ không ai còn dám đến gây chuyện ở quán ba cấm tú này nữa đâu. chương 280, tôi đánh cược chưa bao giờ thua. Phó cẩm tú đang ngồi trầm tư ở quê ba bị âm thanh huyện náo kia khiến cho hoảng sợ hồi thân lại, sau khi quay đầu lại nhìn vào trong sân nhảy lập tức nhíu mày lại. Cô ta đi về phía sân nhảy, tuy chỉ là một người phụ nữ yếu đuối nhưng cô ta lại không hề e ngại những người đến gây chuyện kia. Những người ở quán ba cẩm tú thấy tình cảnh này cũng nhanh chóng lao đến, đứng ở sau lưng phó cẩm tú. Những người này là tâm phúc của phó cẩm tú, quán ba cẩm tú này là do một tay trần tài anh mở, phó cẩm tú không muốn quán ba này cũng bị phó lâm ôn và bà cụ phó cướp đi cho nên đã sắp xếp những người cô ta tín nhiệm nhất ở đây. Sở thiên lôi, tháng này người của anh đã tới chỗ tôi gây chuyện ba lần rồi, những người anh phái tới cuối cùng có kết quả như thế nào chính mắt anh cũng đã nhìn thấy, chẳng lẽ anh cũng muốn giống như bọn họ, bị người ta khiêng lên ném ra ngoài à? Phó Cẩm Tú nhìn chăm chằm vào người đàn ông giống như núi nhỏ kia, rất có một cỗ khí khái như anh hùng phóng khoáng. Sở Thiên Lôi nhìn Phó Cẩm Tú cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, mấy lần trước chỉ là đến dò xét thực lực ở đây của các cô xem thế nào thôi, chẳng lẽ cô lại cho rằng người tới mấy lần trước đã nói lên trình độ của Sở Thiên Lôi tôi rồi ư? Phó Cẩm Tú, sau khi Trần Tài Anh chết đi quán ba Cẩm Tú của các người cũng không còn được như xưa nữa, bây giờ không phải cô đang ỉ vào ba anh em nhà họ Lý hay sao? Hôm nay chỉ cần tôi xử lý xong ba anh em nhà họ Lý thì từ nay về sau thế giới ngâm ở thành phố Thanh Vân này sẽ là thiên hạ của sở thiên lôi tôi rồi. Ba người đàn ông đứng ở sau lưng phó cẩm tú lập tức tràn đầy tức giận, ba người kia đi ra ngoài bước lên phía trước một bước, nhìn chằm chằm vào sở thiên lôi không phục. Chị cấm tú, cái thứ ngu rốt cuồng vọng này lại dám đến phách lối ở chỗ chúng ta, chỉ cần một mình tôi là có thể xử lý được anh ta rồi, anh ta còn dám nói muốn cưới chị thật sự là con bà nó không biết xấu hổ mai. Người nhỏ tuổi nhất trong ba anh em nhà họ Lý mở miệng nói ra. Trước mắt ba anh em nhà họ Lý này đúng là người có sức chiến đấu mạnh nhất ở quán Ba Cẩm Tú, thế giới ngầm của thành phố Thanh Vân còn có thể duy trì vẻ ngoài thống nhất, cũng chính là nhờ ba người bọn họ chân áp. Ba người này là những người đi theo Trần Tài Anh sớm nhất và cũng là một trong những người trung thành nhất, nhà họ Phó cũng biết ba người này vẫn trung thành với Trần Tài Anh cho nên mỗi lần có người tìm đến gây chuyện, Phó Lâm Ôn đều sẽ để những người trung thành với Trần Tài Anh kia ra mặt, chỉ khi bọn họ bị đánh chết thì Phó Lâm Ôn mới mang người tới. Cho nên mỗi lần có phiên phức thì cũng đều là ba anh em nhà họ Lý đi lưu mạng, dân già thực lực của ba người kia trong quá trình vật lộn với sinh tử cũng càng ngày càng mạnh lên. Trần Tài Anh ở trong đám người nhìn thấy ba anh em nhà họ Lý vẫn che chở cho Phó Cẩm Tú như cũ, trong lòng cũng cảm động một hồi, chỉ có điều trong lòng anh ta vẫn còn có chút lo lắng, sở thiên lôi này là trở ngại lớn nhất mà lúc trước khi thống nhất thể giới ngâm ở thành phố Thanh Vân anh ta gặp phải. Mặc dù cuối cùng sở thiên lôi cũng khuất phục nhưng lực lượng vẫn đi theo anh ta như cũ cũng không thể khinh thường được. Nhất là thực lực bản thân của sở thiên lôi, anh ta có thể cao lớn giống như một ngọn núi nhỏ cũng không phải chỉ là do ăn nhiều đâu. Toàn bộ sàn đấm bốc ngầm ở thành phố Thanh Vân này không ai là không biết tới cái tên sở thiên lôi. Xem ra lần này quán ba cẩm tú gặp phải rắc rối lớn rồi, năm đó sau khi sở thiên lui khuất phục anh vẫn không ngừng gia tăng thực lực của mình lên, tích lũy sức mạnh chính là vì đợi một ngày kia tìm anh để báo thù. Ngay thời gian trước một mình anh ta đã khiêu chiến với 18 võ sư hàng đầu ở thành phố Thanh Vân và không một lần bại, ngay cả ông chủ cũng sợ hãi thán phục với thực lực của anh ta, nếu như anh sợ phó cẩm thú không gánh được thì tôi sẽ gọi người nhà họ Tần đến giải quyết phiền toái này. Tiểu Trương nói với Trần Tài Anh. Trần Tài Anh còn chưa lên tiếng, Lâm Thanh Diện đã mở miệng nói, cứ xem tình hình thế nào đã, lúc này nhờ người nhà họ tân ra mặt chỉ sợ rằng sẽ khiến nhà họ phó chú ý. Tiểu Trương đành phải nhẹ gật đầu. Phó Cẩm Tú nhìn ba anh em nhà họ lý một chút, mở miệng nói, không thể khinh thường thực lực của sở thiên lôi được, ba người các anh cùng nhau lên đi, nếu như không đánh lại thì tuyệt đối không đọc ham chiến. Ba anh em nhà họ lý đều khẽ gật đầu, không hề cãi lại mệnh lệnh của Phó Cẩm Tú. Ba người cùng nhau đi ra sân nhảy, ánh mắt nhìn về phía sở thiên lôi tràn đầy sát khí. Sở thiên lôi thấy ba người ra mặt trên mặt cũng chỉ lộ ra một nụ cười lạnh, anh ta quay đầu lại nhìn đám đàn em của mình ra hiệu một cái để bọn họ lui hết về phía sau. Anh ta bẻ cổ tay của mình, lắc cổ, phát ra từng trận tiếng vang lốc bốp. Bây giờ trong thế giới ngâm ở thành phố Thanh Vân đã không có ai là đối thủ của anh ta nữa, chỉ cần đánh bại ba anh em nhà họ Lý này thì sở thiên lôi anh sẽ chính là đệ nhất ở thế giới ngâm của thành phố Thanh Vân nỗi nhục năm đó bị chân tài anh đánh bại anh ta đã có thể trả lại tất cả tiếc nuối duy nhất bây giờ của tôi là người đứng trước mặt tôi không phải là chân tài anh nhưng sau khi đánh bại các anh xong tôi sẽ đem hết tất cả lửa giận của mình phát tiết hết lên trên người phó cẩm tú tôi muốn đem người phụ nữ mà trần tài anh yêu nhất đè xuống dưới thân làm cho tất cả mọi người đều biết trần tài anh đã là quá khứ rồi sau khi ba anh em nhà họ lý nghe thấy sở thiên lôi nói vậy mặt mũi đều tràn đầy phẫn nộ vọt thẳng về phía anh ta đừng nói là ba người bọn họ, chính bản thân Trần Tài Anh cũng suýt cũng nữa không nhịn được lao vào trong sàn nhảy. Cũng may Lâm Thanh Diện đã kịp thời ngăn anh ta lại nếu không thì hôm nay sở thiên lôi đã thật sự có thể đánh với Trần Tài Anh một trận rồi. Thân thủ của ba anh em nhà họ Lý cũng không yếu, hơn nữa bọn họ phối hợp rất ăn ý, quả thực trình độ đỉnh cao. Nhưng một khắc mà sở thiên lôi ra tay trong lòng Lâm Thanh Diện đã có kết luận, ba người này không thắng được sở thiên lôi. Chiêu thức của Sở Thiên Lôi đại khai đại hợp, rất có một loại cảm giác rời non lấp bể, lực lượng hai bên đã không còn cùng một cấp độ nữa, bởi vì cái gọi là một kích toàn lực, đứng trước một sức mạnh tuyệt đối thì phối hợp bất kỳ chiêu thức nào cũng đều là vô dụng. Mọi người xung quanh thấy hai bên đánh nhau thậm chí có không ít người bắt đầu lớn tiếng khen hay, hoàn toàn đem sân nhảy trở thành lôi đài. Mặc dù ba anh em nhà họ Lý rất lợi hại nhưng thể trạng của Sở Thiên Lôi giống như núi Thái Sơn vậy không phải tùy tiện là có thể đánh bại, một người đứng phía trước Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng hỏi, nói như vậy là anh cảm thấy sở thiên lôi kia sẽ thắng đúng không? Điều này là chắc chắn rồi, cái này không phải chỉ so về mặt sức mạnh đâu, mặc dù anh em nhà họ Lý có ba người nhưng lại đều quá nhỏ, chắc chắn cuối cùng sẽ bị sở thiên lôi đánh bại, người kia mở miệng. Dùng sức mạnh cũng cũng không phải chỉ dựa vào kích thước con người như vậy, sở thiên lôi này khỏe cũng chỉ là sức lực thôi anh ta cũng chỉ cậy mạnh anh cảm thấy tôi và cái tên sở thiên lôi kia đánh một trận thì ai sẽ thắng lâm thanh diện mở miệng cười người kia trên dưới đánh giá lâm thanh diện một chút không nhịn được bật cười nói trời ạ à, anh đừng đùa như vậy với thể trạng này của anh thì chỉ sợ một quyền của sở thiên lôi là có thể nện chết anh rồi anh cũng đừng vận dụng cái gì ở đây cả không có tác dụng gì đâu lâm thanh diện cười cười cũng không nói gì nữa Khoảng 10 phút sau, thể lực của ba anh em nhà họ Lý đã hao hết, sở thiên lôi chiếm thế thượng phong, anh ta trực tiếp bắt cánh tay của người nhỏ nhất trong ba anh em sau đó dơ chân lên đá một cước vào đầu gối của người đó, một tiếng răng rắc vang lên, chân người kia đã gãy mất. Hai người còn lại thấy thế, mặt biến sắc, nhanh chóng kéo em trai lui về sau. Mặt mũi phó cẩm tú cũng tràn đầy suốt ruột, cô không ngờ ba anh em nhà họ Lý cũng không phải là đối thủ của sở thiên lôi, chân của một trong ba người đã bị gãy rồi thì hai người còn lại càng không có khả năng đánh bại sở thiên lôi phó cẩm tú tối nay cô chạy không thoát đâu ông đây sẽ để cho cô mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi là hùng phong chân chính chắc chắn sẽ lợi hại hơn trần tài anh sở thiên lôi xấu xa cười một tiếng đi về phía phó cẩm tú chị cẩm tú chị mau đi trước đi bọn tôi sẽ ngăn anh ta lại hai anh em còn lại của nhà họ lý nhanh chóng chặn ở phía trước phó cẩm tú Sở Thiên Lôi hung mãnh xông lại, trực tiếp đánh bại hai người ngã xuống trên mặt đất. Phó Cẩm Tú vô cùng bối rối, cô ta quay người định chạy nhưng Sở Thiên Lôi đã được cô ta lại, lôi đến bên cạnh mình. Lúc ấy người đàn ông vừa nói chuyện với Lâm Thanh Diện liền quay đầu nhìn qua, đắc ý nói, thấy không, tôi đã nói là người to lớn sẽ dễ dàng thẳng mà, đạo lý đơn giản như vậy mà anh lại còn không tin lâm thanh diện không để ý đến anh ta mà chỉ đưa tay ra túm trần tài anh đang định lao ra trở về bây giờ anh không tiện lộ diện để tôi đi tiểu trương thấy lâm thanh diện định ra tay sắc mặt cũng thay đổi vội vàng nói ngài lâm vẫn nên để tôi gọi điện thoại cho người nhà họ tần tới đây đi sở thiên lôi thực lực bã phàm anh đi qua chỉ sợ lâm thanh diện không nghe anh ta nói mà đã đi thẳng vào trong sàn nhảy mặt mũi tiểu trương tràn đầy sốt ruột anh ta quay đầu nhìn về phía trần tài anh mở miệng nói, anh mau cản anh ấy lại đi. Nếu như anh ấy vào đó sẽ có thể bị đánh chết đấy. Trần Tài Anh hít sâu một hơi, thản nhiên nói, yên tâm đi, nếu cậu ấy đã ra tay thì người bị đánh chết chỉ có thể lát sở thiên lôi mà thôi. Tiểu Trương không ngờ Trần Tài Anh lại nói như vậy, nhưng anh ta cũng không rõ thực lực của Lâm Thanh Diện ra sao, cho nên vẻ mặt cô cùng suốt ruột. Lúc ấy người đàn ông vừa nói chuyện với Lâm Thanh Diện kia cũng ngơ ngác không ngờ Lâm Thanh Diện lại thực sự đi ra, đây quả thực là muốn tìm chết mà. Đầu óc của người anh em này không có vấn đề gì chứ, anh ta thật sự cho rằng anh ta có thể sánh thắng người ta à, người kia lầm bầm. Sở thiên lôi đang chìm trong vui sướng vì đánh bại ba anh em nhà họ Lý, một cái tay anh ra túm lấy phó cẩm tí gống như đang khoe khoang chiến lợi phẩm của mình vậy. Lúc này Lâm Thanh Diện lại đi tới trước mắt anh ta, thản nhiên nói, buông cô ấy ra sau khi sở thiên lôi nghe thấy lâm thanh diện nói như vậy liền quay đầu nhìn qua lạnh lùng nói sao nào anh cũng là người của phó cẩm tú à sao tôi chưa từng nhìn thấy anh vừa rồi tôi có đánh cược với một người người đó nói chỉ bằng tôi thì không thể đánh bại được anh cho nên tôi tới thử một chút lâm thanh diện vì tiện viện một cái lý do anh cũng không thể nói là mình đến thay trần tài anh xử lý phiên phức được sở thiên lôi nghe lâm thanh diện nói vậy thì hơi sửng sốt một chút sau đó lập tức cười lên ha hả mở miệng nói con mẹ nó anh ra đây làm trò cười à. Mau cút qua một bên cho tôi, với anh thì ông đây chỉ cần dùng một bàn tay cũng đã có thể quay anh 720 độ rồi. Những người xung quanh cũng đều nở nụ cười theo, tất cả đều cảm thấy Lâm Thanh Diện đánh cược với người khác như vậy là đang tìm cái chết. Không phải đầu óc người anh em này có vấn đề chứ, vậy mà lại đi đánh cược với người khác như vậy. Chắc là chán sống rồi, bằng anh ta chỉ sợ ngay cả tôi cũng không đánh lại được ấy chứ. Lâm Thanh Diễn nhếch miệng lên một độ cong trêu tức, cất cao giọng nói, trước giờ tôi đánh cực chưa từng thua bao giờ nên hôm nay anh không muốn đánh thì cũng phải đánh, từ một giây mà anh động vào người phụ nữ của người anh em của tôi là anh đã thua rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 281, đã không còn cơ hội. Sở Thiên Lôi nghe thấy Lâm Thanh Diện nói thì cảm thấy không có mùi vị gì, nhưng trong mắt anh ta thì Lâm Thanh Diện chỉ là một con ruồi đáng ghét mà thôi, nếu cứ ở đây kêu ong ong vậy thì đập chết rồi nói tiếp trông chừng người phụ nữ này cho tao đừng để cô ta chạy tao xử lý tên ngốc này trước rồi chơi với cô ta sau sở thiên lôi nhìn về phía mấy đàn em kia nói một câu nhóc con mày muốn chết đúng không nếu vậy thì tao sẽ giúp mày cho mình nếm thử nắm đấm lợi hại của ông đây sở thiên lôi không nói hai lời đấm về phía đầu của lâm thanh diện tốc độ vô cùng nhanh lâm thanh diện nhanh chóng khom lưng thoát khỏi cú đấm của anh ta nhưng anh cũng không chú ý dưới chân có người làm đổ ly rượu nên sàn nhà vô cùng trơn trượt lúc anh khom lưng xuống thì chân trượt một cái cả người lập tức lung lay suýt nữa ngã xuống mặt đất mọi người nhìn thấy dáng vẻ lâm thanh diện luôn cuống tay chân thì lập tức cười ha ha lên mẹ nó trình độ này cũng dám thách thức với sở thiên lôi đúng là đô ngốc mẹ tôi ơi tên này đúng là hài hước Sở Thiên Lôi chỉ đấm một cái nhưng chưa chạm vào người thì anh ta đã suýt ngã xuống. Sở Thiên Lôi đúng là châu bò, cũng chưa chạm vào tên kia mà anh ta lại lung lay muốn ngã, chẳng lẽ Sở Thiên Lôi đã học võ công trong tiểu thuyết võ hiệp sao? Sở Thiên Lôi nhìn Lâm Thanh Diện phản ứng nhanh như vậy, dễ dàng tránh được chiêu thức của mình thì trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng sau đó phản ứng của Lâm Thanh Diện làm cho anh ta buồn cười. Mẹ nó, quả nhiên là đồ ngốc, mày như vậy mà còn muốn đánh tao? ăn phân đi thôi sở thiên lôi lại đấm về phía lâm thanh diện định dùng một chiêu đánh bại anh lâm thanh diện đứng vững tại chỗ nghe nhiều người xung quanh chê cười mình thì cũng có chút xấu hổ vừa rồi đó là một sai lầm lúc này anh thấy sở thiên lôi lại ra tay về phía mình thì đôi mắt nhíu lại dùng tay chặn cánh tay thô như bắp chân của sở thiên lôi sở thiên lôi cười lạnh một tiếng cảm thấy lâm thanh diện dùng tay chặn cánh tay mình là cách ngu ngốc nhất ở trong suy nghĩ của anh ta thì xương cốt của lâm thanh diện chắc chắn sẽ gãy nhưng sự thật không phát triển theo suy nghĩ của anh ta sau khi lâm thanh diện chặn cánh tay anh ta thì anh ta cảm thấy có một sức mạnh ngăn cản mình lại cánh tay không thể nào nhúc nhích được vừa rồi chỉ là sai lầm mà thôi hiện tại tôi sẽ cho anh biết thế nào là bốn lạng đấy nghìn cân lâm thanh diện bóp cánh tay sở thiên lôi sau đó dùng sức vặn một cái đồng thời dùng một chân đá vào đùi sở thiên lôi cơ thể cao lớn của sở thiên lôi bay thẳng lên rồi rơi xuống đất sao lại như thế sở thiên lôi kinh ngạc anh ta vẫn chưa kịp phản ứng chuyện lâm thanh diện đánh ngã mình sau khi lâm thanh diện đánh ngã sở thiên lôi thì hai tay bắt lấy cổ tay anh ta dùng một sức mạnh kỳ lạ ném mạnh sở thiên lôi qua bên kia những người chê cười lâm thanh diện lập tức chuyển thành kinh ngạc không ai dám chê cười lâm thanh diện người đàn ông nói chuyện với lâm thanh diện cũng mở to hai mắt vẻ mặt khó tin nhìn chầm chầm Lâm Thanh Diện, tự mình lầm bẩm rốt. Rốt cuộc sao anh ta làm được chứ? Chẳng lẽ chuyện bốn lạng đấy nhìn cân thật sự tồn tại? Ngay từ đầu Tiểu Trương còn lo lắng cho Lâm Thanh Diện, nhưng anh ta thấy cảnh này thì thở phào nhẹ nhõm. Anh ta chủ nhân nhà họ Tân mời Lâm Thanh Diện đến đây chơi cờ, cho nên chưa bao giờ nghĩ Lâm Thanh Diện có thể đánh nhau. Cho tới bây giờ anh ta mới ý thức được Lâm Thanh Diện không chỉ là cao thủ cờ vây mà còn là cao thủ đứng đầu võ thuật khó trách người kiêu ngạo như trần tài anh cũng cam tâm tình nguyện làm việc cho anh ta xem ra anh ta thật sự không đơn giản tiểu trương nhìn trần tài anh bên cạnh một cái lẩm bẩm nói lâm thanh diện đánh ngã sở thiên lôi xong thì cúi đầu cười với anh ta nói chỉ biết gậy mạnh sức mạnh này lãng phí vì anh đúng là đáng tiếc sở thiên lôi hung dữ chừng mắt nhìn lâm thanh diện một cái mắng con mẹ nó tao sẽ lại đánh với mày anh đã không còn cơ hội Lâm Thanh Diện nói xong thì nằm lấy cánh tay sở thiên lôi rồi dùng sức răng rắc một tiếng, trên cổ tay anh ta đã gãy xương. Sở thiên lôi kêu thảm thiết một tiếng, lập tức giấy ruộ dưới đất, Lâm Thanh Diện dùng chân đạp lên bụng anh ta làm cho anh ta không có sức bỏ dậy. Sau đó anh lại dơ chân đạp gãy một chân của sở thiên lôi, sau khi anh hoàn toàn phế anh ta xong mới tự anh bên người tránh ra. Phó cầm tú trợn mắt há miệng nhìn cảnh này, vừa rồi sở thiên lôi còn hung hăng, nhưng chỉ dùng hai ba chiêu đã biến anh ta thành một kẻ tàn phế. Lãm thanh diện giải quyết xong sở thiên lôi thì quay đầu nhìn về phía phó cẩm tú cười hỏi, cô có thể đối phó với những người còn lại đúng không? Phó cẩm tú lấy lại tinh thần trong khiếp sợ, sau đó nhanh chóng gật đầu với lâm thanh diện. Lúc này những đàn em sở thiên lôi mang tới đã sớm sợ hãi lâm thanh diện nên sao dám gây phiên phức, bọn họ nhanh chóng chạy đi, đỡ sở thiên lôi rời đi quán ba cẩm tú. Phó Cẩm Tú đầy biết ơn nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, "Xin hỏi vì sao anh lại giúp tôi? Chúng ta vốn không quen biết mà." Lâm Thanh Diện cười cười mở miệng nói, "Trần Tài anh là người không tệ, người phụ nữ của anh ta không nên bị người ta bắt nạt như thế." Lâm Thanh Diện nói xong thì xoay người đi về phía Trần Tài anh. Phó Cẩm Tú vẫn chưa hiểu lời Lâm Thanh Diện nói thì thấy anh phải đi nên cô ta gọi vài tiếng, chẳng qua Lâm Thanh Diện đã đi vào trong đám người, cô ta cũng tìm không thấy bóng dáng của Lâm Thanh Diện trong nháy mắt cô ta thấy được một ánh mắt quen, cả đời này cô ta sẽ không bao giờ nhận nhầm ánh mắt đó, lúc cô ta nhìn thấy ánh mắt đó thì lập tức chạy về phía cửa. Trần Tài Anh, nhất định là Trần Tài Anh, anh ấy đã trở về, nhất định là anh ấy đã trở về, hốc mắt của Phó Cẩm Tú đã ươn ướt, cô ta nhanh chóng chạy ra ngoài muốn đuổi theo người có ánh mắt giống như Trần Tài Anh. Mấy năm nay cô ta đã chịu nhiều tuổi thân và không cam lòng, gần như mỗi tối cô ta sẽ mơ thấy Trần Tài Anh, mỗi lần cô ta đều rơi nước mắt cô ta không tin người đàn ông giống như một vị thần trong cuộc đời mình đã chết mấy năm nay cô ta luôn chờ chân tài anh trở về nếu không có lòng tin này thì chỉ sợ cô ta không sống nổi nữa tài anh nhất định là anh anh đã quay về đúng không phó cẩm tú chạy ra ngoài quán bar trên đường lớn người tới người đi phó cẩm tú nhìn xung quanh cho dù là người trẻ tuổi đã giúp đỡ cô ta hay là người cô ta chờ đợi đã biến mất không thấy gì nữa là ảo giác sao trong màn đêm Dáng người Phó Cẩm Tú có chút cô đơn, cô ta dùng tay che ngực đứng rất lâu trên đường lớn mới xoay người quay về quán bar. Trên xe Bentley, Trần Tài anh nhìn chăm chăm khuôn mặt Phó Cẩm Tú đẫm nước mắt quay về quán bar. "Cẩm Tú, em chờ anh thêm hai ngày nữa, ngày kia em có thể nhìn thấy anh, đến lúc đó anh muốn người nhà họ Phó phải xin lỗi em, anh ta nợ anh, anh muốn bọn họ phải trả lại gấp đôi." Trần Tài anh lẩm bẩm nói. "Hiện tại anh cũng có thể gặp cô ấy." chỉ cần người nhà họ phó không phát hiện là được, Lâm Thanh Diện mở miệng. Trần Tài Anh lắc đầu nói, tôi đã nhịn mấy năm rồi, không thiếu mấy ngày nữa, trước khi tôi gặp Cẩm Tú thì sẽ giết chết tên khốn tôn cảnh kia, tôi coi anh ta là anh em, anh ta lại muốn cưới vợ của tôi, tôi nhất định phải báo thù này. Tiểu Trương nhìn Trần Tài Anh một cái rồi mở miệng nói, mặc dù nhà họ tôn chỉ là gia tộc hạng hai, nhưng nhà bọn họ đã luyện võ mấy đời, mỗi ngày tôn cảnh đều ở võ quán, anh muốn giết anh ta thì sợ là hơi khó khăn. Lâm Thanh Diện cười cười mở miệng nói, mặc kệ anh ta ở đâu thì giết anh ta dễ như trở bàn tay, chỉ cần nhà họ tân các người giúp đè chuyện này xuống là được. Lúc này Tiểu Trương đã có cái nhìn khác về Lâm Thanh Diện, anh ta nghe anh nói như vậy thì lập tức gật đầu. Cùng lúc đó, ở sân bay thành phố Thanh Vân, Khương Tuyên Vũ xuống máy bay rồi đi tới một chiếc xe phía trước, hai người xuống xe gom một già một trẻ, Người già là Tôn Văn Khuê, chủ nhà họ Tôn hiện tại, đồng thời cũng là chủ của võ quán Tôn Thị. Mà người trẻ tuổi hơn là Tôn Cảnh. Anh Khương đi đường vất vả, mau lên xe đi, tôi đưa cậu về nghỉ ngơi. Lần này võ quán Vân Khê có thể phái anh Khương đến đây hướng dẫn võ quán Tôn Thị đúng là vinh hạnh của võ quán Tôn Thị. Tôn Văn Khuê cười mở miệng. Khương Tuyên Vũ xua tay, trên mặt đầy kiêu ngạo. Lần trước Khương Tuyên Vũ bị Lâm Thanh diễn dậy đố một trận trước cửa quán KTV của Trương Quân Hào vì thế anh ta luôn oán hận lâm thanh diện trong lòng mặc dù võ quán vân khê ở kinh đô không tranh giành lợi ích nhưng không phải ai cũng có thể chiêu chọc anh ta vẫn luôn muốn tìm lâm thanh diện để báo thù cho đàn anh của mình đáng tiếc sau đó anh ta đến cây tv trương quân hào nhưng vẫn chưa gặp được lâm thanh diện trương quân hào cũng vẫn luôn cảnh cáo khương tuyên vũ đừng chiêu chọc lâm thanh diện nếu không thì sẽ hối hận đến khi chủ của võ quán vân khê biết chuyện này hơn nữa sau khi nhìn vết thương của Khương Tuyên Vũ đã lập tức cảnh cáo Khương Tuyên Vũ, nói anh ta đừng tìm Lâm Thanh Diện gây phiên toái, nếu không anh ta sẽ bị đánh chết. Lúc này Khương Tuyên Vũ mới ý thức được Lâm Thanh Diện rất kinh khủng, chủ võ quán của bọn họ có thể dựa vào vết thương đoán thực lực của một người, nếu chủ võ quán nói như vậy thì chắc chắn không sai. Sau khi Khương Tuyên Vũ biết thực lực của Lâm Thanh Diện thì không đi tìm Lâm Thanh Diện nữa, trong lòng vừa nghĩ mà sợ, nếu ngày đó anh không trốn nhanh thì không chừng Lâm Thanh Diện sẽ đánh chết mình. Hơn nữa làm cho anh ta có chút kỳ lạ là anh ta muốn tìm chủ võ quán báo thù giúp mình thì chủ võ quán lại cắt đứt suy nghĩ này. Hơn nữa mỗi lần nhắc tới Lâm Thanh Diện thì trên mặt chủ võ quán lộ ra nụ cười kỳ lạ, giống như quen biết Lâm Thanh Diện vậy. Khương Tuyên Vũ muốn giải tỏa buồn bực nên xin đi du lịch, đúng lúc võ quán Tôn Thị dùng tiên mời người của võ quán Vân Khê đến hướng dẫn, vì thế anh ta đến thành phố Thanh Vân anh ta thấy ở thành phố Thanh Vân này chắc chắn sẽ không gặp Lâm Thanh diện biến thái đó. Anh Khương, ngày mai chúng tôi muốn anh tiến hành hướng dẫn, đến lúc đó những người có thực lực ở thành phố Thanh Vân sẽ tham gia, không có vấn đề gì chứ. Tôn Văn Khuê mở miệng hỏi. Không thành vấn đề, ở chỗ các người thì có thực lực gì chứ, tôi đánh 10 chiêu hướng dẫn các người cũng không phải là chuyện nhỏ, Khương Tuyên vũ đầy kiêu ngạo nói một câu. Tôn Văn Khuê và Tôn Cảnh có chút xấu hổ, nhưng cũng không dám phản bác, dù sao Khương Tuyên Vũ nói không sai, người của võ quán Vân Khê thì tùy tiện chọn một người cũng có thể đánh thắng bọn họ. Mặc dù là Tôn Văn Khuê thì ở trước mặt Khương Tuyên Vũ cũng không kiên trì không được mấy chiêu. chương 282, cải trang dâng lên miệng heo. Nhà họ Tân, sau khi Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh đến đây thì có thể nói là nhận được sự tiếp đón nhiệt tình. Tân Đốc Công sắp xếp Lâm Thanh Diện ở phòng bên cạnh Tân vô song, cũng không biết cố ý hay là vô tình. Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh với Tân Đốc Công nói về kế hoạch báo thù, trước khi tới thì Trần Tài Anh cũng không biết chuyện tôn cảnh, cho nên trước khi báo thù nhà họ phó thì anh ta muốn giải quyết tôn cảnh. Ngày hôm kia là tiệc mừng thọ bà cụ phó, cho nên anh muốn giải quyết tôn cảnh cũng chỉ có thời gian một ngày. Tân Đốc Công tỏ vẻ nhà họ tôn không là gì cả, anh ta đồng ý giúp đỡ hết mình, chỉ cần Lâm Thanh Diện giúp anh ta thắng cuộc thi cờ vây thì chuyện gì cũng dễ nói. Sau khi bàn bạc xong kết hoạch, Trần Tài Anh và Lâm Thanh Diện lần lượt về phòng, chuẩn bị cho hành động ngày mai. Lâm Thanh Diện nằm xuống giường không bao lâu thì nghe thấy có người gõ cửa. Anh đứng dậy đi mở cửa thì phát hiện Tần Vô Song mặc sườn xám đứng bên ngoài, xem ra cô ta đã trang điểm rất tỉ mỉ, sườn xám phù hợp với khí chất của cô ta làm cho cô ta càng xinh đẹp. Mấy năm nay Lâm Thanh Diện đã gặp nhiều cô gái ăn mặc rất thời trang thậm chí có thể nói là đi trước thời đại, anh đã gặp không ít cô gái thích mặc sườn xám giống như Tần Vô Song. Cho nên lúc anh thấy Tân Vô Song kia thì trong lòng cũng có một chút kinh ngạc. Tân Vô Song chú ý tới ánh mắt của Lâm Thanh Diện, cô ta trang điểm tỉ mỉ lâu như vậy là vì muốn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lâm Thanh Diện. Có chuyện gì không? Lâm Thanh Diện cảm thấy kinh ngạc là vì anh rất ít thấy cô gái mặc sườn xám mà thôi, cũng không cảm thấy tần Vô Song mặc sườn xám thì có thể gây sự chú ý của mình. Tôi tự tay sao lá trà, tôi vừa pha nên muốn anh nếm thử." Tân Vô Song mở miệng uống trà vào đêm khuya không tốt lắm, dễ mất ngủ, ngày mai cô lại mang đến đây, Lâm Thanh Diện mở miệng, sau đó anh định xoay người về phòng ngủ. Tân vô song thấy thế thì đôi mắt lập tức mở to, cô ta nghĩ thầm đêm khuya mình mặc sườn xám, trang điểm xinh đẹp như thế đã đủ rõ ràng, đưa trà cũng chỉ là cái cớ mà thôi, Lâm Thanh Diện không nhìn ra sao. Chẳng lẽ người này là trai thẳng? Khu khu, vậy bây giờ cách thời gian ngủ còn sớm, cho dù anh không uống trà thì cho tôi vào ngồi một chút được chứ, tôi muốn nhờ anh chỉ bảo về cờ vây tân vô song nhanh chóng tìm lý do. Không phải cô ta biết Lâm Thanh Diện đã kết hôn mà còn muốn dụ dỗ anh, lúc này cô ta đến đây cũng là vì tìm Lâm Thanh Diện chỉ bảo về cờ vây, trang điểm xinh đẹp là muốn tạo ấn tượng tốt với Lâm Thanh Diện mà thôi. Đương nhiên Lâm Thanh Diện là người vô cùng lợi hại trong giới cờ vây, tân vô song cực kỳ sùng bái, cũng không loại bỏ trong lòng cô ta còn có suy nghĩ khác. Lâm Thanh Diện nghe Tân Vô Song nói thì gật đầu nói, vậy cô vào đi. Tần vô song bưng trà vào phòng Lâm Thanh Diện, tràn đầy yêu nhã ngồi trên ghế bên cạnh. Lâm Thanh Diện cảm thấy có chút mệt mỏi nên nằm ở trên giường. Cô có vấn đề gì thì mai hỏi đi, tôi có chút mệt mỏi, ngày mai còn có việc, phải đi ngủ sớm một chút, Lâm Thanh Diện mở miệng. Tần vô song nhìn Lâm Thanh Diện không coi trọng mình thì trong lòng có chút tức giận, cô ta không phục, người ta làm như không thấy cô ta trang điểm, chuyện này làm cho Tần vô song cảm giác mình không có sức hấp dẫn. Càng như vậy, cô ta càng muốn chứng minh bản thân, cô ta nhất định phải đế cho Lâm Thanh Diện thấy được sự hấp dẫn của mình, sao một người đàn ông như Lâm Thanh Diện có thể coi thường cô ta như thế. Từ trước đến nay Tân Vô Song luôn kiêu ngạo lạnh lùng chưa từng gặp qua trai thẳng như Lâm Thanh Diện, cho nên mặc dù cô ta biết Lâm Thanh Diện đã kết hôn nhưng cũng muốn chứng minh sức hấp dẫn của mình. Cô ta đứng dậy mở miệng nói, hôm nay anh rất mệt sao, thật ra tôi có học xoa bóp, nếu anh không ngại thì tôi có thể giúp anh xoa bóp một chút. Tân vô song nói xong thì đi tới mép giường, đưa tay giúp Lâm Thanh Diện xoa bóp. Lâm Thanh Diện giờ khóc giờ cười nhìn cô cả nhà họ Tần, anh nghĩ thầm không phải lần đầu tiên gặp cô ta rất kiêu ngạo lạnh lùng à, sao hiện tại lại biến thành như vậy? Nếu cô không hỏi về cờ vây thì mau về ngủ đi, cô trang điểm rất xinh đẹp, chẳng qua tôi đã có vợ cho nên không có hứng thú với cô, cô cũng đừng tốn công tốn sức Lâm Thanh Diện mở miệng. Lâm Thanh Diện vạch trần tân vô song làm cho cô ta vô cùng xấu hổ, chẳng qua những lời của Lâm Thanh Diện khiến cô ta cảm thấy hiện tại mình muốn có Lâm Thanh Diện, mà Lâm Thanh Diện còn ghét bỏ không muốn cô ta. Chuyện này làm cho trong lòng cô ta tràn đầy tức giận, cô ta chưa từng mất mặt trước một người đàn ông nào như thế. Ai, ai nói tôi trang điểm xinh đẹp vì anh chứ, sao anh lại coi trọng mình như vậy, hừ, hiện tại tôi cho anh nếm thử kỹ thuật xoa bóp của mình. Tần vô song véo vào đùi Lâm Thanh Diện một cái. Lâm Thanh Diện lập tức ngồi dậy xoa nhẹ chân mình. Mẹ nó, cô xuống tay quá ác độc, tôi và cô không thù không oán, cô véo tôi như thể làm gì, Lâm Thanh Diện mở miệng. Tần vô song đắc ý ngẩng đầu lên mở miệng nói, kỹ thuật xoa bóp của tôi rất lợi hại, chuyên trị ung thư trai thẳng. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ lắc đầu, anh xuống giường đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống nói, cô muốn hỏi cái gì thì nói đi. Lúc này Tần vô song mới cười ngồi đối diện Lâm Thanh Diện, cô ta hỏi Lâm Thanh Diện rất nhiều điều về cờ vây. Lâm Thanh Diện giải thích cho cô ta rất nhiều về cờ vây, tân vô song giống như được mở mang đầu óc, phát hiện thế giới mới, Lâm Thanh Diện chỉ nói mấy câu đã làm cho cô ta có sự hiểu biết mới về cờ vây. Cũng đúng, bởi vì lời nói của Lâm Thanh Diện gây hấp dẫn nên ánh mắt tần vô song nhìn về phía Lâm Thanh Diện trở nên say mê, một tay chống cằm, hai con mắt mơ mang mang theo một tia đào hoa. Lâm Thanh Diện nói xong thì tân vô song vẫn chưa lấy lại tinh thân, hai mắt cô ta nhìn Lâm Thanh Diện, cảm giác người đàn ông này đúng là có sức hấp dẫn. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng cười, sau đó là giọng của Tân Hùng hài hước nói chị, hơn nửa đêm chị mặc đồ gợi cảm ngồi trong phòng lâm thanh diện làm cái gì, còn say mê nhìn anh ta nữa, không lẽ chị muôn dâng mình lên chứ? Tân vô song lập tức phục hồi tinh thần, sau đó quay về về phía cửa thì phát hiện Tân Hùng đang đứng ở ngoài cửa nhìn mình, vừa rồi cô ta vào đã quên đóng cửa. Tân Hùng, em nói bậy nói bạ gì đó, chỉ tới nghe Lâm Thanh Diện giảng giải cờ vây, dâng mình lên gì chứ tân vô song lập tức đỏ mặt lên. Ha ha, thật sự chỉ nghe Lâm Thanh Diện giảng giải cờ vây thôi sao, trước kia em chưa thấy chị mặc sườn xám gợi cảm như thế, hơn nữa vừa rồi ánh mắt chị nhìn Lâm Thanh Diện giống như sắp chảy nước miếng vậy, chị còn nói không định dâng mình lên, tân hùng cười xấu xa nói. Tân vô song đứng lên đi về phía cửa, cô ta nổi giận đùng đùng nhìn nuốt chừng tân hùng, Tần Hùng nhanh chóng chạy ra xa mở miệng nói, nhà người ta là heo cướp lấy cải trắng, còn nhà chúng là cải trắng dâng lên miệng heo. Tần Hùng, thằng nhóc con này, hôm nay chị không cho em biết tay thì em không biết vì sao bông hoa màu hồng đúng không? Lâm Thanh Diện nhìn Tân vô song đuổi theo Tần Hùng thì cũng bất đắc dĩ cười cười, anh nghĩ thâm hai chị em này đúng là thú vị, đã lớn như thế mà còn có thể đùa giỡn như vậy. Anh đi tới đóng cửa lại, sau đó quay về nằm xuống giường ngủ. Ngày hôm sau, Phó quán Tôn thị. Bởi vì có người của Võ quán Vân Khê đến hướng dẫn, nên sáng sớm những người đại diện cho các võ quán trong thành phố Thanh Vân đều chạy tới võ quán Tôn thị, chỉ sợ bỏ qua cơ hội hướng dẫn lần này. Tôn Văn Khuê và Tôn Cảnh đã bận rộn từ sáng sớm, tiếp đón những người đến nghe hướng dẫn. Cảnh, nghe nói ngày mai nhà họ Phó sẽ tuyên bố chuyện kết hôn của anh và Phó Cẩm Tú, Phó Cẩm Tú cũng coi là người đẹp nổi tiếng thành phố Thanh Vân nên rất xứng đôi với anh, lúc trước chân tài anh còn thua xa anh nữa đúng vậy dù sao trần tài anh cũng xuất thân từ người bán bánh trái không thể so sánh với nhà họ tôn các người tôn cảnh cười nói với bọn họ thật ra năm đó tôi và trần tài anh rất thân thiết cũng là vì phó cẩm tú ai biết bọn họ đã sớm đăng ký kết hôn tôi cũng không thể ép bọn họ ly hôn sau đó nhà họ phó ra tay với trần tài anh tôi cũng âm thầm giúp một tay bây giờ trần tài anh đã biến mất nhiều năm như vậy cuối cùng tôi cũng có được phó cẩm tú chuyện tốt không sợ muộn sau khi anh và phó cẩm tú kết hôn thì giang sơn của trần tài anh trước đó sẽ trở thành của anh anh đúng là người nhặt được may mản nhà họ tôn liên kết với nhà họ phó hơn nữa trước kia trần tài anh đánh bại mấy thế lực sợ là gia tộc hàng đầu cũng phải kiêng rẻ các anh mấy phân một người nịnh nọt nói tôn cảnh ha ha cười nói chuyện này là sự thật tôi cũng coi như là ngôi không hưởng lộc lúc này tôn văn khuê đã đi tới mở miệng nói sao con trai tôi được coi là ngôi không hưởng lộc chứ Năm đó Trần Tài anh phát triển thế lực, con trai tôi đã giúp cậu ta không ít, chuyện đó có một nửa là công lao của con trai tôi. Hiện tại đừng nói Trần Tài anh đã chết, cho dù cậu ta còn sống cũng phải tặng phụ nữ của mình cho con trai tôi, cậu ta chỉ là một tên lưu manh, sao có thể so sánh với nhà họ Tôn chứ? Tôn Văn Khuê vừa nói xong thì có người đá văng cửa võ quán, ngay sau đó một bóng người đi vào võ quán. Ha ha, xem ra năm đó tao bị mù mới xem loại người như mày là anh em. Còn có nhà họ Tôn chó má các người nữa, vừa rồi mấy người nói những lời đó thì các người cũng xứng là nhà làm quan sao? Tôi thấy các người là một đám lưu mang ăn thịt người không nhà xương thì có." Trần Tài anh nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người thấy rõ người đến thì vô cùng kinh ngạc. "Trần Tài anh, sao lại là anh, không phải anh đã chết rồi sao?" Tôn Cảnh cũng đầy khó tin nhìn Trần Tài anh, mở miệng nói, "Sao? Sao anh có thể còn sống, nhà họ Phó nói anh đã chết." Trần Tài Anh hừ lạnh một tiếng nói, nếu tao chết thì sao còn có thể quay về lấy mạng chó của mày chứ? Tôn cảnh, Trần Tài Anh này trở về thành phố Thanh Vân thì điều đầu tiên làm chính là giết mày. chương 283, bởi vì anh ta là anh em của tôi. Lời Trần Tài Anh nói làm cho tôn cảnh cứng học, anh ta bản năng lùi về phía sau hai bước đụng phải tôn văn khuê. Tôn văn khuê hít mắt nhìn Trần Tài Anh một cái, nhanh chóng bình tĩnh lại. Trần Tài Anh, không nghĩ tới mạng cậu lại lớn như thế, năm đó nhiều người đuổi giết cậu như vậy lại có thể thoát chết, nhưng nếu cậu đã nhặt lại được cái mạng thì không nên quay về thành phố Thanh Vân, cậu cho rằng hiện tại thành phố Thanh Vân vẫn còn là giang sơn của mình sao? Cậu trở về là tìm đường chết." Tôn Văn Khuê lạnh lùng nói. Sau khi Tôn Cảnh phản ứng lại thì ánh mắt nhìn về phía Trần Tài anh cũng trở nên lạnh như băng, hiện tại anh ta đã không còn sợ Trần Tài anh năm đó nhà họ Phó đã chiếm đoạt thể lực của Trần Tài Anh nên hiện tại nhà họ Tôn là gia tộc hàng hai mạnh nhất thành phố Thanh Vân, anh ta không cần đặt Trần Tài Anh vào trong mắt. Hơn nữa hôm nay ở đây đều là những cao thủ đứng đầu võ quán lớn ở thành phố Thanh Vân, nếu thật sự muốn ra tay thì người thua thiệt chính là Trần Tài Anh. Trần Tài Anh, có phải trước kia anh bị đuổi giết nên đầu óc hỏng rồi không, anh quay về báo thù mà chỉ mang theo một người sao? Hơn nữa nhìn anh ta có vẻ qua yếu đuối vô dụng, chẳng lẽ anh cho rằng với hai người các người thì có thể gây sóng rô ở võ quan chúng tôi sao? Tôn Cảnh cũng cười lạnh một tiếng. Chỉ là món hàng đẳng cấp thấp thì hai người chúng tôi là đủ rồi, Lâm Thanh Diện cười nói một câu. Anh nói cái gì? Cũng dám nói chúng tôi là đẳng cấp thấp, muốn chết sao? Không phục thì đến thi đấu xem rốt cuộc ai mới là đẳng cấp thấp. Một đám người lập tức xông tới muốn đánh Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lạnh nhạt nhìn những người này, với thực lực của anh thì đừng nói anh và trần tài anh, cho dù một mình anh cũng có thể đánh những người này quỳ xuống đất xin tha. nhưng anh cũng không ra tay mà nhìn chăm chằm những người này, lạnh lùng nói: nếu mấy người muốn đánh thì chờ lát nữa tôi sẽ đánh với mấy người. nhưng hôm nay chúng tôi đến tìm tôn cảnh báo thù, cho nên mấy người chờ trần tài anh và tôn cảnh giải quyết xong trước đã. tôn cảnh nghe lời lâm thanh diện nói thì cười nhạo một tiếng, anh ta nhìn về phía trần tài anh nói: thế nào, muốn đánh với tôi sao, trần tài anh? tôi nói cho anh biết mấy năm nay thực lực của tôi đã tiến bộ vượt bậc nếu anh muốn đấu với tôi thì chỉ sợ mình chết thế nào cũng không biết trần tài anh nhìn thoáng qua anh ta nói cho dù chết thì hôm nay tao cũng muốn giải quyết mày mày có dám chấp nhận cuộc chiến sinh tử không tôn cảnh hừ lạnh một tiếng nói có cái gì không dám vừa lúc hôm nay nhiều người như vậy ở đây mấy năm trước ngươi không chết thành kia hôm nay ta khiến cho ngươi chết ở tay của ta Tôn Văn Khuê rất tin tưởng con trai mình nên lập tức cho người chuẩn bị sàn đấu cho Trần Tài Anh và Tôn Cảnh thi đấu. Lâm Thanh Diện đứng ở một bên bình tĩnh nhìn Trần Tài Anh đúng ở giữa, anh cũng không chắc Trần Tài Anh có thể đánh bại Tôn Cảnh hay không, chẳng qua đó là thủ oán cá nhân của anh ta và Tôn Cảnh, nên cho dù thế nào thì Trần Tài Anh phải tự mình xử lý. Trần Tài Anh và Tôn Cảnh đứng đối diện nhau, ánh mắt Trần Tài Anh lộ ra tia giết người, anh ta cũng không nói nhiều, lập tức bay về phía Tôn Cảnh. Tôn Cảnh nhíu mắt lại, lúc chân Tài Anh bay về phía mình thì đã đánh một chiêu vào ngực chân Tài Anh. Trần Tài Anh mang theo lửa giận, hôm nay mục đích của anh ta là muốn Tôn Cảnh chết trong tay mình, anh ta vốn không quan tâm mình có bị thương hay không, cho nên cũng không quan tâm Tôn Cảnh đánh mình. Tôn Cảnh thấy Trần Tài Anh không phòng thủ thì nhíu mày lại, trong lòng thâm măng một tiếng, anh ta nghĩ thâm người này điên rồi, lúc sau chạy nhanh đem chính mình nắm tay thu hôi đi, tránh né đôn Trần Tài Anh công kích. Trần Tài Anh nhanh chóng đuổi theo, lại dùng một chiêu đánh về phía tôn cảnh mà không hề suy nghĩ đến hậu quả. Trần Tài Anh dùng những chiêu thức địch thua 1.000 mình thiệt 800 làm cho tôn cảnh liên tục lùi về phía sau, nhất thời Trần Tài Anh đánh tôn cảnh không đỡ nổi. Tôn Văn Khuê thấy tôn cảnh bất lợi thì lập tức nóng nảy, ông ta thấy Trần Tài Anh lại ra chiêu thì kêu một tiếng, đánh vào phía dưới của cậu ta. Tôn cảnh nghe thấy thì lập tức nhấc chân tấn công đầu gối của Trần Tài Anh, Trần Tài Anh vẫn chưa kịp đấm anh ta thì cả người đã lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Tôn Cảnh Năm lấy cơ hội bay về phía Trần Tài Anh, sau đó đè anh ta xuống đất, mạnh mẽ đánh vào đầu Trần Tài Anh. Tôn Văn Khuê thấy Tôn Cảnh chiếm được ưu thế thì trên mặt mới lộ ra nụ cười đắc ý. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn ông ta một cái, lạnh lùng nói, sống hay chết trên sàn đấu thì người khác không được chen vào, dù sao ông cũng là một chủ võ quán, lại không có võ đức như thế, Tôn Văn Khuê quay đầu chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện một cái quát, cậu biết cái gì, đừng ăn nói bậy bạ ở đây, chỗ này là địa bàn của nhà họ Tôn, tôi muốn nói thế nào cũng được. Lâm Thanh Diện không quan tâm ông ta, anh nghĩ sau khi Trần Tài Anh và Tôn Cảnh thi đấu xong thì sẽ giải quyết ông già sống dai này. Trần Tài Anh bị Tôn Cảnh đè xuống đất đánh thì hai tay đột nhiên trống lên mặt đất, cả người nhanh chóng luôn ra phía sau, thoát khỏi sự khống chế của Tôn Cảnh. Tôn Cảnh hừ lạnh một tiếng nói, thực lực của anh không băng tôi, đừng cố dẫy dụa nữa, chịu chết đi. Lúc này khóe miệng Trần tài anh đã chảy máy, anh ta nghe Tôn Cảnh nói như vậy thì khóe miệng cũng cong lên, nếu mày thật sự nghĩ như vậy thì hoàn toàn sai lâm rồi. Trần Tài Anh nói xong lại tấn công Tôn Cảnh, vẫn dùng chiêu thức địch thua 1.000 mình thiệt 800, lần này Tôn Cảnh đã thông minh, lập tức tấn công phía dưới của Trần Tài Anh. Lúc Tôn Cảnh nhấn chân thì Trần Tài Anh xoay người một cái, cả người xoay một vòng trên không trung, sau đó dùng chân đá vào mặt tôn cảnh. Tôn cảnh vốn không kịp phản ứng đã ngã xuống đất. Lâm Thanh Diện đã dạy cho anh ta chiêu này, lúc Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh vừa quen nhau thì Trần Tài Anh rất kinh ngạc với thực lực của Lâm Thanh Diện nên muốn được anh chỉ bảo. Lâm Thanh Diện cũng cũng không keo kiệt nên dạy cho Trần Tài Anh không ít chiêu thức, vì thế thực lực của anh ta cũng dần tăng lên. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Thanh Diện yên tâm để Trần Tài Anh và Tôn Cảnh thi đấu với dù sao đi nữa thì chân tải anh cũng không thể thua bởi một người của võ quán hạng hai được tôn văn khuê thấy con trai mình ngã xuống đất thì lập tức chạy đến giúp đỡ lâm thanh diện ngăn cản ông ta lại đây là cuộc chiến sống chết của bọn họ người khác không thể xen vào hôm nay cho dù con trai ông bị đánh chết thì ông cũng chỉ có thể đứng nhìn tôi khuyên ông tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ lâm thanh diện lạnh lùng nói tôn văn khuê cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ trên người lâm thanh diện cái thế này làm cho ông ta khiếp sợ trong lòng. Hừ, con trai tôi sẽ không thua, ngược lại tôi khuyên cậu, chờ lát nữa Trần Tài anh bị đánh chết thì cậu đừng kích động." Tôn Văn Khuê hừ lạnh một tiếng. Lâm Thanh Diện không quan tâm ông ta, tiếp tục nhìn về phía chân Tài anh. Tôn Cảnh bị Trần Tài anh dùng chân đánh ngã thì cả người mơ màng, anh ta cắn răng đứng lên, quay đầu đã thấy nắm đấm của Trần Tài anh bay về phía mình. Tôn Cảnh sợ hãi nên tranh thủ thời gian dùng cách này tránh khỏi chiêu này nhưng trần tài anh không dùng nắm đấm mà lại nhấc chân đạp vào bụng tôn cảnh tôn cảnh suýt nữa nôn ra cả khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch trần tài anh bắt lấy cổ áo của tôn cảnh mạnh mẽ đấm vào mặt anh ta không chút lưu tình tao coi mày là anh em mày lại mơ tưởng đến phụ nữ của tao tôn cảnh tao đúng là mù mắt nên mới có thể có loại bạn bè như mày trần tài anh phát tiết lửa giận trong lòng từng cú đấm rơi vào mặt tôn cảnh một lát sau tôn cảnh đã mất năng lực phản kháng, mũi và miệng đều chảy máu. Tôn Văn Khuê cảm thấy tình hình không tốt lắm nên lập tức đi tới muốn cứu anh ta. Lâm Thanh Diện đưa tay ngăn cản Tôn Văn Khuê, cười nói, muốn đi cứu người thì phải qua cửa của tôi trước. Tôn Văn Khuê đỏ mắt nhìn chầm chầm Trần Tài Anh, tức giận quát, Trần Tài Anh, nếu hôm nay con trai tôi có chuyện gì thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Trần Tài Anh quay đầu nhìn Tôn Văn Khuê một cái, trên mặt nở nụ cười máu sau đó anh ta nắm chặt tay lại dùng hết sức lực đánh vào cổ tôn cảnh cả người tôn cảnh lập tức mềm nhữ trên khuôn mặt không còn sức sống cả người tôn văn khuê run lên ông ta không ngờ được con trai của mình lại bị đánh chết ngay trước mặt mình hai tên khốn tụi mày tao sẽ khiến tụi mày chôn chung với con trai tao tôn văn khuê không nói hai lời đánh về phía lâm thanh diện lâm thanh diện hừ lạnh một tiếng nhanh chóng dùng một chân đá tôn văn khuê bay ra ngoài Mọi người đều khiếp sợ, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại lợi hại như thế, thực lực Tôn Văn Khuê cũng được coi là ở mức độ cao, lại bị Lâm Thanh Diện dùng một chân đá bay ra ngoài. Tôn Văn Khuê cũng đầy khó tin nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó ông ta cắn chặt răng nói, "Mọi người, hai tên khốn này đã giết chết con trai tôi, chỉ cần các người có thể giúp tôi bắt bọn họ lại, tài sản nhà họ Tôn sẽ chia cho mọi người." Những người đó nghe thấy Tôn Văn Khuê nói thì lập tức xông về phía Lâm Thanh Diện lâm thanh diện đứng tại chỗ bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu mặc dù những người này tập võ nhưng không nhìn thấy thực lực tất cả lâm thanh diện chỉ dùng một chiêu một lát sau đã đánh mọi người nằm xuống đất tôn văn khuê đầy hoảng sợ nhìn lâm thanh diện không nghĩ tới anh sẽ lợi hại như vậy ông ta mở miệng hỏi cậu cậu và ai vì sao lại giúp trần tài vinh đói phó chúng tôi lâm thanh diện cười cười mở miệng nói bởi vì anh ta là anh em của tôi tôn văn khuê toát ra mồ hôi lạnh trên trán nhiều người như vậy không phải đối thủ của lâm thanh diện cho dù lâm thanh diện muốn giết chết tất cả thì bọn họ cũng không có cách nào khác đúng lúc này khương tuyên vũ vừa tỉnh dậy đi tới sảnh lớn của võ quán anh ta còn duỗi eo mấy người làm gì vậy sao lại ồn ào như thế đôi mắt tôn văn khuê lập tức sáng ngời nói anh khương hai người kia đã giết con trai tôi với thực lực của cậu thì đối phó với bọn họ dễ như trở bàn tay mong anh khương giúp tôi đánh bại hai con người kiêu ngạo này Chương 284: Quay đầu bỏ chạy. Những người bị Lâm Thanh Diện đánh bại nhìn thấy Khương Tuyên Vũ xuất hiện thì quay đầu nhìn về phía Tôn Văn Khuê, một người trong số đó mở miệng hỏi, người kia là cao thủ của võ quán Vân Khê. Tôn Văn Khuê gật đầu. Trên mặt mọi người nhìn Lâm Thanh Diện lộ ra một nụ cười lạnh, mọi người cảm thấy người của võ quán Vân Khê xuất hiện, chắc chắn có thể dễ dàng giải quyết Lâm Thanh Diện. Nhóc con, tôi khuyên cậu tốt đừng đầu hàng nhanh chóng. Không phải ai cũng có thể trêu chọc người của võ quán Vân Khê đâu, đừng tưởng rằng thực lực của cậu cao hơn chúng tôi thì có thể kiêu ngạo, cậu không phải là đối thủ của võ quán Vân Khê. Võ quán Vân Khê chính là võ quán đứng đầu kinh đô, trong đó có rất nhiều cao thủ, mỗi người ra khỏi võ quán Vân Khê đều có cấp bậc đại sư, sao có thể thắng được bọn họ? Ông chủ Tôn, ông mau nói cao thủ võ quán Vân Khê bắt lấy hai người kia đi, con trai ông vừa chết trên tay Trần Tài anh đấy. Tôn Văn Khuê nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Tài Anh, lại nói với Khương Tuyên Vũ, anh Khương, chỉ cần cậu đồng ý ra tay giúp tôi giết chết hai người kia, tôi bằng lòng dâng toàn bộ tài sản nhà họ Tôn cho cậu. Trần Tài Anh ném Tôn Cảnh đã ngừng thở xuống đất, sau đó bước đến bên cạnh Lâm Thanh Diện hỏi, tôi cũng nghe qua võ quán Vân Khê, người ở đó thật sự vô cùng lợi hại, tôi đã giết Tôn Cảnh, chúng ta có nên rời khỏi chỗ này không? Lâm Thanh Diện cười cười, quay đầu nhìn về phía sau lưng mình nói, nếu là người của võ quán vân khê thì không cần sợ sau khi lâm thanh diện nhìn khương tuyên vũ đứng cách đó không xa đứng thì hơi sửng sốt khương tuyên vũ cũng nhìn về phía lâm thanh diện vừa rồi anh ta còn nghĩ tôn văn khuê đưa toàn bộ tài sản cho mình thì đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua chuyện tốt này nhưng khi anh ta thấy khuôn mặt của lâm thanh diện thì vốn định nở nụ cười lập tức nuốt vào bụng thay thế bằng vẻ mặt như ăn phân lâm thanh diện sao anh lại ở chỗ này khương tuyên vũ mở miệng nói lâm thanh diện cười nói tôi cũng đang muốn hỏi anh sao vậy anh định giúp những người này đối phó tôi tôi nhớ rõ lần trước anh nói sẽ tìm tôi báo thù hay là kết thúc một lần luôn khương tuyên vũ nghe thấy lâm thanh diện nói thì cả người không nhịn được giật mình trong đầu anh ta nhớ lại những lời chủ võ quán lần trước nếu sau này gặp lại lâm thanh diện thì phải nhanh chóng chạy đi nếu không sẽ bị đánh chết không không chuyện quá khứ đã qua thì cứ để nó qua đi tôi đã không muốn tìm anh báo thù nữa hôm nay chuyện này chỉ là trùng hợp chúng ta không hẹn ngày gặp lại sau này đừng bao giờ gặp mặt khương tuyên vũ nói với lâm thanh diện xong thì xoay người chạy như bay ra ngoài không chút do dự tất cả mọi người trợn mắt há miệng nhìn cảnh này không ai ngờ được người của võ quán vân khê nhìn thấy lâm thanh diện đã lập tức dọa sợ đến mức chạy trốn tôn văn khuê trợn tròn mắt ông ta còn nghĩ khương tuyên vũ chắc chắn có thể giúp ông ta báo thù cho con trai kết quả khương tuyên vũ vừa nhìn thấy lâm thanh diện đã bỏ chạy nghe mấy lời của lâm thanh diện thì có lẽ trước kia khương tuyên vũ đã từng thua trong tay lâm thanh diện người của võ quán vân khê không phải là đối thủ của nhóc con này rốt cuộc anh mạnh cỡ nào trần tài anh cũng đầy kinh ngạc nhìn về phía lâm thanh diện hỏi cậu và anh ta quen nhau ừ trước kia tôi có đánh anh ta một lần ở kinh đô lần trước anh ta còn nói muốn tìm tôi báo thù không biết vì sao thấy tôi đã chạy trốn lâm thanh diện mở miệng trần tài anh giật giật khóe mắt anh ta nghĩ thâm người trước mắt này đúng là một vị thần người của võ quán vân khê vừa thấy anh đã chạy trốn không biết ai mới có thể thu phục được vị phật lớn như lâm thanh diện có lẽ chỉ có hứa bích hoài lâm thanh diện thấy khương tuyên vũ chạy thì xoay người nhìn về phía tôn văn khuê anh cười lạnh đi về phía ông ta cả người tôn văn khuê run lên hiện tại ở trong võ quán này đã không còn ai có thể đánh lại lâm thanh diện ông già vừa rồi tôi đã nói chờ bọn họ thi đấu xong sẽ tìm ông tính sổ hiện tại ông nên chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt Tôn Văn Khuê, dùng tay bóp cổ ông ta rồi nhấc ông ta từ dưới đất lên. Tôn Văn Khuê không ngừng giấy ruộng. Chẳng qua Lâm Thanh Diện bóp cổ ông ta nên không còn sức lực. Mọi người đầy lo lắng nhìn Lâm Thanh Diện, một người mở miệng nói, dù sao ông ta cũng là chủ nhà họ tôn, mặc dù hai người có thủ oán lớn thế nào cũng không đến mức giết ông ta chứ, vậy thì hai người sẽ chọc phải phiên phức đấy. Lâm Thanh Diện cười nói với người kia, tôi không sợ nhất chính là chọc phải phiên phức, ông ta còn đáng ghét hơn tôn cảnh, nếu ông ta còn sống cũng chỉ làm hại càng nhiều người hơn, thà rằng cho ông ta nhanh chóng đầu thai làm người tốt, đừng gây tai họa cho người khác nữa. Lâm Thanh Diện nói xong thì dùng sức bóp gãy cổ tôn văn khuê, cánh tay vốn không ngừng dẫy rụa cũng buông lỏng. Lâm Thanh Diện ném Tôn Văn Khuê ném xuống trước mặt mọi người rồi lạnh lùng nói, nếu còn có ai không phục thì cứ việc nói ra, tôi không ngại hoạt động nhiều hơn một chút không ai dám lên tiếng lúc này nếu còn ai dám nói chuyện thì đúng là tìm đường chết lâm thanh diện thấy không ai nói chuyện thì xoay người nhìn trần tài anh một cái nói đi thôi trần tài anh gật đâu sau đó cùng lâm thanh diện đi ra ngoài sau khi hai người rời khỏi thì mọi người quán thở phào nhẹ nhõm một hơi xem ra lần này trần tài anh trở về là định báo thù nhưng cho dù anh ta có thể đánh lại cũng không thể chống lại toàn bộ nhà họ phó một người cảm khái nói một câu anh ta vừa nói xong thì bên ngoài xuất hiện một đám người mặc đồ tây màu đen đi đầu là tiểu trương mau xử lý hai cái xác kia đi tiểu trương chỉ vào tôn văn khuê và tôn cảnh nói mọi người nhìn thấy mấy người kia đi vào thì kinh ngạc có người nhanh chóng nhận ra thân phận của tiểu trương tần người nhà họ tân tiểu trương quay đầu nhìn những người đó một cái cười nói mọi người chuyện hôm nay hy vọng mọi người tạm thời đừng nói ra ngoài nếu không thì kết cục của mấy người sẽ giống như bọn họ mọi người nghe xong thì hít khí lạnh ý của tiểu trương rất rõ ràng bọn họ tới đây để xử lý tàn cuộc của lâm thanh diện và trần tài anh khó trách hai người kia lại không sợ hãi như vậy thì ra có nhà họ tân làm chỗ dựa mọi người nghe tiểu trương nói xong thì lập tức gật đầu ở thành phố thanh vân không có ai đám làm trái nhà họ tân những người có thủ oán với trần tài anh sợ là gặp xui xẻo rồi ngoại trừ những người trong võ quán thì cũng không có kẻ nào nói ra ngoài chuyện xảy ra ở võ quán tôn thị. Năng lực phong tỏa tin tức của nhà họ Tần vô cùng mạnh, Trần Tài Anh muốn xuất hiện ở tiệc mừng thọ bà cụ phó vào ngày mai, tin tức anh ta quay về thành phố Thanh Vân không thể truyền đi vào lúc này. Không có ai biết nhà họ Tôn có địa vị vững chắc ở thành phố Thanh Vân chỉ trong một buổi sáng đã trở thành rắn mất đầu, không có hai ba con nhà họ Tôn chống đỡ thì nhà họ Tôn muốn đặt chân ở thành phố Thanh Vân là chuyện không thế nào mà Khương Tuyên vũ trốn khỏi võ quấn nhà họ Tôn, sau đó đặt vé máy bay về kinh đô. Anh ta biết Lâm Thanh Diện ở thành phố Thanh Vân thì không dám trở về lấy đồ đạc mà lập tức ngồi máy bay rời khỏi thành phố Thanh Vân. Vào ban đêm, nhà cũ họ Tân trong phòng sách của Tân Đốc Công, cậu đã nghĩ kỹ muốn trả thù người nhà họ Phó vào ngày mai chưa? Tân Đốc Công nhìn Trần Tài Anh hỏi. Trần Tài Anh cúi đầu. Hôm nay sau khi anh ta giết tôn cảnh thì vẫn không nói gì, cũng không biết suy nghĩ gì hay là ngày mai anh phái người nhà họ Tần đến giành lại thế lực của Trần Tài Anh trước kia, hai chúng ta sẽ đến nhà họ Phó chứng minh với mọi người rằng Trần Tài Anh đã trở lại, những gì nhà họ Phó cướp trên tay Trần Tài Anh đều sẽ giành lại, Lâm Thanh Diện mở miệng. Lúc này Trần Tài Anh hít sâu một hơi rồi nói, không cần làm lớn chuyện, tôi đến nhà họ Phó là vì muốn cứu cẩm tú từ trong tay bọn họ mà thôi, muốn đối phó cũng chỉ có bà cụ Phó và Phó Lâm Ôn, ngày mai chỉ cần chủ nhà họ Tân ra mặt một chút, Nhà họ Phó cũng không dám nói gì. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Trần Tài anh một cái hỏi, chẳng lẽ anh không muốn quay về thời kỳ huy hoàng năm đó sao? Anh đã làm giàu ở đây, chỉ cần lấy lại thế lực thì anh mới có thể khôi phục địa vị ở thành phố Thanh Vân. Trần Tài anh cười nói, hôm nay tôi giết Tôn Cảnh đã khiến tôi nghĩ thông suốt, nếu tôi thật sự muốn báo thù thì không biết phải giết bao nhiêu người mới hết. Tôi quay về để gặp Cẩm Tú. Nếu tôi đặt quá nhiều sức lực vào chuyện thù hận thì chỉ sợ Cẩm Tú sẽ cảm thấy tôi trở nên xa lạ. Hơn nữa lần này tôi trở về cũng không phải muốn khôi phục địa vị ở đây, tôi cũng đã thành công ở Hồng Thành, nếu tôi ở lại đây thì bên Hồng Thành sẽ thế nào? Thời đại thay đổi nên tôi cũng thay đổi, tôi đã không thuộc về thành phố Thanh Vân, cho nên lần này chỉ cần khiến người nhà họ Phó biết được sai lầm của mình, tôi sẽ đưa Cẩm Tú về Hồng Thành, nếu tôi không trở về thì không phải cậu sẽ đau đầu sao? trước đó lâm thanh diện đã suy nghĩ đến vấn đề này nếu trần tài anh thật sự báo thù lấy lại thế lực ở thành phố thanh vân thì bên hồng thành sẽ thế nào anh vốn nghĩ trần tài anh thuộc về thành phố thanh vân cho dù anh ta muốn ở lại thì lâm thanh diện cũng sẽ không ngăn cản hiện tại lâm thanh diện nghe trần tài anh nói như vậy thì trong lòng rất biết ơn lâm thanh diện cười ha ha nói xem ra là tôi đã nghĩ nhiều rồi nếu vậy thì tôi tôn trọng quyết định của anh ngày mai trong tiệc mừng thọ của bà cụ phó, tôi sẽ cho bà ta biết quyết định của mình năm đó nông cạn thế nào. Cẩm tú không nên được sinh ở một nơi như thế, bây giờ tôi muốn dẫn cô ấy thoát khỏi đau khổ, Trần Tài Anh trịnh trọng nói. Tân Đốc Công nghe thấy Trần Tài Anh nói cũng cười lớn nói, nếu đã như vậy thì ngày mai tôi sẽ đến nhà họ phó một chuyện, bọn họ đã gửi thiệp mời cho tôi, chẳng qua tôi vốn không định đi, nếu cậu chỉ cần tôi lộ mặt thì tôi sẽ đi một chuyến. Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh gật đầu, Bà cụ nhà họ phó cho rằng chỉ cần cướp thế lực của Trần Tài Anh đã cướp đi giá trị lớn nhất của Trần Tài Anh, không biết ngày mai bà ta nhìn thấy Tần Đốc Công ra mặt vì Trần Tài Anh thì có hối hận quyết định năm đó hay không. chương 285, chăm sóc cho bà trước lúc qua đời. Sáng sớm hôm sau, ở giữa sân của nhà cũ nhà họ Tân, Lâm Thanh Diện cười hài lòng nhìn cái chuông lớn đang được mấy người đàn ông cường tráng nâng tới. Tân vô song từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cái chuông lâm thanh diện mang về thì khó hiểu hỏi anh lấy cái chuông đó làm gì hôm nay là tiệc mừng thọ của bà cụ phó tôi đang chuẩn bị quà mừng cho bà ấy lâm thanh diện tươi cười đáp hả làm gì có ai lấy chuông đi tặng người ta tân vô song cảm thấy vô cùng kỳ quái hỏi tặng quà thì phải xem là tặng ai tặng chuông cho bà cụ phó là lựa chọn tốt nhất rồi lâm thanh diện vừa cười vừa nói lúc này trần tài anh đi tới thấy cái chuông lớn đó thì cười thật tươi mở miệng nói bà cụ phó mà nhìn thấy món quà lớn này của anh thì chắc là tức chết mất tức chết luôn càng tốt bà già đó đáng ghét như thế sống tiếp cũng chỉ lãng phí không khí mà thôi lâm thanh diện đáp chắc cũng sắp tới giờ làm tiệc mừng thọ rồi chúng ta đi trước thôi chủ nhà họ tân vân còn mấy chuyện cần xử lý có lẽ phải muộn một lúc nữa mới tới được trần tài anh bảo lâm thanh diện gật đầu sau đó dẫn mấy người kia khiêng cái chuông lớn đi về hướng nhà họ phó Lúc này quanh sân trong nhà họ phó đã răng đèn kết hoa, những người nhận được lời mời đã tới đây tham gia tiệc mừng thọ, cả khu vườn có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Bà cụ nhà họ phó đang vui vẻ ngồi ở ghế chủ nhà, sáng nay bà nhận được tin báo rằng chủ nhà họ tần sẽ tới tham gia tiệc mừng thọ của bà, không thể nghi ngờ đối với toàn thế nhà họ phó thì đây là chuyện cực kỳ vinh dự. Ai mà không biết địa vị của nhà họ tần ở thành phố Thanh Vân, chủ nhà họ tân đồng ý tới tham gia tiệc mừng thọ của bà chứng tỏ người đó đã bắt đầu để ý đến nhà họ phó đây là một tín hiệu cực kỳ quan trọng cho gia đình của bà hơn nữa có thể được chủ nhà họ tân để ý cũng có nghĩa là nhà họ phó đã có tư cách tiến vào hàng ngũ gia tộc hàng nhất rồi vì thế bà cụ phó đã để phó lâm ôn thông báo tới những người tới tham gia tiệc mừng thọ không sót một ai nói rằng hôm nay chủ nhà họ tân sẽ tới tham gia tiệc mừng thọ của bà sau khi mọi người biết chuyện này thì đều tỏ vẻ hâm mộ lập tức thi nhau chạy tới nịnh bợ bà cụ phó, những người vốn không định tặng quà to tát gì cũng vội vàng chạy đi chuẩn bị quà tặng. Bây giờ là lúc tốt nhất để nịnh bợ nhà họ phó, không ai muốn bị tụt lại phía sau cả. Mẹ à, xem ra nhờ có sự nỗ lực của con, mấy năm nay nhà họ phó chúng ta đã phát triển hơn rất nhiều, bây giờ ngay cả chủ nhà họ tần cũng phải tới tham dự tiệc mừng thọ của mẹ rồi. Sau này nhà họ phó ta nhất định có thể trở thành gia tộc hạng một của thành phố Thanh Vân, phó Lâm Ôn đứng cạnh bà cụ phó, đắc y nói. Bà cụ phó hài lòng liếc nhìn phó lâm ôn một cái, đáp lại, con mẹ nói không sai, nhà họ phó chúng ta có thể phát triển được như bây giờ là dựa hết vào sự xuất sắc của con, mẹ tin tưởng con nhất định sẽ dần dắt được nhà họ phó hướng tới quang vinh. Phó cẩm tú đứng ở phía bên kia bà cụ phó thì mặt mũi ỉu xìu, tối hôm đó chỉ liếc nhìn một cái xong, trong óc cô ấy đã không ngừng nhớ tới đủ mọi khoảnh khắc khi ở cùng Trần Tài Anh. Bây giờ nghe được tin chủ nhà họ Tân sẽ tới tham gia tiệc mừng thọ của bà cụ Phó thì cô ấy lại thở dài trong lòng. Cho dù nhà họ Phó có thể phát triển được như ngày hôm nay thì cũng là do cướp đoạt hết mọi cố gắng của Trần Tài Anh. Phó Lâm Ôn vốn chỉ là một kẻ vô dụng chỉ biết hết ăn lại nằm, nếu không phải nhờ có bà cụ Phó che chở, cái gì cũng sắp xếp trước cho anh ta, nếu không thì ngay cả thế lực của Trần Tài Anh anh ta cũng không quản lý nổi. Nhưng mà bà cụ Phó lại cứ cảm thấy con trai bà ta là xuất sắc nhất mấy năm nay Phó Cẩm Tú nỗ lực vì nhà họ Phó bao nhiêu thì bà cụ Phó vẫn coi như không thấy, thậm chí Phó Lâm Ôn còn luôn coi công trạng của Phó Cẩm Tú là của mình, lấy đó khoe ra với bà cụ Phó. Phó Cẩm Tú từng giải thích với bà cụ Phó, thế mà bà ta lại nói cô ấy chỉ là một người phụ nữ thôi, có thể làm nên trò chống gì, những công trạng này đều là của con trai bà ta, chẳng liên quan gì tới Phó Cẩm Tú hết. Phó Cẩm Tú cứ thế nuốt giận ở nhà họ Phó mấy năm, bây giờ nghe bà cụ phó khen ngợi phó lâm ôn giỏi giang thế nào, trong lòng cô ấy không nhịn được bênh vực kẻ yếu giúp cho Trần Tài Anh. Hơn nữa trong lòng cô cũng cảm thấy có hơi kỳ lạ, từ sau khi Trần Tài Anh rời đi, dù là nhà họ phó hay thế lực cũ của Trần Tài Anh cũng đều không phát triển được một chút xíu nào, thậm chí có thể nói là còn bị thụt lùi, cô không hiểu tại sao chủ nhà họ tần lại đột nhiên tới tham gia tiệc mừng thọ của bà cụ phó. Chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng vậy được. Phó Lâm Ôn thấy Phó Cẩm Tú cúi đầu đứng ở một bên thì đảo mắt, lên tiếng, mẹ nhìn Phó Cẩm Tú kìa. Hôm nay là tiệc mừng thọ của mẹ mà nó lại bày ra vẻ như trong nhà có ai chết vậy, đúng là kéo suối quấy cho mẹ mà. Hơn nữa chủ nhà họ tần sắp tới rồi mà nó lại không có phản ứng gì hết, thế này là hoàn toàn không thừa nhận công tích con làm cho nhà họ phó đây mài. Bà cụ phó lập tức quay lại nhìn phó cẩm tú, lạnh lùng nói, phó cẩm tú, mày có nghe thấy lâm ôn nói gì không? hôm nay là lễ mừng thọ của tôi, mày trưng ra cái mặt đó cũng thôi đi, Lâm Ôn đã bỏ nhiều công sức cho nhà họ phó như vậy, mày không nói được một câu nghe mát lòng à. Phó Cẩm Tú ngẩng đầu lên mở miệng đáp lại, mẹ, mẹ hồ đồ thật hay giả vờ hồ đồ vậy. Mấy năm nay nhà ta vốn chẳng phát triển được chút nào hết, thế lực của tài anh năm đó bây giờ đã biến thành thế nào rồi. Đêm qua lúc sở thiên lôi đến gây sự, nếu không phải có người tốt bụng giúp đỡ thì quán ba cấm tú cũng đã không còn ở đó rồi lúc đó phó lâm ôn không biết còn ở chỗ nào ăn chơi đàng điểm đâu, cậu ta cống hiến được gì cho cái nhà này chứ? bà cụ phó trực tiếp vỗ mạnh xuống bàn một cái, bà không ngờ phó cẩm tú lại dám nói phó lâm ôn như vậy, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng giận dữ. phó cẩm tú, mày đúng là thứ ăn cây táo rào cây sung, sao lâm ôn lại không cống hiến gì cho cái nhà này? nếu không có nó, mày cho là một đứa con gái như mày có thể quản lý quán rượu cẩm tú à? người giải quyết rắc rối cho mày hôm qua biết đâu còn là do lâm ôn sai tới đấy. Mọi người trong sân thấy bên này lời qua tiếng lại thì lập tức im như ve sầu mùa đông. Phó lâm ôn thấy tất cả mọi người đều nhìn sang bên này thì cảm thấy cực kỳ mất mặt, trợn mắt lườm phó cẩm tú một cái rồi mở miệng nói, phó cẩm tú, mày nói xin lỗi tao nhanh, ý của mày lúc nãy là tao không bằng trần tài anh hả? Không biết bây giờ nó còn đang nhặt rác ở chỗ nào đâu, nó có tư cách gì mà đòi so sánh với tao hải? cảm xúc đè nén trong lòng Phó Cẩm Tú bỗng bộc phát ra, cô ấy đã nhịn lâu như vậy rồi, nhất là khuya hôm qua nhìn thấy ánh mắt kia xong, cô thật sự không muốn nhịn tiếp nữa. Tại sao tôi phải xin lỗi anh? Anh vốn không bằng tài anh, đây là sự thật. Bà cụ phó giận tới mức trực tiếp tát cho phó cẩm tú một cái, mắng, xin lỗi lâm ôn ngay, mày có tư cách gì mà ở đây to tiếng với nó, mày chỉ là một đứa con gái thì phải tự biết mình, đừng có hạ tiện không biết suy xét. Phó Cẩm Tú ôm mặt của chính mình, trong lòng cực kỳ tủi thân. Đúng lúc này, ngoài sân có một nhóm người khiêng chuông đi tới, đặt luôn ở giữa sân, lại tiện tay gõ một cái. Tiếng chuông trầm bổng vang lên, ngay sau đó một bóng người lao tới chỗ bà cụ phó, sau đó hạ một cái tát vào mặt bà ta. Bóng người kia dậy dỗ bà cụ phó xong thì quay người ôm lấy Phó Cẩm Tú, cao giọng nói, "Người phụ nữ của Trần Tài anh tôi há lại để bà muốn đánh thì đánh, bà lão, hôm nay tôi tới tặng chuông cho bà." nếu bà không biết ăn năn thì thứ tôi đưa cho bà không chắc có phải cái chuông này nữa không đâu. Audio điện tử võ tấn bền chương 286, nhấc lên rồi. Sự xuất hiện của Trần Tài Anh khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, không ai có thể nghĩ rằng người đàn ông bị đồn đã chết lại xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của bà cụ phó. Bà cụ phó che miệng nhìn chăm chằm vào Trần Tài Anh, nhất thời không cảm nhận được khuôn mặt của bản thân đã trở nên nóng rát. Trần, Trần Tài Anh, tại sao cậu vẫn còn sống cậu nên chết rồi mới đúng bà cụ phó kêu lên trong hoảng sợ trần tài anh hừ lạnh một tiếng nói tôi khiến bà thất vọng đúng không nếu như tôi chết ai sẽ thay tôi chăm sóc cho bà trước lúc lâm chung bà cụ phó sắc mặt đột ngột thay đổi nhìn cái chuông lớn trong sân hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp vào ngày mừng thọ của bản thân lại nhận được món quà này từ người khác chẳng khác nào là điểm xấu cả Phó Lâm Ôn cũng nhìn chăm chăm Trần Tài Anh với vẻ mặt kinh ngạc, anh ta thực sự biết rằng có khả năng Trần Tài Anh thật sự vẫn còn sống, anh ta đã cử Mạnh Cường ra ngoài để đuổi giết Trần Tài Anh, nhưng sau rất lâu Mạnh Cường cũng không hề liên lạc với anh ta, điều này cho thấy Mạnh Cường đã không hoàn thành được nhiệm vụ mà anh ta giao. Chỉ là trong lòng Phó Lâm Ôn luôn nghĩ cho dù Trần Tài Anh còn sống thì nhất định sẽ không thể khơi màu bão táp được, lúc trốn thoát anh ấy đã bị thương rất nặng, cho dù may mắn sống sót nhưng không có thế lực của thành phố Thanh Vân thì cuối cùng cũng chỉ có thể cô độc mà sống ở nơi hoang vắng không ai tìm được tung tích. Ai có thể ngờ được bây giờ Trần Tài anh lại xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của bà cụ phó, vừa rồi anh ấy còn tát một cái vào mặt bà ta, dựa vào khí thế của anh thì rõ ràng là anh ấy quay lại báo thù. Người kinh ngạc nhất có lẽ chính là Phó Cẩm Tú, lúc này cô được Trần Tài anh ôm vào lòng, hai mắt tròn xoe sau khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Trần Tài Anh thì cô ấy lại đột ngột chảy nước mắt. Tài Anh, thực sự là anh sao? Người mà em nhìn thấy đêm trước cũng là anh, đúng không? Cho đến chết em cũng sẽ không quên được ánh mắt của anh, em biết rõ là anh sẽ về mà. cu hu, anh biết em chờ anh đau khổ nhiều bao nhiêu không? Đêm nào em cũng mơ thấy anh, mơ thấy anh xuất hiện bên cạnh khi em thức giấc. Em đã đợi anh thật lâu. Trần Tài Anh ôm chặt lấy phó cẩm tú, cúi đầu lau nước mắt nói, sau này anh sẽ không rời xa em nữa. Lần này anh quay về chính là vì muốn đưa em đi, sau này sẽ không ai có thể bắt nạt em nữa. Phó Cẩm Tú nghiêm túc gật đầu với Trần Tài Anh, vào lúc này, bất kể Trần Tài Anh nói gì, cô ấy cũng đều sẽ đồng ý. Trần Tài Anh, mày còn mặt mũi quay lại, hôm nay là tiệc sinh nhật của mẹ tao, mày đánh chuông là có ý gì? Mày đang tìm cái chết đúng không? Sau khi Phó Lâm Ôn kích động phản ứng, anh ta ngay lập tức mắng Trần Tài Anh. Lâm ôn, tên súc sinh này vừa rồi dám đánh mẹ, thực sự là làm phản rồi. Con nên cho người bắt và ném nó ra ngoài. Tên súc sinh đó không có xứng tham gia bữa tiệc mừng thọ của mẹ. Bà cụ phó nhìn Trần Tài Anh với một cái nhìn hẳn học. Phó Lâm ôn khít mũi ngay lập tức rồi huyết sáo, sau đó liền có hai người đàn ông lực lưỡng từ trong góc lao ra và lao về phía Trần Tài Anh khi mọi người nhìn thấy bóng dáng của hai người đó ánh mắt đều như bị ngưng tụ là hai tên tay chân hàng đầu của nhà họ phó thực lực của hai người này khá mạnh trần tài anh có lẽ đã không còn hy vọng nữa anh ta lựa chọn trở về vào lúc này thực sự là một lựa chọn không sáng suốt hơn nữa cũng chỉ có một mình đây không phải là muốn tự mình tìm đến cái chết sao không ngờ trần tài anh mạnh mẽ dung chuyển trời đất lúc trước vẫn còn sống chỉ là bộ dạng của anh ta so với lúc trước có lẽ đã trải qua nhiều bể dâu hơn, anh ta chỉ đến đây chỉ có một mình, sao có thể là đối thủ của các cao thủ nhà họ Phó, thật đáng tiếc. Mọi người thở dài, nghĩ cho dù Trần Tài anh muốn quay lại báo thù cũng không nên một mình vội vàng trở về, ít nhất phải tìm đủ người giúp đỡ một tay. Khi mọi người đang lo lắng cho Trần Tài anh thì ngoài cửa lại có một bóng người khác bước vào, đó chính là Lâm Thanh Diệt. Anh bước tới chiếc chuông lớn và nói to: Hôm nay Trần Tài anh quay lại đòi công lý, để tôi xem ai dám động anh ấy. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diệt, đến khi họ phát hiện ra rằng anh cũng chỉ đến một mình thì trên mặt bọn họ liền nở một nụ cười chế giễu. Trần Tài anh lần này trở về sẽ không phải là dẫn theo người này chứ, nếu thật sự là như vậy thì cũng quá buồn cười rồi. Người thanh niên này trông rất dũng cảm và mạnh mẽ, nhưng sao có thể là đối thủ của nhà họ Phó? Cùng hai người vệ sĩ của nhà họ Phó đối đầu, nhất định mà muốn ở đi tìm cái chết. Phó Lâm Ôn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, sau đó cười và nói, Trần Tài Anh, đừng nói với tao đây là người mà mày tìm để giúp đỡ nhé. Người như cậu ta, chỉ cần vài kẻ tay chân thấp kém cũng có thể đánh bại, xem ra mây năm này thực sự khiến não của mày bị hỏng rồi. Trần Tài Anh liếc nhìn Phó Lâm Ôn rồi mở miệng lên tiếng, nếu anh đánh giá thấp anh ta thì anh đã mắc sai lầm rồi. Phó Cẩm Tú nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện tỏ vẻ ngạc nhiên, Người này không phải là người đã giúp giải quyết Sở Thiên Lôi vào đêm hôm trước sao? Cô hít một hơi thật sâu, trong lòng hiểu ra tại sao Lâm Thanh Diện lại giúp cô, hóa ra người này là do Trần Tài Anh dẫn về. Chỉ là cô có chút lo lắng, dù biết thực lực của Lâm Thanh Diện không hề yếu, nhưng hiện tại lại có 30 cao thủ trong gia tộc họ Phó, Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh muốn chiến thăng e là khó khăn. A à đại a à nhị, hai người các ngươi xử lý Trần Tài Anh còn lại các người đánh chết tên nhóc con kiêu ngạo ngu rốt kia, cho nó biết rõ nhà họ phó lợi hại như thế nào. Phó Lâm ôn hừ lạnh. A à Đại A à nhị vội vàng hướng về phía Trần Tài Anh, còn lại nhóm người khác thì bao vây Lâm Thanh Diện. Lúc này Lâm Thanh Diện một tay đặt lên chuông lớn, một tay còn lại trực tiếp chống đỡ đáy chuông, dùng lực, chuông lớn cân bảy tám đàn ông lực lưỡng nâng lên không ngờ lại chỉ với một mình Lâm Thanh Diện đã có thể tự mình nâng nó lên. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều bị chấn động. Những người vừa rồi còn đang chế nhạo Lâm Thanh Diện thì trợn mắt há hốc mồm, không ít người còn trực tiếp đứng lên. Trời ạ, à, quả chuông đó ít nhất cũng phải nặng mấy trăm ký, anh ta, anh ta vậy mà tự mình có thể vác nó lên, thật là quá đáng sợi. Đám người đang lao về phía Lâm Thanh Diện nhìn thấy động tác của anh thì bọn họ nhất thời lại không dám tiến lên. Một mình có thể nâng một cái chuông lớn, nếu như dùng sức mạnh bộc phát ra, e rằng chỉ cần một đấm cũng có thể bị đánh chết. Hơn nữa những ai xông đến anh có lẽ sẽ bị chiếc chuông trên tay của Lâm Thanh Diện ném ra đè lên người, đám tay sai nhà họ Phó ngay lập tức bị choáng váng, ai nấy cũng đều không dám động tay động chân. Sau khi Lâm Thanh Diện nâng chiếc chuông lên, anh ném nó về phía A Đại A Nhị, chiếc chuông khổng lồ từ trên trời rơi xuống, trước khi A Đại A Nhị hai người kịp phản ứng thì hai người bọn họ đã bị chiếc chuông trực tiếp bao phủ. Chiếc chuông này nặng mấy trăm cân, cho dù là A Đại A Nhị cường bạo cũng không dễ dàng thoát ra khỏi chiếc chuông này sau khi nhốt a đại a nhị vào chuông lâm thanh diện vội vàng chạy tới vài bước rồi liên trực tiếp nhảy lên chuông nhìn xuống đám người kia sau đó lạnh lùng nói hôm nay là ân oán giữa trần tài anh và nhà họ phó các người ở đây ai muốn ngăn cản thì hãy vượt qua tôi trước tôi nhắc nhở trước nắm đấm không có mắt nếu đến lúc đó có ai chết trong tay tôi đừng trách tôi không nhắc nhở dù là những người đến dự tiệc mừng thọ hay đám tay sai nhà họ phó sau khi nghe những lời này của lâm thanh diện thì tất cả đều hít một hơi khí lạnh bây giờ không ai còn nghi ngờ lời nói của lâm thanh diện là thật hay giả nữa lâm thanh diện một mình đem chuông lớn ném ra ngoài lúc này cũng không có ai dám làm phiên anh cùng trần tài anh phó lâm ôn nhìn lâm thanh diện nuốt nước bọt vào trong chết tiệt anh ta chưa từng nghĩ đến tuy rằng trần tài anh chỉ mang về một người nhưng một người này có thể chống lại cả hàng trăm hàng ngàn quân anh ta quay đầu nhìn trần tài anh mở miệng nói trần Trần Tài Anh, mày có ý gì? Chẳng lẽ hôm nay mày trở về để biểu tình? Trần Tài Anh nhìn Phó Lâm Ôn lạnh lùng lên tiếng, Phó Lâm Ôn, lúc trước tôi có ý tốt giúp đỡ anh, nhưng anh lại lấy oán báo ân mà dân người đến phản bội truy sát tôi. Bây giờ tôi trở về, anh nghĩ đã đến lúc giải quyết chuyện này chưa? Cậu nói cái dám gì thế? Ban đầu vốn dĩ chính là do cậu không có khả năng. Mọi người đều không phục xưng cậu làm đại ca. Lâm Ôn phản bội cậu khi nào? Nó dựa vào năng lực của chính mình mới có thể ngồi ở vị trí hôm nay." Bà Cụ Phó lập tức nói đỡ giúp Phó Lâm Ôn. Trần Tài Anh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía bà ta mà nói, "Chuyện này cũng không phải không có liên quan đến bà. Hai người hôm nay không thể chạy thoát đâu." "Bà Phó, mấy năm nay bà đối xử với Cẩm Tú như thế nào, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, bà muốn gã cô ấy cho tôn kẻ nhầm tôi nghĩ bà thực sự mù rồi." Bà Cụ Phó hoàn toàn không để lời nói của Trần Tài Anh lọt vào tai mình lạnh lùng nói tôi khuyên cậu đừng kiêu ngạo. Vì cậu đã biết chuyện rồi sẽ gã cầm tú cho tôn cảnh nên chắc cậu cũng đoán được người nhà họ tôn cũng sẽ đến tham gia tiệc mừng thọ của tôi chứ nhỉ. Nhà họ tôn xuất thân võ lâm, người bọn họ đưa đến đều là cao thủ. Hai người các cậu hiện tại có thể kiêu ngạo, đợi một lúc nữa người nhà họ tôn đến, tôi xem các cậu kiêu ngạo thế nào. Một nụ cười diếu cợt xuất hiện trên khóe miệng chân tài anh, anh ấy nơi, bà không cần phải đợi. Tôn Cảnh và người ca cầu tặc của anh ta đã đi chầu Diêm Vương rồi. Anh ta muốn kết hôn với người phụ nữ của Trần Tài anh tôi, bà nghĩ tôi sẽ để anh ta còn sống sao? Mày không cần phải ở đây làm loạn thiên hạ giả vờ cãi mạnh, hai cha con nhà họ tôn mạnh như vậy, nói mày giết thì làm sao có thể giết được? Tao thấy mày chỉ đang ở đây lừa gạt mà thôi, Phó Lâm Ôn nói. Bà cụ Phó cũng ngử lạnh một tiếng, mấy năm không gặp, tài khoe khoang của cậu càng ngày càng tốt nhỉ, Cậu cho rằng cậu hôm nay vẫn là Trần Tài anh lúc trước sao? Nói cho cậu biết hiện tại cậu ở trong mắt nhà họ Phó tôi cũng không bằng một con chó. Đúng lúc này, một người ở ngoài cửa vội vàng chạy tới, chạy đến trước mặt bà ta, lao vội như một con chó nhìn thấy phân, vẻ mặt hốt hoảng lo lắng nói, "Bà chủ, không tốt rồi, Tôn, trước nhà họ Tôn." Bọn họ nói, "Tôn, ông Tôn và Tôn Cảnh đã chết rồi." Chương 287, nhà họ Phó là cái quỷ gì chứ? Sau khi bà cụ phó và phó lâm ôn nghe thấy lời của người này thì sắc mặt của họ liền biến đổi. Phó lâm ôn trực tiếp nắm lấy cổ áo của người đó, nhìn chăm chăm hỏi, mày đang nói bậy bạ cái gì ở đây, làm sao mà hai cha con nhà họ tôn lại đột một chết. Họ là một gia tộc có võ thuật cao, ai có thể giết cả hai cùng một lúc chứ. Tên tay sai cả kinh nói, tôi, tôi không biết, nhưng là ở phía bên nhà họ tôn quả thực đã truyền ra thông tin này. Tôi, tôi cũng chỉ là nghe người khác nói. Phó Lâm ôn đá người đó ra, chửi rủa chắc chắn là có người truyền tin tức giả, tao sẽ gọi cho nhà họ tôn để xác nhận, Trần Tài Anh, tên là do mày mua đến diễn kịch sao? Trần Tài Anh cười với Phó Lâm ôn và nói, anh có thể gọi điện thoại xác nhận, tôi không rảnh đến nổi tìm người diễn chung đâu. Phó Lâm ôn lấy điện thoại ra với vẻ mặt không tin và bấm số của tôn cảnh. Một lúc lâu sau cuộc gọi mới được kết nối, nhưng thứ phát ra từ đầu dây bên kia không phải là giọng của tôn cảnh, mà là một tiếng hét lớn sau đó là tiếng khóc của một người phụ nữ phó lâm ôn tất cả là do mày mạng sống của chồng và con trai tao đã không còn nữa nếu mày không chọc tức trần tài anh gia đình tao sao có thể trở nên như thế này tính mạng của chồng con tao phải do mày trả nghe giọng nói điên cuồng ở đầu dây bên kia phó lâm ôn chết lặng điện thoại cũng rơi xuống đất mọi người thấy vậy lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra sau đó đều kinh hãi nhìn trần tài anh trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Có vẻ như lần này Trần Tài Anh đến đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay cả ông chủ tôn và con trai của ông ấy cũng chết trong tay anh ta. Lần này, nhà họ phó e là phải sẽ gánh lấy thảm họa này rồi. Nhiều người tự lầm bẩm, cảm thấy sự trở lại của Trần Tài Anh chắc chắn sẽ là một bi kịch đối với nhà họ phó. Bà cụ phó quay đầu lại nhìn phó lâm ôn nói, con trai, có chuyện gì vậy, chẳng lẽ những gì nó nói là sự thật sao? Phó Lâm Ôn lùi về phía sau hai bước, sắc mặt tái nhợt, mở miệng trả lời một cách khó khăn, mẹ, tôn. Cha con nhà họ tôn thật là chết rồi. Bà cụ phó cũng sừng sốt, nhưng bà TS không kinh ngạc như Phó Lâm Ôn, thay vào đó, bà ta nhìn chằm chằm vào Trần Tài Anh rồi lạnh lùng nói, Trần Tài Anh, cậu giết nhà họ tôn và con trai của ông ta thì sao? Chẳng lẽ ngay cả chúng tôi cậu cũng muốn giết sao? Nói cho cậu biết, tôi là mẹ của Phó Cẩm Tú. Nếu muốn có được con bé, thì cậu phải nghe lời tôi. Muốn lấy lại thế lực ban đầu và có được chỗ đứng ở thành phố Thanh Vân trong tương lai, tất cả mọi thứ cậu phải nghe lời tôi. Cậu cũng phải bảo tên nhãi danh đó nghe lời chúng tôi, nếu không thì đừng hòng mơ tưởng đến Phó Cẩm Tú. Ngoặc kép, mẹ, con muốn đi theo ai tại sao phải cần sự đồng ý của mẹ? Tại anh muốn ở bên con, căn bản không cần phải đồng ý những yêu cầu vô lý này của mẹ. Phó Cẩm Tú hét vào mặt bà cụ Phó. Bà ta nghe thế dậm chân và giận dữ quát lên, phó cẩm tú, tao là mẹ của mày. Mày phải nghe lời tao nói, tao không cho phép mày làm chuyện vô liêm sỉ này. Mày không thể ở bên Trần Tài Anh trừ khi nó hứa với tao thực hiện yêu cầu lúc nãy. Trần Tài Anh lộ ra vẻ diêu cợt trên mặt, mỉm cười nhàn nhạt, lên tiếng, tôi nghĩ bà không thấy rõ tình hình hiện tại trước mắt. Tôi lần này trở lại, không còn giống lúc trước mặt người khác sắt mũi, hôm nay bà với phó lâm ôn nếu không xin lỗi cẩm tú thì mạng của hai người tôi đều lấy không thiếu một ai. Nếu không phải là do quan hệ huyết thống giữa bà và cẩm tú, tôi đã xử lý bà từ lâu rồi. Nếu bà còn lưu manh không biết xấu hổ như vậy thì cứ tiếp tục sống trên đời cũng thật uống phí không khít. Trần Tài Anh, cậu dám nói tôi là lưu manh, tôi thấy cậu đúng là không muốn sống nữa rồi. Cậu mau đưa phó cẩm tú cho tôi, nó là con gái tôi, cậu không có tư cách dẫn nó đi bà cụ phó lộ ra vẻ mặt tức giận nói phó cầm tú trực tiếp nấp sau lưng trần tài anh hét lên mẹ con đã chịu đựng mẹ quá đủ rồi mẹ chưa bao giờ coi con là người thân của mẹ con chỉ là công cụ mà mẹ lợi dụng mà thôi con không muốn tiếp tục như thế này nữa lần này tài anh trở về con sẽ nghe lời anh ấy tất cả mọi thứ ngay cả là không nghe lời mẹ con cũng sẽ không ngân ngại làm điều đó sau này con sẽ không nghe lời mẹ nữa nếu mẹ vẫn không nhận ra chính mình đã sai thì cho dù tài anh thực sự muốn giết mẹ con cũng không ngăn cản thấy phó cấm tú không nghe lời mình bà cụ phó đột nhiên có chút bực bội lập tức muốn đến tóm lấy phó cẩm tú trần tài anh cũng không lịch sử với bà ta anh ấy đẩy thẳng bà ta không thương tiếc bà cụ bị đẩy ngã ra ngồi trên mặt đất đau đến độ miệng suýt xoa ai ra cẩm tú là người của tôi nếu như sau này bà còn dám động vào cô ấy đừng trách tôi không khách sáo Trần Tài Anh lạnh lùng nói, đồ đê tiện, cậu còn dám đẩy tôi, Lâm Ôn, con nhanh chóng xử lý cậu ta đi, nhà họ phó chúng ta bây giờ đã trở thành gia tộc hãng nhất rồi, không cần sợ, cậu ta chỉ là tên là phế vật thất bại mà thôi. Bà ta vừa nhìn phó Lâm Ôn vừa lại nhảy cầu cứu. Phó Lâm Ôn nuốt nước, nước bọt, đến cuối cùng vẫn là không dám động đến Trần Tài Anh, mà đứng đó nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Tài Anh, nói cho mày biết, lần này chủ nhà họ Tân đã hứa sẽ đến dự tiệc mừng thọ của mẹ tao. Có thể được nhà họ Tần yêu ái cho thấy tiềm lực của gia tộc tao đã lớn mạnh như nào rồi. Mày nếu dám tỏ vẻ ở đây, một lát nữa nhà họ Tần đến nhất định sẽ khiến mày hối hận." Trần Tài anh cười nói, "Tôi cũng xin được nhắc lại lời nói của tôi ở đây, hôm nay hai người nhất định phải xin lỗi Cẩm Tú, bằng không cho dù là ai tới, tôi cũng bắt các người trả giá." Anh ấy vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng cười sảng khoái, bên trong sôi nổi quá nhỉ. Không biết có phải đến muộn mà bỏ lỡ buổi diễn hay không. Mọi người quay đầu nhìn về phía cửa, sau khi nhìn thấy Tân Đốc công bước vào thì tất cả đều là kinh ngạc. Là chủ của nhà họ Tân, ông ta thật sự tới rồi. Ông chủ nhà họ Tân xuất hiện rồi, tôi sợ Trần Tài Anh xong đời rồi. Người tới đây dự tiệc mừng thọ của bà phó nhất định sẽ giúp bà ấy. Trần Tài Anh căn bản không có biện pháp thẳng Tân Đốc công. Đúng vậy, ở thành phố Thanh Vân, nhà họ Tân mới thật sự là trời dù chân tài anh có thực lực đến đâu, e rằng cũng phải nhượng bộ. Khi Phó Lâm Ôn và bà cụ Phó nhìn thấy Tần Đốc Công xuất hiện, trên mặt họ liền hiện lên một tia hy vọng, ngay lập tức ánh mắt hai người nhìn Trần Tài Anh trở nên hả hê. Phó Lâm Ôn vội vàng chạy về phía Tân Đốc Công, khi đến gần thì anh ta kính cẩn nói, ông chủ Tân, thật là vinh dự cho gia đình tôi khi được ngài đến tham dự tiệc mừng thọ của mẹ tôi. Chính là Trần Tài Anh không biết tốt xấu lại quay lại gây rối, phá hỏng bữa tiệc mừng thọ, vừa rồi Trần Tài Anh còn thô lỗ với ngài. Tôi hy vọng ông chủ tân đây có thể ra tay chừng trị anh ta. Bà cụ phó cũng run rẩy bước tới, nhìn tân đốc công vui vẻ nói, ông chủ tân, ngài có thể nể mặt mà tham dự bữa tiệc mừng thọ của tôi, thật sự là khiến ta cảm kích. Việc ô ninh chủ tân có thể đến đây đối với nhà họ phó cho thấy gia tộc của ta rất có giá trị. Tôi hy vọng ông chủ tân có thể nể mặt bà già này mà ra tay dạy dỗ tên chân tài anh đó. Thắng đề tiện này thực sự quá kiêu ngạo, nhất định phải có người tới trừng trị. Tần Đốc Công nghe xong lời nói của hai người thì sắc mặt chợt trầm xuống, lạnh lùng nói các người nói cái gì. Bảo tôi giúp xử lý Trần Tài Anh. Đúng vậy, ông Tần, Trần Tài Anh chẳng qua là một con chó đáng chết. Hắn cũng không hơn gì nhà họ phó của chúng tôi. Chỉ cần ông chủ Tần có thể giúp tôi trừng trị Trần Tài Anh thì tôi sau này sẽ coi nhà họ Tần là chủ, sai đâu đánh đó tân đốc công nghe thế ngay lập tức trực tiếp đá phó lâm ôn và chửi rủa tôi đến bữa tiệc mừng thọ này hôm nay là vì thể diện của trần tài anh nhà họ phó các người là cái quỷ gì mà các người có đủ tư cách để tôi ra tay giúp phó lâm ôn và bà phó đều lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc họ không ngờ tân đốc công lại nói như vậy ngài ngài đến dự tiệc mừng thọ của tôi là vì nể mặt của trần tài anh sao giọng bà cụ phó có chút run rẩy đúng vậy trần tài anh quả là nhân tài hiếm có tôi đến chính là vì nể mặt của cậu ấy. Vậy mà đến đây các người lại muốn tôi xử lý cậu ấy. Các người không cảm thấy buồn cười sao? Tần Đốc Công lạnh lùng nói. Bà cụ phó khẽ thở dài trong lòng, trước nay vẫn luôn cho rằng không có những thế lực đó, Trần Tài Anh sẽ không có giá trị sử dụng, bất quá Trần Tài Anh cũng chỉ là một người bán bánh rán hoa quả mà thôi. Bây giờ ai có thể nghĩ tới ông chủ nhà họ Tần lại xuất hiện trong bữa tiệc mừng thọ của bà ta là vì Trần Tài Anh chứ? những người xung quanh đều không ngờ mọi chuyện lại như thế này đều cho giang tân đốc công đến dự tiệc mừng thọ của nhà họ phó nhất định sẽ giúp đỡ ai ngờ ông chủ tân đến là vì trần tài anh điều đó có nghĩa là hôm nay ông chủ nhà họ tân đến đây để giúp đỡ trần tài anh sao nếu đúng như vậy thì có thế nói nhà họ phó hôm nay chui vào ngõ cụt rồi tiêu thật rồi ở thành phố thanh vân cho dù có thế lực to lớn thì vốn dĩ cũng không thể chống lại nhà họ tân Trần Tài Anh và Phó Cấm Tú bước tới chỗ Tân Đốc Công, sau đó ôm quyền với Tân Đốc Công rồi lại nhìn về phía bà cụ Phó lạnh lùng nói, vì ông chủ Tần đang ở đây, hôm nay tôi sẽ ở trước mặt ông ấy hỏi các người, các người có xin lỗi Cẩm Tú hay không? Cả bà cụ Phó và Phó Lâm Ôn đều run rẩy, sợ hãi đến mức không nói nên lời. Tôi đã nghe nói về một số việc mà nhà họ Phó đã làm. Hai người đúng là không biết xấu hổ, nghĩ đến những việc bản thân các người đã làm, dù có chém các người cả ngàn lần cũng không đủ, tài anh cũng chỉ để hai người xin lỗi, các người còn không mau quỳ xuống xin lỗi." Tần Đốc Công nói. Phó Lâm Ôn và bà phó không kìm được lộ ra vẻ mặt tái mét, trong sân bây giờ có rất nhiều người, nếu hai người họ quỳ xuống xin lỗi thì ngày mai cả thành phố Thanh Vân sẽ biết chuyện này. Thấy hai người không quỳ xuống, Tần Đốc Công lạnh lùng lên tiếng nói tiếp, xem ra lời nói của Tần Đốc Công tôi không có tác dụng nữa. Nếu đã như vậy, nhà họ Phó cũng không cần tiếp tục tồn tại ở thành phố Thanh Vân. Trong nháy mắt bà cụ Phó và Phó Lâm Ôn đều vô cùng sửng sốt, nghe nói Tân đốc công sắp giải quyết gia tộc, họ trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Tài Anh mà không hề nghĩ ngợi gì. "Ông chủ Tân, chúng tôi đã biết sai rồi, mong ngài đại nhân đại lượng, tha cho nhà họ Phó chúng tôi." Bà cụ Phó khẩn cầu. Chương 288: Thay quần áo ở phòng Lâm Thanh Diện vẻ mặt mọi người đều xúc động nhìn bà phó và phó lâm ôn quỳ trước mặt trần tài anh vốn hôm nay là lễ mừng thọ của bà cụ phó ai cũng nghe tin nhà họ tân đến đều tưởng rằng nhà họ phó sắp vùng dậy có điều trong nháy mắt bà phó và phó lâm ôn phải đến mức quỳ xuống cầu xin tha thứ khác biệt này mặc dù không xảy ra với bọn họ nhưng cũng khiến họ có cảm giác như ngồi trên tàu siêu tốc tân đốc công lạnh lùng nhìn bà phó và phó lâm ôn một cái nói cầu xin tôi cũng vô dụng thôi Xin lỗi hai người bọn họ ấy. Vẻ mặt bà Phó và Phó Lâm Ôn đều không tình nguyện, nhưng dưới sự uy áp của Tân đốc công, nếu bọn họ không xin lỗi, e là sau ngày hôm nay nhà họ Phó sẽ thực sự biến mất khỏi thành phố Thanh Vân. Cầm Tú, mấy năm này là mẹ sai, mẹ xin lỗi con, mẹ không nên đối xử với con như vậy, con cũng là con của mẹ, mẹ không làm tốt nghĩa vụ của một người mẹ, để con bị uất ức, con coi như là công sinh con nuôi dưỡng con mà tha thứ cho mẹ nhé, bà phó nhìn phó cẩm tú chằm chằm, vẻ mặt hối hận nói. Nước mắt của phó cấm tú trong nháy mắt rơi xuông, cô đã đợi một câu xin lỗi của bà cụ phó bao nhiêu năm, dù là bà phó thật tâm hay giả ý, chỉ cần bà chịu xin lỗi, đối với phó cẩm tú mà nói đã là một sự giải thoát rồi. Trần Tài Anh hiện tại có khả năng giết chết bà phó, nhưng dù cho bà phó có đối với cô không tốt thì cũng là mẹ của cô, công sinh thành cô không thể quên, cho nên một câu xin lỗi, một lân quỷ gối này đã là sự trừng phạt lớn nhất với bà phó rồi. Trần Tài Anh, tôi cũng xin lỗi cậu, là một tay tôi lên kế hoạch phản bội năm ấy, tôi muốn dựa vào thế lực của cậu để làm cho nhà họ phó lớn mạnh hơn, là tôi hô đồ, thiển cận, năm đó tôi không nên làm như vậy, cậu tha lỗi cho tôi, cậu bảo chỉ nhà họ tân bỏ qua cho nhà họ phó thì tôi sẽ trả những thực năm đó tôi nợ cho cậu. Vẻ mặt bà phó kích động, nói xong, trực tiếp tát chính mình trần tài anh và phó cẩm tú thấy bà phó xin lỗi chân thành như vậy oán hận trong lòng cũng tiêu tán hơn phân nửa một mình bà nhận sai vẫn chưa đủ phó lâm ôn mày nhận ra sai lầm của mình chưa trần tài anh nhìn về phía phó lâm ôn lạnh lùng nói bà phó thấy phó lâm ôn chỉ đang quỳ mà không mở miệng xin lỗi vẻ mặt sốt ruột nói lâm ôn con còn thất thần ra đó làm gì còn không mau giải thích với cẩm tú và trần tài anh đi sắc mặt phó lâm ôn âm trầm mở miệng nói giải thích với bọn họ tôi không nói được trần tài anh nhìn phó lâm ôn cười lạnh một cái mở miệng xem ra mày vân không nhận ra được sai lầm của mình trần tài anh tôi đã quỳ xuống rồi lẽ nào còn chưa đủ anh đừng có quá đáng phó lâm ôn hơi mất kiên nhẫn nói ha ha tao quá đáng ư năm đó suýt chút nữa tao chết trong tay mày giờ tôi chỉ bảo xin lỗi mày còn cảm thấy quá đáng xem ra tao vẫn rất nhân từ với mày Trần Tài Anh mở miệng, ông chủ tân, phó lâm ôn không biết hối cải, nếu trực tiếp giết thì hơi hời cho nó, không bằng đánh gãy tay chân, để nó cả đời làm người tàn tật, xem lúc nằm trên giường không động đậy được nữa có nhận ra được sai lầm của mình hay không. Tân đốc công gật đầu, lập tức vô tay, hai bóng người lập tức xông đến bên cạnh phó lâm ôn. Đánh gãy tay chân của cậu ta, tân đốc công lạnh giọng nói. Hai người kia lập tức bắt lấy phó lâm ôn, kéo ra sau. Phó Lâm Ôn không ngờ Trần Tài Anh lại không khách khí chút nào, nhất thời liền cuống lên, hai người bắt hắn lại là cao thủ của nhà họ Tân, nếu bọn họ muốn đánh gãy tay chân của mình thì chắc chắn không phải là đùa. Đừng, đừng, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi, tôi không nên đối với anh như vậy, anh bảo bọn họ buông ra đi, vẻ mặt Phó Lâm Ôn kinh hoàng. Trần Tài Anh bĩu môi nói, vừa rồi đã cho mày cơ hội rồi, chính mày không biết hối cải vậy thì cũng đừng trách tao vô tình. Lúc này Phó Lâm Ôn mới ý thức được mình ngu ngốc đến mức nào, rõ ràng nói xin lỗi có thể giải quyết được mọi chuyện, không đến mức gãy tay gãy chân, nếu cho anh ta thêm cơ hội nữa, anh ta nhất định sẽ xin lỗi Trần Tài Anh. Nhưng không có nếu như. Bà Phó thấy Phó Lâm Ôn bị hai cao thủ nhà họ Tân bắt đi cũng sốt ruột, nhưng bà ta không dám nói gì, lúc này bà ta có thể giữ thân mình đã là không tồi rồi, nào còn tâm trí đâu đi lo Phó Lâm Ôn. Hai tên cao thủ của nhà họ Tần kia không chút dây dưa, trực tiếp dùng một cách đặc biệt đánh gãy chân tay của phó lâm ôn tiếng kêu thảm thiết của phó lâm ôn vang vọng khắp sân không ít người nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại cũng nhiều người cảm thấy là anh ta tự chuốc lấy đáng đời thấy phó lâm ôn bị đánh gãy tay chân chân tài anh hít sâu một cái cảm thấy tảng đá vẫn luôn treo trong lòng rơi xuống những năm qua anh ta sống ở hồng thành mỗi ngày đều làm việc chăm chỉ để bản thân không nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ở thành phố thanh vân nhưng sự nó đã xảy ra rồi, sao có thể quên dễ dàng như vậy được. Chuyện này vẫn luôn là khúc mắc của anh ta, bản thân anh ta bị trọng thương, chật vật không chịu nổi, cứ nghĩ cả đời này có thể bán bánh kẹp mưu sinh, không có cơ hội gặp lại phó cẩm tú nữa. Có điều ông trời cũng coi như công bằng với anh, cho anh gặp được Lâm Thanh Diện lúc anh tuyệt vọng nhất, Lâm Thanh Diện không chỉ chữa khỏi cánh tay của anh ta mà còn để anh ta có được vị trí mà lúc ở thành phố Thanh Vân không thể có được giờ Lâm Thanh Diện cùng anh ta trở về Thanh Vân trả thù, bà phó quỳ trước mặt anh ta, phó Lâm Ôn bị đánh gãy tay chân, tôn cảnh mất mạng, những vướng mắc trong lòng anh ta cũng biến mất theo sự trừng phạt của những người này. Sự biết ơn trong lòng anh ta đối với Lâm Thanh Diện không phải nói mấy câu là có thể rõ, anh ta chỉ biết là giờ anh ta có thể đứng trong sân này bình tĩnh như vậy tất cả đều là dựa vào thanh niên thoạt nhìn trông có vẻ bình thường kia. Chuyện đã giải quyết xong rồi, hiện tại có thể yên tâm về Hồng Thành giúp anh quản đám thủ hạ kia rồi, Chúng ta đi thôi, Trần Tài Anh quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, trên mặt mang theo ý cười. Lâm Thanh Diện từ cửa đi xuống trước mặt Trần Tài Anh, cười với Phó Cẩm Tú. Vẻ mặt Phó Cẩm Tú cảm kích nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói cảm ơn. Đi thôi, Lâm Thanh Diện dẫn đầu đi ra ngoài, Tân Đốc Công và Trần Tài Anh theo sau, một đám người rời khỏi sân của nhà họ Phó. Mọi người nhìn Lâm Thanh Diện đi trước, trong lòng không khỏi kinh ngạc ngay cả người đứng đầu nhà họ Tân cũng phải đi theo, rốt cuộc tên trẻ tuổi này đáng sợ đến mức nào. Trong lúc nhất thời trong miệng mọi người xuất hiện rất nhiều suy đoán về Lâm Thanh Diệt, chuyện trong bữa tịch mừng thọ bà phó cũng trở thành tin tức lớn nhất thành phố Thanh Vân mấy ngày nay. Thân là đương sự, Lâm Thanh Diện không có hứng thú với lời bàn tán của mọi người, sau khi báo thủ giúp Trần Tài Anh, chuyện sau đó anh phải làm là giúp Tân Đốc Công giành chiến thẳng trong ván cờ vây. Sau khi Phó Cẩm Tú trở về vòng tay của Trần Tài Anh một lần nữa, hai người họ hầu như dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Lâm Thanh Diện cũng ngại làm bóng đèn cho nên trước trận đấu mấy ngày, Lâm Thanh Diện có chút nhàm chán. Chiều nay, Lâm Thanh Diện nằm một mình trong phòng có chút buồn chán, cách trận đấu một ngày, không có Trần Tài Anh thì anh cũng không biết mình muốn làm gì. Lúc này Tân Vô Song từ bên ngoài bước vào, trong tay còn cầm theo vài bộ quần áo. Lâm Thanh Diện thấy Tân Vô Song đi vào, bật người dậy mở to hai mắt, cô gái này cũng không coi mình là người ngoài à? Cô vào không biết gõ cửa à? Đây là nhà tôi, tôi gõ cửa cái quái gì? Vẻ mặt Tân Vô Song chẳng hề gì, "Mau nhìn giúp tôi, mấy bộ này, bộ nào đẹp hơn?" Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ nhìn Tân Vô Song, cô ta nói cũng đúng, đây là nhà họ Tân, cô chủ nhà họ Tân tất nhiên là muốn đi đâu cũng được. Tân Vô Song cầm trên tay hai bộ sườn xám, khoa chân múa tay trước mặt Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, hai bộ này, cái nào đẹp hơn? Lâm Thanh Diện nhìn một cái, mở miệng nói, bộ màu trắng theo hoa đi, thanh nhã mà không mất đi vẻ quyển rũ. Hắc hắc, tôi cũng cảm thấy bộ này đẹp, xem ra mắt nhìn của tôi với anh không khác nhau lắm đâu, vẻ mặt tân vô song vui vẻ nói. Chật, nếu tôi chọn bộ khác, chỉ e là cô cũng nói như thế, Lâm Thanh Diện nói thẳng. Tần vô song lập tức tức đến dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói, anh, anh đúng là đồ đàn ông đầu gỗ. Lâm Thanh Diện nhún vai nói, ăn ngay nói thật thôi. Tân vô song bực dọc, mở miệng nói tiếp, anh mau dậy đi, thu dọn một chút, lát nữa dạo phố với tôi, tôi muốn thay quần áo. Lâm Thanh Diện trợn mặt nói, nhưng tôi còn chưa nói muốn đi dạo phố với cô. Anh đã nằm ở đây cả ngày rồi, tên ngốc cũng nhìn ra được anh rất nhàm chán, cô chủ tôi đồng ý dạo phố với anh là đã cho anh mặt mũi rồi, anh đừng có ở đó mà không biết cảm kích tân vô song mở miệng. Lâm Thanh Diện lắc đầu cười cười, có điều nghĩ chính mình cũng nhàm chán thật, dạo phố với tân vô song cũng chẳng sao cả. Anh còn thất thần cái gì, mau dậy đi, ra ngoài chờ tôi, tôi phải thay quần áo. Tân vô song trừng lớn hai mắt nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện sửng sốt, mở miệng nói cô thay quần áo không về phòng cô, ở đây thay cái gì. Cửa phòng tôi khóa rồi, thay ở chỗ này của anh thì sao, Sao nào, lẽ nào anh muốn nhìn tôi thay? Thế cũng được, có điều nếu anh nhìn thì phải chịu trách nhiệm với tôi, tôi cũng không quan tâm anh có vợ hay không đâu." Tần Vô Song nói rồi liền giơ tay cởi khuy áo, sau đêm đó, Tần Vô Song càng ngày càng táo bạo hơn trước mặt Lâm Thanh Diệt, mặc dù cô ta biết Lâm Thanh Diệt đã có vợ nhưng cô ta vẫn cố ý vô tình thăm dò gì đó. Làm nữ thần có tiếng lạnh lùng ở thành phố Thanh Vân, muốn gây sự chú ý với cô ta có thể nói khó càng thêm khó, nhưng tính cách này của cô ta một khi hứng thú với ai là không dễ dàng buông tha. Khuy áo trên người Tần vô song đã mở hết một nửa, vai cũng đã lộ ra. Cô ta liếc nhìn Lâm Thanh Diện, liếm đầu lưỡi, mở miệng hỏi anh quyết định không đi ra à? Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ xuống giường đi ra ngoài. Tần vô song cũng thở ra một hơi. Lời cô ta vừa nói cũng láp to gan nói ra. Nếu Lâm Thanh Diện thực sự không đi mà ở đấy nhìn, người tướng quẩn thực ra lại chính là cô ta. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng của Tần Hùng. Lâm Thanh Diện, ba tôi tìm anh với chị của tôi, có chuyện muốn nói với hai người. Tần Hùng đi thẳng vào, vừa đúng lúc nhìn thấy Tần Vô Song cởi một nửa khuy áo, vai lộ ra ngoài, Lâm Thanh Diện xuống giường đi ra cửa, giống như là muốn đóng cửa lại. Mẹ nó, các người tiến triển cũng nhanh quá rồi đấy, Tần Hùng trực tiếp vỗ ót, không được, tôi phải nói cho ba thôi. Tần Hùng, em hiểu lầm rồi, em quay lại mau. Tần Vô Song thấy thế, sợ tới mức đóng nhanh cúp áo của mình lại. Trên mặt Tân Hùng mang theo nụ cười xấu xa, không nghe lời của Tân Vô Song, dù thế nào tần Vô Song cũng là chị ruột của cậu ta, không thể để Lâm Thanh Diện được hơi như vậy được, chuyện này phải nói cho tần Đốc Công, bằng không tần Vô Song bán mình đi mất. Chuyện này đối với nhà họ tần mà nói thì quả thực quá lố rồi. chương 289, tính cách của Tân Vô Song trong thư phòng của tần Đốc Công. Lúc này bốn người tần Đốc Công, Tân Hùng, Tân Vô Song, Lâm Thanh Diện đang đứng đối diện nhau sắc mặt tân đốc công âm châm càng thêm cổ quái, đôi mắt không ngừng quét qua quét lại trên người lâm thanh diện và tần vô song, bộ dáng kia, giống như bắp cải trắng mình khổ sở vất vả nuôi chồng hơn 20 năm thật sự để cho heo ủi mất. Tần hùng có chút hả hê nhìn chằm chằm về phía tân vô song, bình thường anh ta ở nhà suốt ngày bị tân vô song bắt nạt, hơn nữa mỗi lần tần đốc công đều bênh vực tân vô song, lần này thật vất vả mới bắt được cơ hội, anh ta đương nhiên phải cười nhạo tần vô song một phen. Tân vô song đỏ bừng mặt, cúi đầu, không ngừng chơi đùa đầu ngón tay của mình. Lúc đầu cô ta chỉ là muốn đùa giỡn với Lâm Thanh Diện một chút. Ai ngờ một màn này lại bị Tân Hùng thấy được. Mà tên này là còn nói cho Tân Đốc Công. Lần này cô ở trước mặt Tân Đốc Công thật không còn mặt mũi nào. Lâm Thanh Diện lại mang vẻ mặt bình tĩnh. Dù sao anh và Tân vô song cũng không xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều sự bình tĩnh này của Lâm Thanh Diện dưới góc nhìn của Tân Đốc Công chính là không sợ hãi. Dù thế nào đi nữa, lâm thanh diện cũng là một người đàn ông anh chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi đương nhiên sẽ bình tĩnh vô song bình thường không phải đối với những người đàn ông bên cạnh con đều rất lãnh đạm sao tại sao bây giờ lại không thận trọng như thế vậy mà lại chủ động chạy đến phòng lâm thanh diện còn muốn cùng anh ta làm làm loại chuyện đó con không biết anh ta là người đàn ông đã kết hôn sao tân đốc công tức hổn hển nói tần vô song vội vàng giải thích ba không phải như ba nghĩ đâu con chỉ muốn trêu đùa với Lâm Thanh Diện một chút. Mẹ kiếp, chị, trò đùa này của chị cũng quá cởi mở đi, đây là lần đầu tiên em thấy trò đùa mà trực tiếp cởi quần áo. Tân Hùng ở bên cạnh cười nói. Tần vô song chừng mắt liếc anh ta một cái, mở miệng nói, chị nghĩ là Lâm Thanh Diện đang ở trong phòng thay đồ, chị để anh ta đi ra, lúc tiến vào em không nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã đi ra phía ngoài sao. Cái đó không phải đã đóng cửa sao hơn nữa chị thay quần áo không ở trong phòng mình thay chạy đến phòng lâm thanh diện thay cái này giải thích thế nào cũng không hợp lý tân hùng hài hước nói tần vô song vô cùng lo lắng bây giờ cô quả thật không giải thích hợp lý được đến ngay cả chính cô đơn thuân nhìn vào chuyện này cũng không không hiểu tại sao mình lại chạy đến phòng thay đồ của lâm thanh diện tần đốc công bất đắc dĩ thở dài nhìn về phía lâm thanh diện mở miệng nói lâm thanh diện nếu như cậu có ý với con gái tôi có thể nói thẳng nhưng cậu là người đã kết hôn, hơn nữa dựa vào hiểu biết của tôi về cậu, hẳn là không làm nên chuyện thế này mới đúng, tại sao cậu lại cùng con gái của tôi ở bên nhau? Lâm Thanh Diện nhìn về phía Ẩn Đốc Công, mở miệng nói: "Tân gia chủ, lần này thật sự là ông đã hiếu Lâm, chính tôi cũng không nghĩ ra, tại sao con gái ông lại muốn đi vào trong phòng thay đồ của tôi? Hơn nữa tôi có thể nói rõ cho ông biết, tôi không có cảm giác gì với con gái của ông, vậy nên sẽ không làm bất cứ điều gì với cô ta." tân vô song và tân đốc công đều mở to mắt nhìn không ngờ lâm thanh diện lại nói ra những lời này lâm thanh diện anh là tên khốn kiếp anh như vậy là có ý gì anh muốn nói tôi không có sức hấp dẫn với anh sao tân vô song tức giận bất bình nói lâm thanh diện cậu nói con gái của tôi không xứng với cậu sao tân đốc công cũng đầy phân nộ nói ách có thể nói là như vậy lâm thanh diện nói Tân Đốc Công và Tân Vô song suýt chút nữa cùng nhau đi lên đánh cho Lâm Thanh Diện một trận. Tân Đốc Công cũng không biết thân phận của Lâm Thanh Diệt, chỉ cho là anh dựa vào việc mình đánh cờ lợi hại nên mới nói như vậy. Ông ta thấy, Lâm Thanh Diệt dám nói như thế, thật sự là quá ngông cuồng. Ba, tên này thật sự quá ghê tởm, ba cảm thấy con sẽ coi trọng loại người như anh ta sao, vậy nên đây chỉ là hiểu lầm, con hoàn toàn không có khả năng coi trọng một kẻ lỗ mãng như anh ta. Tân vô song giống như là đang kèn cựa nhau với Lâm Thanh Diệt, vội vàng biếu lộ thái độ của mình với Lâm Thanh Diệt. Tần Hùng ở bên cạnh cười nghiêng ngả, anh ta không thể ngờ Tần vô song chủ động đổ Lâm Thanh Diệt, Lâm Thanh Diệt lại còn chướng mặt, anh ta lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên có một người đàn ông dám nói như vậy với Tân vô song. Tần Đốc Công cũng tức giận lắc cánh tay, nói, Lâm Thanh Diệt, con gái của tôi dù sao cũng là mỹ nữ nổi tiếng, cậu nói nó như vậy có chút không thích hợp, cho dù ngày mai tranh tài nhà họ tân tôi cần anh, anh cũng không thể hạ thấp con gái của tôi như vậy. Thật có lỗi, ý của tôi không phải như vậy. Tôi nói là tôi đã có vợ, đời này tôi chỉ thích duy nhất vợ mình. Vậy nên sẽ không có hứng thú với bất cứ người nào khác, cũng không phải hạ thấp con gái của ông. Lâm Thanh Diện chân thành nói. Tần Đốc Công thở dài, nhìn dáng vẻ của Lâm Thanh Diện cũng không giống như nói qua loa. Chuyện này càng tranh luận càng không thể nói rõ. Cuối cùng cũng chỉ khiến Tân Vô Song càng thêm xấu hổ, vậy nên ông ta liền chuyển chủ đề. "Được rồi, chuyện này dừng ở đây, Vô Song, con là con gái, sau này thay quần áo ở trong phòng của mình, chạy đến phòng người khác làm gì? Con cũng đừng có suy nghĩ gì với Lâm Thanh Diện, lần này anh ta giúp chúng ta thắng được cuộc tranh tài cờ vây, ba sẽ nhanh chóng tiến anh ta trở về." Tần Đốc Công nói. "Hừ, con mới không thèm có ý nghĩ với anh ta đâu, anh ta có gì tốt?" Cả đời này Tân Vô Song cho dù không lấy trông cũng không cân nhắc đến anh ta. Tân Vô Song sắt son thê. tần Hùng nhìn dáng vẻ của tần Vô Song, dựa vào hiểu biết của anh ta đổi với Tân Vô Song, biết chắc lời này của Tân Vô Song là nói nhảm. Nếu như cô ta thật sự không có suy nghĩ gì với Lâm Thanh Diện, đã sớm không để ý đến Lâm Thanh Diện. Tối nay phía bên công hội có bữa tiệc của mấy người trẻ tuổi. Để bàn một chuyện về chuyện tranh tài ngày mai, Vô Song, con và Lâm Thanh Diện là chủ lực tranh tài vào ngày mai tối nay liên hoan con đưa lâm thanh diện đi cùng để lâm thanh diện và người công hội làm quen một chút tân đốc công nói tiếp hừ để tần hùng đưa anh ta đi con không muốn đi cùng anh ta tân vô song trực tiếp phản bác chị đây là liên hoan công hội cờ vây của mấy người em đi làm gì chị tức giận thì tức giận thật ra chị vẫn muốn đi cùng lâm thanh diện đúng không tân hùng cười nói tân vô song kiêu ngạo hừ một tiếng nói trừ phi anh ta cầu xin tôi Lâm Thanh Diện nhìn về phía Tân Đốc Công, nói: "Tân gia chủ, ông nói địa điểm cho tôi, tự tôi có thể đi." Lâm Thanh Diện, anh, Tần Vô Song lần nữa nhìn về phía Lâm Thanh Diện, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ ấm ức, cô đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp phải người không coi trọng cô như vậy. Tân Đốc Công cũng dở khóc dở cười, nói: "Được rồi Vô Song, nháo thì nháo, cuộc tranh tài ngày mai mới là quan trọng nhất, con và Lâm Thanh Diện cùng nhau đi." Trạng vạng tối, trên xe tần đốc công, Tiểu Trương vừa lái xe vừa nhìn hai người Lâm Thanh Diện và Tân Vô Song trong kính chiếu hậu, luôn cảm giác trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Anh ta cũng không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ trước đó cô chủ vô cùng nhiệt tình với Lâm Thanh Diện, tại sao lúc đi ra lại mặt lạnh như vậy, lại còn cố ý cách xa Lâm Thanh Diện, ngồi ở phía sau, còn muốn để một khoảng trống lớn với Lâm Thanh Diện. Không lâu sau, Tiểu Trương dừng xe ở một khách sạn được trang trí xa hoa, hướng tân vô song nói cô chủ đến rồi tần vô song trực tiếp bước xuống xe hoàn toàn không chờ lâm thanh diện bước nhanh về đi vào trong khách sạn lâm thanh diện bất đắc dĩ xuống xe đi theo phía sau tân vô song những chuyện thuộc phương diện nam nữ đúng là nhược điểm của anh anh cảm thấy mình cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi ai ngờ tần vô song lại tức giận đến mức này phụ nữ quả nhiên là sinh vật khiến cho người ta nhìn không thấu tần vô song đi rất nhanh Giống như muốn bỏ rơi Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện đi sát phía sau cô ta, hoàn toàn không bị rớt lại. Tần Vô Song thỉnh thoảng nhìn về phía sau một cái, ánh mắt táo bạo kia nhìn lại còn có chút đáng yêu. "Cái kia, trước đó có thể là tôi nói sai, tôi nói xin lỗi với cô, tôi cũng không hề có ý muốn hạ thấp cô." Lâm Thanh Diện cười nói một câu. Tần Vô Song thấy Lâm Thanh Diện nói xin lỗi với mình, trong lòng lập tức dễ chịu hơn rất nhiều, chỉ là cô không thể hiện ra ngoài nếu không chăng phải để Lâm Thanh Diện biết, cô ta quá dễ bị ức hiếp. Hừ, ai cần anh nói xin lỗi, anh thấy tôi chướng mắt, tôi cũng thấy anh chướng mắt đấy, tự cho là đúng. Tân vô song nói, tôi không phải có ý này, tôi đã có vợ, vậy nên sẽ không sẽ không nghĩ đến bất cứ cô gái nào ngoài cô ấy, hy vọng cô có thể hiếu. Lâm Thanh Diện nói, Tần vô song hừ một tiếng, cũng không đáp lại Lâm Thanh Diện, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này phía đối diện có một thanh niên có tướng mạo rất đẹp trai, sau khi anh ta nhìn thấy tân vô song thì đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng tiến lên nghênh đón. Vô song, cô đến rồi, tôi còn nói phải ra ngoài đón cô đây. Người thanh niên nói, người này tên là Mã Tấn Bình, là một trong những thế hệ trẻ tuổi của công hội cờ vây trong thành phố Thanh Vân, thực lực gần bằng tần vô song, đồng thời anh ta cũng là cậu chủ nhà họ Mã, gia tộc hạng nhất trong thành phố Thanh Vân, anh ta vẫn luôn thích tần vô song, nhưng tần vô song lại không có cảm giác gì với anh ta, chỉ là nhìn vào mối quan hệ của nhà họ Tân và nhà họ Mã, vẫn duy trì lễ phép cơ bản đối cưới Mã Tấn Bình. Có thể nói, những thanh niên tuấn kiệt trong thành phố Thanh Vân, không có ai có thể lọt vào mắt tần vô song, cho dù Mã Tấn Bình được xưng là thanh niên số một của thành phố Thanh Vân, tần vô song cũng không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ cô lại vì một người bình thường như Lâm Thanh Diệt, thậm chí còn đã kết hôn mà có phản ứng lớn như vậy, việc này nếu để cho người trong thành phố Thanh Vân biết, chắc chắn sẽ trở thành tin tức ở trang nhất. Lâm Thanh Diện đi phía sau lưng tần vô song, Mã Tấn Bình nhìn anh một cái, mở miệng hỏi, vị này là. Một người mặt dày mày dạn, nhất định phải đi theo tôi tới đây, đuổi cũng không đi. Tần vô song tức giận nói. Mã Tấn Bình nghe xong lời này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ chán ghét, sau khi đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, liền nói cô cả nhà họ Tân mà anh muốn đi theo là có thể đi theo sao nơi này không phải nơi mà anh nên tới, cho anh 3 giây đồng hồ để đi ra ngoài, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Sở dĩ tân vô song nói như vậy, là vì có thể tìm được cơ hội hả giận dưới cái nhìn của cô ta, mặc dù lâm thanh diện lợi hại, nhưng thân thế của anh hẳn là rất bình thường. Đối diện với loại phú gia công tử như Mã Tấn Bình, áp lực có lẽ sẽ rất lớn. Mã Tấn Bình có ý với mình, biết Lâm Thanh Diện đi theo mình, chắc chắn sẽ không khách khí với anh, đến lúc đó lâm thanh diện không còn cách nào chắc chắn sẽ đến cầu xin mình chỉ cần lâm thanh diện mở miệng cô sẽ tha thứ cho lâm thanh diện đồng thời giới thiệu anh với những người thuộc công hội cờ vây của thành phố thanh vân cô cũng chỉ muốn lấy lại một chút thể diện mà thôi tốt xấu gì cô cũng là cô cả nhà họ tân dù sao cũng có một chút tính cách không đúng nếu lâm thanh diện thức thời chắc chắn sẽ hiểu ý của cô ách tôi cùng cô ấy đến đây tham dự bữa tiệc cuộc tranh tài ngày mai tôi cũng sẽ tham gia tân gia chủ để tôi tới lâm thanh diện giải thích một chút mã tấn bình cười nhạo một tiếng nói anh có thể đừng giả vờ được không anh cũng không nhìn một chút xem bộ dáng mình thế nào hôm nay có thể tham gia liên hoan đều là những kỳ thủ ưu tú nhất trong thành phố thanh vân anh chỉ là một người vô danh cũng dám nói muốn tham dự bữa tiệc của chúng tôi giả danh lừa bịp đến nơi này anh không sợ xui xẻo sao tôi không lừa anh không tin anh có thể hỏi tân vô song lâm thanh diện nói đừng có giả vờ, vừa rồi vô song cũng đã nói là anh mặt dày mày dạn đi theo cô ấy, bây giờ chúng tôi muốn đi vào dự tiệc, anh đi tìm cho tôi một nơi mát mẻ ở bên cạnh đi. Mã Tấn Bình không khách khí chút nào. Tần vô song tràn đầy mong đợi nhìn Lâm Thanh Diện, nghĩ anh giải thích không được rõ ràng chắc chắn sẽ cầu xin mình, như vậy mình cũng có thể có một cái bậc thang đi xuống. Nhưng điều khiến cô không ngờ chính là, Lâm Thanh Diện nhìn Mã Tấn Bình một chút, nói, vậy được rồi, dù sao tham gia hay không tham gia cũng không sao, tôi sẽ không đi vào. chương 290, Nghị lực của Lâm Thanh Diện Vẻ mặt chờ mong của tân vô song tắt ngấm, cô khó tin nhìn về phía Lâm Thanh Diện, không ngờ tên này lại thật sự nói không tiến vào. Thật ra đối với Lâm Thanh Diện mà nói, bữa tiệc kiểu này cũng không có ý nghĩa gì, cuộc tranh tài ngày mai cũng chỉ là cuộc thi của thế hệ trẻ mà thôi, chỉ cần không có cao thủ quốc tế hàng đầu tham gia. Vậy chiến thẳng cuối cùng chắc chắn sẽ là Lâm Thanh Diện, vậy nên có bản bạc hay không căn bản không quan trọng. Mã Tấn Bình nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười diêu cợt, coi là Lâm Thanh Diện đang sợ hãi. Tân vô song trợn mắt chừng Lâm Thanh Diện một cái, sau đó hừ một tiếng và quay người đi vào phía trong, bây giờ cô thật sự không muốn nói chuyện với Lâm Thanh Diện, tên này thật sự quá ghê tởm. Tình nguyện một mình đợi ở bên ngoài, vậy mà anh ta cũng không chịu đến cầu xin mình. Chẳng lẽ anh ta thật sự không nhìn ra rằng mình chỉ cần một cái bậc thang để đi xuống sao? Mã Tấn Bình vội vàng đi theo, trực tiếp bỏ lại Lâm Thanh Diện ở phía sau, anh ta thấy, Lâm Thanh Diện cũng chỉ là một cọng lông đến quấy rối Tần Vô Song mà thôi, căn bản không cần để vào mai. Lâm Thanh Diện nhìn thấy trong đại sảnh của khách sạn đặt một chiếc tủ trưng bày đồ cổ, liền đi qua xem để giết thời gian. Sau khi Tần Vô Song đi vào trong phòng riêng sang trọng của khách sạn, tức giận ngồi vào chỗ, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy mình bị uất ức như vậy. Theo lý thuyết Lâm Thanh Diện như vậy, cô ta hẳn là nên chán ghét Lâm Thanh Diện mới đúng, nhưng không biết vì sao, Lâm Thanh Diện không coi cô ta ra gì, trong lòng cô lại càng nghĩ Lâm Thanh Diện muốn chứng minh thứ gì đó với mình. Trong phòng riêng đã có 7, 8 người chờ ở đây, mấy người này đều là nhân tài kiệt xuất trong giới cờ vây của thành phố Thanh Vân, lúc này bọn họ đang ở trong phòng vây quanh một bàn cờ, nhìn chằm chằm vào ván cờ trong đó. Đây là phòng dành riêng cho công hội cờ vây của thành phố Thanh Vân, người trong công hội cờ vây bình thường đến đây ăn cơm, có đôi khi cũng sẽ chơi mấy ván cờ, vậy nên có một bàn cờ được đặt ở đây. Mọi người thấy Tân Vô Song tiến đến, lập tức tới chào hỏi cô. "Chị Vô Song, gần đây chúng tôi tìm được mấy ván cờ rất khó, hiện tại đang muốn cách phá giải, cô có muốn cùng đến không?" Một người đàn ông nhìn chằm chằm vào Tân Vô Song, không hứng thú, phiên phức Tân Vô Song lạnh lùng nói một câu. Nam sinh kia lập tức không dám nói tiếp nữa, Tân Vô Song bình thường ở trước mặt bọn họ tương đối cao ngạo và lạnh lùng, vậy nên đám người cũng không chú ý đến việc cô ta đang hờn dỗi. Mã Tấn Bình lại nhận thấy Tân Vô Song có gì đó không đúng, liền hỏi một câu, có phải vừa rồi tên nhóc kia chọc đến cô, hay là để tôi đi thu thập anh ta. Tại sao anh ta lại chọc tới tôi, tôi sẽ không bị anh ta mà tức giận, anh cũng quá coi trọng anh ta rồi. Tân Vô Song miệng nói như vậy, nhưng biểu cảm trên mặt đã làm lộ suy nghĩ của cô ta. Mã Tấn Bình lại không nghĩ quá nhiều, nghe Tân Vô Song nói như vậy còn nhẹ gật đâu. Khoảng 10 phút trôi qua, Tân Vô Song cũng có chút ngồi không yên, cô ta cảm thấy để Lâm Thanh Diện một mình chờ ở bên ngoài hơi quá thất lễ. Sau khi trở về nếu Lâm Thanh Diện tố cáo với Tân Đốc Công, chắc chắn cô ta sẽ bị mắng, cô ta muốn đi xem Lâm Thanh Diện một chút, Đơn giản chỉ vì không muốn bị mắng mà thôi, tuyệt đối không phải vì vừa mình vừa tiến đến đã muốn ra ngoài xem Lâm Thanh Diện đang làm gì. Cô ta đứng lên, hướng đi ra phái ngoài, Mã Tấn Bình thấy thế, vội vàng đi theo, hỏi cô định làm gì vậy? Tôi đi xem tên ngốc đó bây giờ đang làm gì, anh ta chưa quen cuộc sống ở đây, đừng có gây ra rắc rối gì, Tân Vô Song nói. Mã Tấn Bình lập tức sững sờ, nói, người kia không phải quấy rối cô sao, tại sao cô còn quan tâm anh ta? Hừ, ai quan tâm anh ta, là ba tôi để anh ta đi theo tôi, nếu tôi không quản anh ta, ba tôi chắc chắn sẽ mắng tôi. Tân vô song nói, trên khuôn mặt của Mã Tấn Bình càng lộ ra vẻ nghỉ ngờ, nếu Tân Đốc Công để Lâm Thanh Diện đi theo, vậy tại sao Tân vô song lại có thể tức giận với Lâm Thanh Diện như vậy? Hai người cùng nhau đi đến đại sảnh, Tân vô song nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang chăm chú nhìn vào tủ trưng bày đồ cổ, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, vẫn may tên này không tức giận mình mà rời khỏi đây Nếu không cô ta hối hận cũng không kịp Nói cho cùng Trong lòng cô ta Vân rất rộng rãi với Lâm Thanh Diện Thật sự tức giận và cảm thấy ấm ức Nên tức giận Vân có sự khác biệt rất lớn Tân vô song đi đến sau lưng Lâm Thanh Diện Nhìn thấy trong tay Lâm Thanh Diện chính là một bình trà nhỏ Liên khẽ ho khan hai tiếng Nói anh hiểu những thứ này sao mà ở đây nhìn Nhìn thế nào cũng không thấy anh có loại khí chất yêu nhã đó Lâm Thanh Diện quay người sau khi thấy tần vô song, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, đây là ấm tử sa hàng nhái của triều tống, mặc dù là đồ giả nhưng chế tác rất tinh xảo. Tần vô song biểu môi với Lâm Thanh Diện, không ngờ anh lại có hiếu biết đối với cái này, lúc đầu cô cho rằng Lâm Thanh Diện ăn mặc rất bình thường, cũng không có cơ hội hiếu được những thứ này. Bây giờ Lâm Thanh Diện tùy ý nói ra lai lịch của ấm trà như vậy, khiến Tân Vô Song không thể không cảm thấy trên người Lâm Thanh Diện tăng thêm một chút văn hóa. Thật là đáng chết, tại sao càng nhìn càng thấy tên này thuận mắt, không được, hôm nay tôi nhất định phải chứng minh bản thân một chút. Mã Tấn Bình bĩu môi nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, ở đây giả vờ cái gì, anh chỉ là một kẻ nghèo hèn, lại còn ở đây thảo luận chuyện đồ cố. Không cho anh nói anh ta, Tân vô song quay đầu lừa Mã Tấn Bình một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận. Mã Tấn Bình lập tức trợn tròn mắt, anh ta vốn nghĩ thay Tân vô song nói Lâm Thanh Diện vài câu, không nghĩ ngờ bây giờ Tần Vô Song lại giúp Lâm Thanh Diện nói chuyện. Hơn nữa thấy Tần Vô Song nhìn về phía Lâm Thanh Diện với ánh mắt không bình thường, Mã Tấn Bình lập tức nhận ra điều gì đó. Vô Song, cô, và anh ta, có quan hệ thế nào? Mã Tấn Bình thử hỏi. Không có quan hệ gì, Tần Vô Song nói. Mã Tấn Bình nhìn Tần Vô Song rõ ràng giống như một cô gái đang tức giận bạn trai, trong lòng lập tức lột bột một cái, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện cũng nhiều thêm một chút địch ý. Một người đàn ông mặc bình thường như vậy, chẳng nhẽ lại là tình địch của mình sao? Không đúng, người này nhìn cũng không có gì đặc biệt, dựa vào ánh mắt của Vô Song, sao có thể coi trọng loại người này? Dù thế nào, hôm nay mình cũng không thể bị mất mặt trước mặt người này, nhất định phải cho anh ta mất hết uy tín, để anh ta biết được sự chênh lệch giữa anh ta vào Vô Song. Mã Tấn Bình nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diệt, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm, sau đó nói, hóa ra anh và Vô Song quen biết nhau? nếu vô song không nói, tôi còn tưởng là anh đến quấy rối cô ấy. Thật sự ngại quá, tôi là Mã Tấn Bình, là cậu chủ nhà họ Mã, là Thanh Mai chúc Mã với vô song. Ba tôi năm đó suýt chút nữa đã định thông ra cho chúng tôi từ bé. Đương nhiên, định hay không, trong mắt tôi thì kết quả đều như vậy. Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện nghe Mã Tấn Bình nói nhiều như vậy, chỉ lễ phải trả lời tên của mình. Tần vô song quay đầu nhìn Mã Tấn Bình một cái, nói ai có thông ra từ bé với anh, anh đừng có tự luyến, Mã Tấn Bình, tôi đã nói với anh, giữa hai chúng ta là không thế nào. Khuôn mặt Mã Tấn Bình lập tức lộ ra vẻ lúng túng, anh ta nói, có thể hay không sau này mới biết, người anh em, đem ấm trà trong tay anh có tôi xem một chút, tôi thật sự cũng thấy hứng thú với thứ này. Lâm Thanh Diện cũng không để ý, đưa tay ấm trà trong tay cho Mã Tấn Bình. Lúc Mã Tấn Bình đưa tay nhận lấy lại đột nhiên thu tay về, ấm trà trong tay Lâm Thanh Diện lập tức rơi xuống đất, vỡ. Ai nha, thật sự ngại quá, vừa rồi tay tôi bị chuột rút, tôi vẫn chưa đụng vào ấm trà, cũng không được coi là tôi làm rơi nha. Mã Tấn Bình ra vẻ vô tội nói. Quản lý đại sảnh nhìn thấy ấm trà ở bên này bị vỡ, lập tức đi tới, cao mày nói, ba vị, thật ngại quá, thứ mấy người làm vỡ là vật quý giá ở nơi này của chúng tôi, ấm tử xa này mặc dù là hàng nhái, nhưng tiền công lại rất cao, giá trị cũng mấy trăm triệu, xin hỏi mọi người muốn bồi thường thế nào. Mã Tấn Bình chỉ vào Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, đây là do anh ta làm vỡ, cô hỏi anh ta đi. Tần vô song tức giận lườm Mã Tấn Bình một cái, sau đó hướng Lâm Thanh Diện nói, Lâm Thanh Diện, mấy trăm triệu không phải một con số nhỏ, anh biết tôi vẫn đang còn giận anh, bây giờ anh câu xin tôi tha thứ, tôi sẽ bỏ ra số tiền này giúp anh, thế nào? Dưới cái nhìn của Tần vô song, Lâm Thanh Diện không phải là người có tiền, cho dù tính cách của anh cao ngạo, đụng phải chuyện cần bồi thường đến tiền, không có cách nào thì chắc chắn cũng phải câu xin người ta. Mặc dù nhận thấy Mã Tấn Bình cố ý, nhưng Tân Vô Song cũng không nổi giận, ngược lại coi đây là một cơ hội, cô ta cảm thấy cuối cùng Lâm Thanh Diện cũng phải đến câu xin cô ta. Mã Tấn Bình cũng cảm thấy Lâm Thanh Diện không giống người có tiền, nên cố ý để anh làm vợ ấm trà, lúc bồi thường tiền, Lâm Thanh Diện sẽ biệt sự tranh lệch giữa mình và anh ta, đến lúc đó anh ta sẽ hào phòng giúp tiền, nói không chừng còn đổi được ấn tượng tốt của Tân Vô Song. Nhưng điều khiến anh ta không ngờ chính là Lâm Thanh Diện lại chủ động muốn bồi thường tiền giúp, điều này khiến sự ghen tuông trong lòng anh ta lại càng mọc lan tràn, hận không thể xé xác Lâm Thanh Diện. "Vô song, tiền này sao có thể để cô bồi thường, nước rồi cũng coi như tôi sai lầm, cứ để tôi bồi thường đi." Mã Tấn Bình vội vàng nói. Lâm Thanh Diện nhìn hai người một chút nói, "Không cần, tôi tự bồi thường là được." Nói xong anh ta lấy thẻ đen của ngân hàng thế giới từ trong túi của mình đưa cho quản lý nói trực tiếp quẹt thẻ đi. Tầng Vô Song trợn to mắt nhìn Lâm Thanh Diện nói, "Lâm Thanh Diện, vừa rồi anh không nghe thấy cô ta nói gì sao? Ấm trà này phải đến mấy trăm triệu, anh lấy nhiều tiền như vậy ở đâu ra? Tôi chỉ muốn anh thử nhận trước mặt tôi một chút, tại sao anh nhất định đối nghịch với tôi?" "Tôi không đối nghịch với cô, nhưng chỉ là mấy trăm triệu mà thôi, tự tôi có thể bồi thường." Lâm Thanh Diện dở khóc dở cười nói, "Tiếp tục giả vờ." nhìn thế nào cũng không thấy anh giống như người có thể bồi thường được mấy trăm triệu, vô song, loại người thích già vờ này có gì tốt, bây giờ chắc cô đã thấy rõ bản chất của anh ta rồi, anh ta còn lấy một tấm thẻ ngân hàng màu đen ra, tôi chưa từng thấy. Chờ một chút, cái này, đây là thẻ đen của ngân hàng thế giới. Ánh mắt Mã Tấn Bình nhìn vào trên tấm thẻ đen kia, lập tức mở to hai mắt nhìn. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 290.